Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 9. Túc Bảo gật đầu, thấy rồi ạ, là chị gái mặc váy cưới màu đỏ. Cô bé cẩn thận kiểm tra xung quanh, hồi nãy dì quỷ nói, căn phòng này có quỷ hồn sống từ trước, nhưng khi cô bé vào thì chẳng thấy bóng dáng quỷ hồn nào. Như thể quỷ hồn đã sang nhà hàng xóm chơi. Càng không thấy gì, Tô Tử Tích càng lo lắng, cậu nói, không ổn, chúng ta về phòng trước đi, trưa mai lại sang đây. Tô Tử Tích vừa dứt lời thì hành lang vang lên tiếng cộp cộp. Em Mờ Thanh từ xa đến gần, ai đó đang đi về phía này. Túc Bảo kéo tay Tô Tử Tích rồi chạy như bay vào phòng ngủ, mau nấp đi. Tô Tử Tích, cậu trơ mắt nhìn Túc Bảo kéo mình vào phòng ngủ tràn ngập màu đỏ kia. Mỗi tế bào trên người Tô Tử Tích đều đang phản kháng, cậu nói, đổi phòng ngủ khác đi em. Túc Bảo nói nhỏ, không kịp rồi. Tô Tử Tích bỗng thấy hoang mang một cách khó hiểu, cậu bị Túc Bảo kéo xuống gầm giường, sau đó cô bé dán một lá bùa màu vàng trước mặt hai người. Dưới gầm giường, Tô Tử Tích chợt nhận ra điều gì đó, cả người bỗng ngây ra. Trốn chỗ nào chẳng được, đằng này trốn ngay dưới gầm giường nữ quỷ. Lông tơ trên người Tô Tử Tích dựng đứng. Cậu toan bò ra ngoài, nhưng một đôi giày màu đỏ bỗng xuất hiện trước mắt cậu. Đôi giày đỏ ngày càng đến gần, một giọng nói khàn khàn như vịt Donald đột nhiên vang lên, này, trốn ở đâu rồi? Tô Tử Tích trợn tròn hai mắt, đôi giày đỏ kia đung đưa trước mắt cậu, hai chân còn kiễng lên một cách quỷ dị. Khi đi lại, chân của người thường luôn áp sát sàn, vậy mà giờ đây chủ nhân của đôi giày này lại kiễng chân để di chuyển. Bỗng, đôi giày đỏ dừng lại ngay trước mặt Tô Tử Tích. Sau đó, Tô Tử Tích nhìn thấy mái tóc xõa xuống, giống như có ai đó đang nắm lấy mép giường và chuẩn bị nhìn xuống gầm giường. Toàn thân Tô Tử Tích cứng đờ, hô hấp cũng ngưng trệ. Phần tóc xõa xuống đất ngày càng nhiều, có thể đoán được cái đầu mỗi lúc một gần gầm giường. Tô Tử Tích đảo mắt nhìn Túc Bảo cầu cứu. Chẳng ngờ lại trông thấy Túc Bảo đang đếm tiền. Đúng, chính là đếm tiền, nhưng là tiền giấy cho người chết. Tô Tử Tích tức đến độ muốn bật khóc. Giờ là lúc nào rồi còn đếm tiền? Tiền âm phủ thì cứ đốt cả sấp đi, có gì đáng để đếm đâu. Chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt, toàn bộ tóc xóa xuống đều chất đống trên mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người đó rồi. Tô Tử Tích nín thở, sao cái đầu này lại gục xuống thế này? Theo tình huống thông thường, trước hết phải trông thấy một nửa cái tai hoặc một nửa khuôn mặt, sao trường hợp này lại thấy đỉnh đầu trước? Tô Tử Tích sợ quá đỗi, đáy lòng cậu điên cuồng gọi tên Túc Bảo. Cứu anh với. Túc Bảo như nghe được tiếng lòng của Tô Tử Tích, cô bé ngẩng đầu nói, yên tâm, quỷ hồn không nhìn thấy chúng ta đâu. Tô Tử Tích sợ hãi toan bưng miệng Túc Bảo lại, chỉ nghe Túc Bảo nói, yên tâm, cũng không nghe thấy giọng nói của chúng ta. Tô Tử Tích, cậu tin cô bé cái mốc khô ấy. Cô bé không thấy, người, bên giường kia ngồi xổm xuống rồi tiếp tục ló đầu vào trong ư. Ngay lúc Tô Tử Tích tưởng rằng, người kia sẽ thấy cậu và Túc Bảo thì nó bỗng đứng thẳng người rồi ngồi xuống bên mép giường. Tô Tử Tích vừa thở hắt ra thì ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân vội vã. Người, đến lần này đi một đôi dép lê màu hồng, vừa vào cửa đã hốt hoảng nói, xin lỗi, ta đến chậm. Người, ngồi bên giường nghiến răng nghiến lợi mắng bằng chất giọng khàn đặc kinh dị, kêu người đi mua đồ mà lề mề mất bao nhiêu thời gian hả, đi nửa buổi tối không về, nói đi, có phải ngươi lấy tiền của ta đi chơi chỗ nào không? Nữ quỷ đi dép lê như sắp khóc, không mà. Đáp lại lời nó là một cái tát tai. Nữ quỷ đi dép lê màu hồng bị đánh bay. Vừa vặn lăn xuống bên giường, ngay trước mặt Tô Tử Tích. Tô Tử Tích. Khuôn mặt nữ quỷ gần như dán vào mặt Tô Tử Tích, hai mắt Tô Tử Tích mở to, cậu hoàn toàn bất động như tảng đá. Nữ quỷ trước mặt mặc một bộ quần áo tú cầu màu đỏ. Mặt nó hoàn toàn trùng khớp với mặt cô gái nhảy lầu mà Tô Tử Tích nhìn thấy trong group game. Kỳ lạ ở chỗ, Tống Nguyệt Thanh không đi đôi giày cao gót màu đỏ cỡ to, mà đeo một đôi dép lê màu hồng. May sao Tống Nguyệt Thanh không trông thấy Tô Tử Tích, nó kinh hãi toan bò dậy, sau đó nó lập tức bị quỷ đeo giày đỏ dẫm lên. Ta đói rồi, mau nấu cơm cho ta. Ta muốn tắm, lập tức xả nước vào bồn tắm cho ta. Tống Nguyệt Thanh cuống quýt bò dậy, chuẩn bị vào nhà bếp, nào ngờ lại bị đánh, kêu ngươi đi xả nước mà. Tống Nguyệt Thanh vừa toan vào phòng tắm. Quỷ đeo giày đỏ lại đánh nó bật trở lại, kêu người đi nấu cơm, không nghe thấy hả? Tô Tử Tích hoàn hồn, không khỏi cho mày. Đây chẳng phải cố tình gây sự để bắt nạt quỷ hồn khác ư. Tống Nguyệt Thanh kêu thảm thiết,
chợt trông thấy hai quả trứng đỏ bên bàn trà, vội bò đến lấy trứng rồi đưa cho quỷ hồn đang đánh đập nó, cuối cùng quỷ hồn kia mới dừng chửi mắng. Túc bảo, Tô Tử Tích nghiêng đầu hỏi, sao chị ấy lại lấy được trứng gà? Hỏi xong cậu mới chợt nhớ ra ban nãy Túc bảo đã đặt hai quả trứng gà đỏ lên bàn trà. Túc bảo nói, hồi nãy em đã chuẩn bị xong xuôi rồi, anh ơi, anh ở đây đừng ra ngoài nhé. Dứt lời, Túc bảo bò ra ngoài. Túc bảo, Tô Tử Tích kinh hãi. Túc bảo đã bò ra khỏi gầm giường, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Quỷ hồn hung dữ kia ngồi trên sofa ăn trứng. Nữ quỷ đi dép lê màu hồng vừa khóc thút thít vừa nấu cái gì đó trong nồi, không có ngọn lửa, chỉ có tiếng song nồi leng keng, trông vô cùng kỳ quái. Không có Túc bảo bên cạnh, Tô Tử Tích bắt đầu căng thẳng. Khi trước cậu luôn thấy em gái phiền phức, giờ Túc bảo mới đi một chốc mà cậu đã hận không thể hóa thành món đồ trang sức đeo trên người cô bé. Tô Tử Tích vô thức muốn bỏ theo ra ngoài, nào ngờ không cẩn thận đè phải lá bùa màu vàng mà Túc bảo đặt trước mặt hai người ban nãy, cậu vội giơ tay ra. Kết quả, lá bùa bị cậu kéo rách. Đê. Tô Tử Tích lập tức hóa đá, không dám động đậy. Ngay lúc này, quỷ hồn đang ăn trứng bỗng dừng lại, đôi giày đỏ của nó lại bắt đầu di chuyển. Cuối cùng, dừng lại trước mặt Tô Tử Tích. Tô Tử Tích nhớ đến cảnh tượng trong phim kinh dị, nhanh chóng nín thở đến mức đỏ bừng mặt, còn lấy tay bịt chặt mũi. Quả nhiên, đôi giày đỏ đã rời đi. Trông thấy đôi giày đỏ đi xa, Tô Tử Tích hít sâu một hơi. Bỗng bên tai cậu vang lên giọng nói vừa khàn đặc vừa chói tai, ha, tìm được rồi. Sống lưng Tô Tử Tích cứng đờ. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một chú khoảng 40 đến 50 tuổi đang nằm bò bên cạnh, đôi mắt trũng sâu, da rẻ vàng vọt như chôn dưới đất rất lâu rồi mới vừa chui khỏi mồ đi lên mặt đất, tóc cạo một nửa, thắt bím dài và mặc quần áo thời nhà Thanh. Thấy Tô Tử Tích nhìn về phía mình, chú quỷ nặn ra một nụ cười quỷ dị, để lộ hai cái răng vàng. Tô Tử Tích. Nói về Túc bảo, cô bé dán một lá bùa lên trán rồi dốc hết sức lực chạy quanh phòng. Lưới phược linh, một lưới trói buộc linh hồn. Cô bé đi lại như con thoi khắp phòng nhằm dệt nên những sợi dây màu đỏ vô hình, niêm phong mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Sư phụ đã nói, lần này một mình cô bé phải cố gắng đánh bại quỷ xảo quyệt. Giờ quỷ xảo quyệt đang trong căn phòng này, tuy nó ẩn náu rất kỹ, nhưng cô bé đã phát hiện ra rồi. Thứ nhất, dì quỷ ở căn phòng cô bé thuê ban đầu đã nói, vốn dĩ có một chú quỷ bình thường sống ở phòng này, đã là quỷ hồn bình thường, đương nhiên không đeo giày cao gót đỏ của phụ nữ, thế nhưng bây giờ đôi giày đỏ của chị gái nhảy lầu lại được đeo trên chân chú quỷ. Thứ hai, chị gái kia đã mặc váy cưới màu đỏ và thực hiện một nghi lễ nào đó rồi mới nhảy lầu chết, đáng lý ra chị ấy phải biến thành lệ quỷ, nhưng giờ chị ấy lại bị chú quỷ áp chế. Có thể áp chế lệ quỷ, hoặc là lệ quỷ hung dữ hơn. Hoặc là ác quỷ. Nhưng dì quỷ đã nói rồi, quỷ hồn sống trong căn phòng này chỉ là oán quỷ bình thường. Oán quỷ bình thường sao có thể nô dịch nữ quỷ nhảy lầu? Giả sử quỷ xảo quyệt là X, chú quỷ sống ở phòng này từ trước là Y, nữ lệ quỷ nhảy lầu là Z. Kết luận, X trốn trong cơ thể Y, ngụy trang thành Y. Tóm lại gọi là C. Mình cũng biết tính toán đó nha. Túc bảo thầm mừng rỡ, mình đã học được bản lĩnh của anh Tử Du rồi. Giờ cô bé lợi hại lắm nha. Túc bảo đang vui như mở cờ trong bụng thì nghe thấy tiếng kêu chói tai của Tô Tử Tích. À, có quỷ. Vừa dứt lời, Túc bảo đã trông thấy Tô Tử Tích đứng bật dậy, ầm một tiếng, giường bị cậu lật tung. Dù chất lượng giường trong phòng cho thuê chẳng ra làm sao, nhưng Tô Tử Tích có thể lật tung cái giường thì thật sự quá lợi hại. Túc bảo kinh ngạc nhìn Tô Tử Tích vừa gào thét vừa chạy ù tới cạnh cô bé. Cô bé không khỏi nhìn lên đầu Tô Tử Tích, anh ơi, đầu có bị u không? Lúc này Tô Tử Tích mới cảm thấy đầu ong ong, lúc nãy cậu sợ quá nên giờ không nhớ đã làm cách nào để chạy từ gầm giường đến bên Túc bảo. Hai anh em nhìn chiếc giường. Tấm ván giường có vài thanh gỗ thưa thớt đan lại, ván rất mỏng, hiện giờ đã gãy vài thanh gỗ, hiển nhiên do cái đầu của Tô Tử Tích gây ra. Tấm nệm bên trên cũng rất mỏng, có lẽ vì thế mà Tô Tử Tích mới dễ dàng lật tung. Đau quá, Tô Tử Tích sờ đầu, sực một tiếng. Nghe thấy tiếng ồn, nữ quỷ đang đứng trong bếp đi ra, nam quỷ nằm bò dưới gầm giường cũng bay ra, nhìn Tô Tử Tích hao háo. Nó nói giọng khó nghe như tiếng mài đá, ngươi là ai? Trên trán Túc bảo vẫn dán lá bùa màu vàng nên hai con quỷ kia không nhìn thấy cô bé. Tô Tử Tích không khỏi nắm chặt cánh tay Túc bảo,
nói giọng run rẩy, mau, dán cho anh một lá bùa. Túc Bảo kéo lá bùa trên trán cô bé xuống, toan dán lên trán Tô Tử Tích, nói, anh ơi, anh trốn qua một bên. Trên cổ tay cô bé có sợi dây đỏ nên bé không sợ đánh lột. Nhưng Tô Tử Tích thì không được, cậu không có gì bảo vệ, nếu chẳng may bị quỷ tóm lấy thì phiền phức lắm. Quỷ Xảo Quyệt dường như cũng ý thức được điều này, khi Túc Bảo chuẩn bị dán lá bùa lên trán Tô Tử Tích, nó lập tức nhào tới. Tô Tử Tích, mẹ kiếp! Sao lại là cậu? Chỉ thấy nam quỷ hét lớn một tiếng, móng tay nó đột nhiên dài ra rồi hướng về phía Tô Tử Tích, chuẩn bị nhéo cậu. Túc Bảo không chút nghĩ ngợi đã đứng chặn trước người Tô Tử Tích. Đáy mắt nam quỷ lộ ra sự hung dữ, chắc chắn tên phán quan kia đã theo dõi nhưng mất dấu nó, cho nên không biết nó trốn ở đây. Còn con nhóc này, nó chỉ ngoạm miệng ra là có thể nuốt chừng luôn. Túc Bảo, đồng tử Tô Tử Tích co lại. Một giây sau, cậu chôn thấy tia sáng đỏ lóe lên, nam quỷ bị đánh bay ra ngoài. Tô Tử Tích, cô em gái phiền phức của cậu lợi hại vậy ư? Nam quỷ bị đánh bay ra, kinh ngạc nhìn Túc Bảo. Vừa nãy nhất định là do nó bất cẩn, không tính. Đáy mắt nó lộ vẻ nghiêm trọng, sát khí toàn thân ngùn ngụt bốc lên, nó giống to một tiếng rồi nhào về phía Túc Bảo. Lần này nó nghiêm túc 100%, nếu vẫn không thể nuốt chửng con nhóc trước mặt, nó sẽ... Vừa nghĩ tới đây, một luồng sáng màu đỏ lại lóe lên, nam quỷ bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh xuống tấm lưới đỏ mà Túc Bảo giăng ra hồi nãy. Còn Túc Bảo đứng yên tại chỗ, dường như chẳng cần động tới một ngón tay. Nam quỷ kinh hãi nhìn Túc Bảo, ngươi! Con nhóc này là một cao thủ, nhất định là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Nam quỷ chỉ thấy Túc Bảo khẽ chớp đôi mắt, hỏi, còn đánh tiếp không? Nam quỷ! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồ trẻ con không biết xấu hổ, còn làm bộ vô tội nữa chứ. Túc Bảo, chú không đánh thì con đánh nha. Quỷ Xảo Quyệt đang trốn trong thân thể chú quỷ trước mắt, tức là Quỷ Xảo Quyệt có rất nhiều lớp da bảo vệ. Túc Bảo không rõ Quỷ Xảo Quyệt làm thế nào để ẩn trốn tài tình như vậy, nhưng nó đã để lộ sơ hở, bây giờ cô bé sẽ kéo Quỷ Xảo Quyệt từ bên dưới nhiều lớp da ra ngoài. Túc Bảo hung dữ xông lên, tóm lấy chân nam quỷ nhân lúc nó không để ý rồi quăng mạnh. Đánh nè! Đánh đánh đánh. Cô bé vung mạnh nam quỷ xuống đất như đập hành lá. Nam quỷ tức giận đánh trả, Túc Bảo lập tức thả tay ra, kết quả nam quỷ lại bị ánh sáng đỏ đánh bật ra. Nhân lúc nam quỷ choáng váng sau cú ngã, Túc Bảo lại xông lên túm chân nó rồi tiếp tục vung người nó nện mạnh xuống đất. Kỷ Trường đang nấp trong bóng tối vô cùng kinh hãi, đồ đệ nhỏ của hắn học thành tài rồi. Chẳng những tiếp thu tốt, cô bé còn rất may mắn. Quỷ Xảo Quyệt hoàn toàn không có cơ hội kịp phản kích. Bỗng phốc một tiếng, nam quỷ như bị lột da, một bóng đen bay vọt ra ngoài. Còn trong tay Túc Bảo đang nắm một lớp da người, chính là chú quỷ sống trong căn phòng này từ trước. Ai ôi, giọng chú quỷ yếu ớt, ta sắp không ổn rồi, con ác quỷ này quá đáng ghét, không ngờ nó lại cắt thân thể ta rồi làm thành quần áo mặc. Chú quỷ nói xong lập tức hóa thành sát khí rồi bị hút vào hồ lô. Tô Tử Tích như chết lặng. Khoảnh khắc này, cậu nhớ tới Đát Kỷ, Lộ Na, Trấn Cơ trong game. Tất cả những nhân vật này đều thua kém Túc Bảo. Em ơi, Tô Tử Tích nhích về phía Túc Bảo, đến cậu cũng không nhận ra mình đã đổi cách xưng hô. Túc Bảo thở hổn hển, nói, anh đừng qua đây, đứng qua một bên đi. Quỷ Xảo Quyệt vừa nghe vậy đã lập tức nhắm chuẩn vào chỗ không khí bên cạnh Túc Bảo, nó không trông thấy Tô Tử Tích mà chỉ có thể suy đoán vị trí gần đúng của cậu. Sau đó nó vồ lấy. Mẹ kiếp, Tô Tử Tích sợ tới độ cả người cứng đờ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tô Tử Tích bị Túc Bảo đạp bay ra. Đây là lần đầu Tô Tử Tích cảm kích đến phát khóc khi bị ăn đạp, cậu lập tức lấy tay giữ lá bùa trên trán, sau đó thu mình vào một góc, bất động. Quỷ Xảo Quyệt rất rành trong việc tháo chạy và ẩn náu, thua keo này, nó lập tức trốn đi. Túc Bảo ồ một tiếng. Quỷ Xảo Quyệt này có pháp bảo trong tay ư? Chẳng ngờ có thể biến mất như vậy. Túc Bảo đang nghĩ vậy thì cánh cửa đóng kín của phòng ngủ còn lại bỗng kêu lạch cạch, một bóng, người, bước ra. Túc Bảo, người, đó lạnh lùng quát, đi ra đây cho tao. Nghe thấy giọng nói này, Túc Bảo bỗng sững sờ. Cô bé ngẩn người nhìn lại, chỉ thấy, người, vừa quát là Lâm Phong, ba nuôi của bé. Ba, Túc Bảo vô thức gọi ba, nhưng lập tức im bặt. Lâm Phong cười lạnh, giờ mày lợi hại rồi nhỉ? Trở thành viên Minh Châu được nâng niu trong lòng bàn tay người nhà họ Tô,
còn có người ba chiến thần, thế nên mày không muốn nhận tao làm ba nữa đúng không? Lâm Phong bước từng bước tới gần Thúc Bảo, mày là đồ vô ơn. Ông đây vất vả nuôi mày khôn lớn, cuối cùng thì mày trả ơn tao thế nào hả, chẳng những không đón tao về nhà họ Tô dưỡng lão, còn để cậu cả mày tống tao vào ngục. Không có tao thì mày có thể sinh ra thuận lợi rồi lớn đến 3 tuổi chắc. Lâm Phong nhìn Thúc Bảo đăm đăm, đáy mắt chất chứa nỗi oán hận, chẳng phải mày biết thu quỷ ư, nào, có bản lĩnh thì thu phục tao đi. Thúc Bảo vô thức lùi về sau một bước. Cô bé không khỏi nhớ đến những ngày còn ở nhà họ Lâm. Sau khi mẹ qua đời, cô bé muốn được ba ôm vào lòng, nhưng lại bị ba nóng nảy đẩy ra. Bé hái một bông hoa đẹp trong vườn, vui vẻ đem tặng ba, kết quả ba cô bé ném hoa vào thùng rác. Trong một ngày trời đổ tuyết trắng xóa, Lâm Phong bắt cô bé quỳ ở sân, còn đánh cô bé suýt chết. Kỷ Trường nhìn thấy vẻ mặt của Túc Bảo lúc này, lòng hắn trùng xuống. Hóa ra tâm ma của Túc Bảo nằm ở đây. Cũng đúng, cách đây một năm, cô bé chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi, ở cái tuổi quyến luyến bịn dịn ba mẹ nhất thì cô bé phải chịu cảnh mẹ mất, ba ngược đãi. Có lẽ ngày tháng sống ở nhà họ Tô đã khiến Túc Bảo dần quên đi vết thương lòng, nhưng dù sao cũng là bóng đen tâm lý tuổi ấu thơ, tổn thương mà cô bé từng phải chịu đựng sẽ chẳng thể biến mất hoàn toàn. Quỷ xảo quyệt quả nhiên quá gian xảo, hình như nó đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến tìm Túc Bảo, đến quỷ hồn của Lâm Phong mà nó cũng tìm rồi kéo đến đây được. Quỷ hồn Lâm Phong chưa tiêu tán hoàn toàn, tuy bị biến thành quần áo, nhưng vẫn còn sót lại ý thức. Nó đang oán giận và chỉ trích Túc Bảo. Tao thảm hại như này đều do mày hại. Đúng là tao đã đánh mày, nhưng có người ba nào không đánh con không, dù tao làm sai thế nào thì cũng có ơn dưỡng dục mày. Quả thật Lâm Phong chết quá thảm, chết rồi còn bị Mộc Quy Phàm đào huyệt, cho cốt cũng bị hất lên. Đây gọi là gì? Đây gọi là tan xương nát thịt. Một khi xương cốt hóa bụi, Lâm Phong chẳng thể đi đầu thai, chỉ đành tự sinh tự diệt trong 3 tầng trời đất, cuối cùng chẳng còn lưu lại gì. Nó thảm hại như vậy, Túc Bảo lại sống tốt dường ấy, tại sao chứ? Túc Bảo mím môi, lắc đầu nói, không, không phải do Túc Bảo hại, không phải do Túc Bảo hại. Cô bé lấy hết can đảm nhìn Lâm Phong, ác giả ác báo, trên đời này cũng không có câu, là ba thì nhất định sẽ đánh con cái của mình, chú gạt con. Lâm Phong sững sờ, quát to, mày còn dám cãi lời tao. Giống như khi còn sống, Lâm Phong không nói hai lời mà tiện tay vớ bừa món đồ nào đó rồi ném mạnh về phía Túc Bảo. Túc Bảo không chịu đựng như trước, khéo léo né đi. Đáy mắt Túc Bảo phảng phất sự kiên nghị. Cô bé không còn là đứa trẻ mặc cho Lâm Phong ngược đãi mà không dám đánh trả nữa. Thấy Túc Bảo như vậy, Lâm Phong càng tức giận. Nó hét to rồi nhào tới, ông đây nuốt sống mày. Kỷ Trường toát mồ hôi, không biết Túc Bảo có thể hạ quyết tâm diệt Lâm Phong không? Đây có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất, Lâm Phong đã nói một câu rất đúng, ít nhất nó có ơn dưỡng dục với Túc Bảo. Rốt cuộc có nên diệt quỷ hồn của ba nuôi không? Trẻ con nhìn nhận người ba từng ngược đãi chúng như thế nào. Kỷ Trường không phải chờ đợi quá lâu, chỉ thấy Lâm Phong nhào tới, còn Túc Bảo giơ tay lên. Sợi dây màu đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng màu đỏ, đánh bay Lâm Phong. Lâm Phong kêu thảm một tiếng rồi nện mạnh xuống tấm lưới đỏ. Căn phòng này được Túc Bảo dệt nên tấm lưới trói buộc linh hồn dày đặc, không quỷ hồn nào có thể tháo chạy, tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô bé. Máu tươi phun ra từ miệng Lâm Phong nhanh chóng biến thành sát khí, trông vô cùng thảm hại. Túc Bảo đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bỗng thất thần, cười đau đớn nói, ha ha, quả nhiên Túc Bảo đã khôn lớn, dám đánh cả ba của mình rồi. Túc Bảo, trước đây ba cũng từng yêu con rất nhiều, lúc mới chào đời con cũng là bảo bối của ba đó. Bỏ đi, không nói nữa, con giết ba đi, giết ba rồi con sẽ vui vẻ đúng không? Có thể chết trong tay Túc Bảo, ba cũng rất vui. Lâm Phong trưng ra bản mặt nhìn thấu hồng trần, bi thương nhắm mắt lại. Xem đi, người khác không hiểu Túc Bảo, lẽ nào nó cũng không hiểu cô bé. Từ bé đến lớn, thứ con nhóc này khao khát nhất chính là tình yêu của nó. Con nhóc này tuyệt đối không thể xuống tay diệt nó được. Túc Bảo bước từng bước một, từ tốn kiên định lại gần Lâm Phong. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra một tia đắc ý mờ mờ. Thế nhưng một giây sau, mắt cá chân của nó đã bị Túc Bảo bắt lấy, sau đó bé vung mạnh lưới phược linh. Oanh! Chỉ một đòn nhưng Túc Bảo lại dùng rất nhiều sức khiến lưới phược linh không ngừng đung đưa. Lâm Phong hoàn toàn không ngờ bé lại làm thật. Mày,
Tao là ba mày đấy. Nó vừa tức giận vừa sợ hoảng sợ. Túc Bảo kiên định lắc đầu, không, ông không phải là ba tôi. Ba tôi tên Mộc Quy Phàm, không phải Lâm Phong. Bé lại giữ chặt Lâm Phong, hung hăng đập mạnh xuống đất. Lâm Phong không chịu nổi, hét lớn nhào về phía Túc Bảo. Túc Bảo lập tức buông tay, kết quả Lâm Phong đang nhào tới bị sợi dây đỏ đánh bay ra ngoài. Hiện giờ Túc Bảo đã có thể sử dụng sợi dây đỏ một cách nhuần nhuyễn rồi. Lâm Phong bị đánh bay ra ngoài còn chưa rơi xuống đất đã biến thành một lớp da, quỷ xảo quyệt bay ra, lập tức lặn mất tăm, để lại Lâm Phong suy yếu nằm dưới đất, miệng cứ lẩm bẩm, tao là ba mày đấy. Tao là ba mày đấy. Nó không cam lòng, không cam lòng. Rõ ràng nó mới là con rể nhà họ Tô, là ba của Túc Bảo, nó vốn nên sở hữu tất cả những vinh hoa phú quý đó nhưng giờ lại rơi vào hoàn cảnh không thể đầu thai. Lâm Phong không cam lòng hóa thành sát khí, Túc Bảo lại che kín miệng bình hồ lô, không thu luồng sát khí này. Cuối cùng luồng sát khí tan biến trong trời đất, từ nay về sau trên đời này không còn người tên Lâm Phong nữa. Túc Bảo đứng lặng tại chỗ hồi lâu, trong lòng lại cảm giác được sự thoải mái và giải thoát chưa từng có trước đây. Kỷ Trường thở phào nhẹ nhõm, hiểu được bé đã vượt qua cửa ải tâm ma này rồi. Trong lúc vô thức, bé con đã trở nên kiên cường như thế. Kỷ Trường vui mừng khôn xiết. Mà Tô Tử Tích lại bị dọa đến ngây người. Em gái cậu bé là một kẻ tàn nhẫn, dám đánh cả người ba cũ. Đáng sợ quá. Rất lâu sau Túc Bảo mới cử động, bé chậm rãi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi thôi, quỷ xảo quyệt, ngươi đang ở đâu? Liên tục rớt mất hai lớp da, lúc này nó cũng nên lộ ra bộ mặt thật rồi nhỉ. Túc Bảo cầm kiếm gỗ đào, không ngừng gõ xung quanh. Không hiểu sao Tô Tử Tích lại liên tưởng đến tên sát thủ kéo lê cưa điện săn tìm con mồi trong bộ phim kinh dị Lưỡi Cưa Cậu Bé Giật Mình, sởn hết da gà. Ở phía bên kia, cô gái nhảy lầu cứng đờ ở cửa nhà bếp, cô không thể nói nên lời, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Quỷ xảo quyệt đang khống chế cô ấy, muốn lặng lẽ chui vào trong cơ thể cô gái. Cô gái nhảy lầu này chính là Tống Nguyệt Thanh, bởi vì thích trò bồi luyện mà cô ấy luôn cô đơn, rồi từ từ mắc chứng sợ xã hội. Cuối cùng không chịu được cám dỗ mà nhảy lầu. Quỷ xảo quyệt biết rõ trong mắt Túc Bảo, Tống Nguyệt Thanh vô tội. Hiện tại nó không thể chạy thoát lưới phược linh, chỉ có thể trốn vào trong cơ thể Tống Nguyệt Thanh, chờ đến khi Túc Bảo buông tha cô ấy thì lại len lén đánh bài chuồn. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm gỗ đào bỗng bay tới, Túc Bảo bắt lấy cổ tay nó, kéo mạnh nó ném ra ngoài. Tìm thấy ngươi rồi nhé, Túc Bảo cầm chổi, nhìn chằm chằm quỷ xảo quyệt. Quỷ xảo quyệt lại muốn chạy trốn, Túc Bảo đã ném ra một sấp bùa vàng. Thì ra thứ bé vừa đếm không phải tiền giấy mà là bùa vàng, Tô Tử Tích trốn dưới gầm giường tối thui nên nhìn nhầm. Bùa vàng bay lả tả, dính hết lên thân quỷ xảo quyệt, nó phản kháng kịch liệt, từng lá bùa trên thân nó phực một tiếng bốc cháy liên tục. Mắt thấy bùa vàng không trấn được ác quỷ, Túc Bảo lại lấy ra mấy tấm lưới phược linh, thậm chí bé còn thả cả ác quỷ trong bình hồ lô ra ngoài. Quỷ đào hoa đang trêu chọc quỷ nhu nhược. Quỷ nhu nhược muốn chạy trốn nhưng không thoát được, Túc Bảo, ta tới đây. Gì xấu xí gặm vỏ dưa, đánh nó. Tô Tử Tích hoảng hốt, thế mà Túc Bảo còn có phần mềm hách luôn cơ đấy. Ba tên ác quỷ lao vào đánh nhau túi bụi. Quỷ xảo quyệt đã sống hơn trăm năm, vốn dĩ thực lực của nó rất lợi hại nhưng trước đó vừa bị dây đỏ bắn ngược hai lần nên đâm ra giờ đánh ngang tay với quỷ xảo quyệt. Túc Bảo lập tức chạy lên. Chấp được cơ hội liền vươn tay. Hò dô mình cùng bổ nào. Bé cười hì hì vung vẩy kiếm gỗ đào trước mặt quỷ xảo quyệt, chỉ cần nó không cẩn thận chạm vào bé là sẽ bị dây đỏ phản kích ngay. Sợi dây đỏ kia sở hữu sức mạnh rất đáng sợ, vừa rồi quỷ xảo quyệt ăn hai cú đã trọng thương, hiện tại khỏi phải nói, bị áp đảo hoàn toàn. Nó nhăm nhe muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện Túc Bảo đã đi tới trước mặt không biết từ bao giờ. Quỷ xảo quyệt căm phẫn. Ngươi không có đạo đức của người học võ gì hết. Túc Bảo đốt chát, ta không có thật mà. Vì sao ta phải có? Quỷ xảo quyệt. Cuối cùng, quỷ xảo quyệt bị ba thanh kiếm gỗ đào đóng đinh vào mặt lưới phược linh. Túc Bảo giống quấn nó lại như gói bánh trưng, bảo đảm nó muốn chạy cũng không được. Tô Dục Tích nhích lại gần Túc Bảo, lúc này cậu bé mới thấy rõ bộ mặt thật của quỷ xảo quyệt. Là một người đàn ông gầy gò với hốc mắt lõm sâu và xương gò má nhô cao, đầu thắt bím tóc. Mặc áo choàng đỏ như trang phục thái giám thời nhà Thanh. Túc Bảo gọi, dì Đào Hoa ơi, trên người nó có thứ tốt, mau tìm. Quỷ Đào Hoa không nói hai lời lập tức đi lên kiểm tra một phen, vừa làm nhảm,
thứ tốt, nó thì có thứ gì tốt chứ? Dứt lời, nó sợ tới địa phương không nên sợ, sau đó ngạc nhiên reo lên, ôi chu choa mạ ơi, là thái giám thiệt nè. Thì ra thái giám là như thế này. Chậc chậc, chậc 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 chậc. Quỷ xảo quyệt bị trói chặt căm phẫn ngút trời, thét chói tai, cút. Nó vô cùng nhục nhã, chưa bao giờ gặp được ai vô sỉ như vậy hết há. Quỷ nhu nhược thấy một màn này bỗng kẹp lấy đầu gối theo bản năng. Túc bảo, độ đê độ. Hình như dì Đào Hoa đang kiểm tra thứ kỳ quái gì đó, ý bé là tìm pháp bảo có thể giúp quỷ xảo quyệt tàng hình cơ mà. Quỷ Đào Hoa vừa lắc đầu vừa tìm kiếm, yên tâm, bà đây không có hứng thú với nhúng thịt kia của nhà ngươi, vừa xấu vừa nhỏ còn không có cả trứng, bà XXX ngươi làm cái gì? Quỷ xảo quyệt. Ánh mắt quỷ Đào Hoa chợt sáng ngời, nó móc ra một vật hình tròn đen như mực, trông dáng vẻ khá giống ngọc thạch từ lồng ngực quỷ xảo quyệt. Tìm được rồi nay, nó lấy viên ngọc đen ra, đưa cho Túc Bảo. Túc Bảo quan sát, không nhìn ra cái gì, chỉ có thể tạm thời cất đi đã. Quỷ xảo quyệt đã tuyệt vọng. Chỉ nghe Túc Bảo hỏi, nói đi, ngươi chết thế nào, sao lại biết ta? Nó nghẹn khuất quay đầu, muốn chém muốn giết hay róc thịt tùy ngươi, ta sẽ không bao giờ. Túc Bảo duỗi cổ tay ra, há. Quỷ xảo quyệt quay đầu theo bản năng, kết quả va phải cổ tay Túc Bảo, bị dây đỏ đánh đến mặt mũi sưng vù. Nó cắn răng, ta tuyệt đối. Túc Bảo bỗng đè đầu nó lại, đẩy mạnh về phía sợi dây đỏ. Xèo. Một tia sáng đỏ chớp lóe. Quỷ xảo quyệt bầm dập tóc tai bù xù, cơ thể tê dại, miệng nó vậy cũng được á. Ta nói, quỷ xảo quyệt nghẹn khuất không thôi. Hộc máu. Sớm biết như vậy nó còn phản kháng làm cái đách gì. Vô duyên vô cơ bị đánh mấy lần. Đúng là uất ức thấu trời. Ta sinh năm 1844, cha ta vứt bỏ ta không thèm nuôi nấng, ta ăn không đủ no, vì kế sinh nhai nên đành tự xoẹt xoẹt, vào cung làm thái giám. Tức là tự cắt của quý đó. Túc Bảo mờ mịt, tự xoẹt xoẹt như thế nào? Ý nó là sao nhỉ? Quỷ Đào Hoa ho khùng khục. Y già Túc Bảo, trẻ con đừng hỏi mấy chuyện này. Càng không cho hỏi, Túc Bảo càng tò mò. Bé thắc mắc, tại sao không được hỏi? Quỷ Đào Hoa, trẻ con không được hỏi. Túc Bảo, tại sao trẻ con lại không được hỏi, vậy người lớn là được hỏi hả, đợi ta lớn rồi ngươi sẽ nói cho ta sao? Quỷ Đào Hoa, khụ khụ. Quỷ nhu nhược nhanh chóng rời mắt, sau đó thì sao? Quỷ xảo quyệt bỗng nhiên dừng lại, như thể vừa nghĩ đến chuyện gì đó không tốt. Vẻ mặt buồn bực. Quỷ Đào Hoa khó hiểu hỏi, sao, mới vừa răng rắc xong, đại thanh biến mất luôn à? Quỷ xảo quyệt. Quỷ nhu nhược không nói nên lời, người cầm miệng đi, ở trước mặt trẻ con thì giữ mồm giữ miệng tí. Quỷ Đào Hoa cười hì hì một tiếng, nhưng nó vẫn ngậm miệng lại. Quỷ xảo quyệt bực bội khó chịu một lúc, mới nói tiếp, không phải, vừa răng rắc xong thì thuận lợi tiến cung, may mắn vào được cung của một thái phi. Sau khi vào được cung của Thái Phi rồi thì không còn phải vất vả như vậy nữa, cũng không có nhiều màn tranh đấu như các phi tử trong cung, chỉ cần chăm sóc cho Thái Phi thật tốt là được. Thái Phi là phi tử của tiên hoàng đã chết, không được tự do, cả đời chỉ có thể thủ tiết trong hậu cung, bởi vậy cũng sẽ có một số Thái Phi không quá an phận. Có thể ở bên cạnh Thái Phi trông coi tẩm cư của bà ấy, hiển nhiên địa vị sẽ không giống như những người khác. Quỷ xảo quyệt nói, ngay từ đầu nó chỉ muốn được ăn no mặc ấm. Nhưng dần dần bắt đầu trở nên không thỏa mãn, vì thế nó đã dùng mọi cách để trở thành người chăm sóc bên gối của Thái Phi. Có rất nhiều người muốn trở thành người bên gối của Thái Phi, luôn có thái giám muốn đá ta xuống, vì thế ta đã nói dối Thái Phi rằng mình đã mọc lại. Quỷ Đào Hoa, không phải chứ, nói dối kiểu vậy mà Thái Phi cũng tin á. Quỷ nhu nhược cũng rất khó hiểu, răng rắc rất rồi còn có thể mọc lại được à. Túc Bảo, cục cưng quả thật nghe không hiểu. Cục cưng rất bối rối. Tô Tử Tích cũng không thể hiểu nổi, mờ mịt không thôi. Quỷ xảo quyệt nói, trong phòng tĩnh thân có rất nhiều người bởi vì răng rắc không sạch mà răng rắc lại mọc trở về. Quỷ Đào Hoa và quỷ xảo quyệt giác ngộ. Mấy ngày đầu thì ổn, nó toàn đòi tắt đèn nên Thái Phi không nhìn thấy được. Nhưng lâu dần Thái Phi lại bắt đầu nghi ngờ. Quỷ Đào Hoa rất muốn hỏi là điều gì đã khiến Thái Phi nghi ngờ vậy, kích cỡ không đúng hay là chất liệu không đúng. Nhưng nhìn Túc Bảo, nó vẫn nhịn lại. Quỷ xảo quyệt tiếp tục nói, ta sợ Thái Phi phát hiện, sẽ đánh chết ta. Ở hậu cung của Thái Phi, thái giám cung nữ bị đánh chết sẽ không có ai thèm hỏi tới. Vì thế, vì để có thể giấu giếm chuyện đó, nó nghĩ cách giết dê để lấy ra,
nhét thuốc lá sợi đã được xé thật vụn vào, đeo ra lên người mình. Quỷ Đào Hoa và quỷ Nhu Nhược nghe đến đó, thân là quỷ nhưng vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Sợ hết hồn. Quỷ Xảo Quyệt nói, cứ như vậy, bịa ra một lời nói dối, sẽ phải dùng một đống lời nói dối khác để lấp liếm. Nó có hình thể nhỏ gầy, lùn hơn người khác một khoảng, cho nên càng ngày càng thích bù đắp lên phương diện nào đó. Quyền lực của ta càng lúc càng lớn, ban đầu từ giết dê cuối cùng biến thành giết người. Chỉ vì một mảnh da đó mà phải bù đắp cho lời nói dối. Nó tới phòng tĩnh thân, chọn người khiến mình cảm thấy hài lòng sau đó trực tiếp giết người, dù sao cũng có rất nhiều người đã chết vì tĩnh thân. Ta giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, Thái Phi rất cưng chiều ta, nhưng bởi vì Thái giám chết vì tĩnh thân càng ngày càng nhiều, khiến cho Hoàng thượng chú ý. Quỷ Xảo Quyệt hoảng hốt, vội vàng lấp cái giếng dùng để chôn xác. Sau nó vẫn bị nghi ngờ, vì để lẩn trốn, nó lột da mặt của người đã bị nó giết chết xuống, dán lên mặt mình để ngụy trang. Da mặt có mùi thối, nó dùng huân hương để che đậy. Da mặt thối giữa, nó nói dối mình bị dị ứng phấn hoa. Trốn như vậy trong vòng 7 ngày, hoàng đế không tìm ra được nó nhưng giếng nước lại bị đào lên. Hoàng thượng tức giận, không tìm thấy ta càng tức giận hơn, triệu tập toàn bộ thái giám lại, tra xét từng người một. Lớp da trên mặt da không dùng được nữa, ta đành phải đốt đi, sau đó ta lại ngụy trang thành cung nữ trong cung của phi tần nào đó. Sau khi ngụy trang thành cung nữ cũng bị nghi ngờ, ta nhẫn tâm tóm lấy một con mèo cào nát mặt mình. Sau khi mặt bị cào nát nó vẫn không thể chạy ra khỏi cung được, mà vòng vây bắt giữ càng ngày càng hẹp. Cuối cùng tra tới cung của phi tần này, dưới tình thế cấp bách ta đã hất đổ bát đèn dầu rồi châm lửa lớn, nhẫn tâm tự thiêu mặt mình và cả nơi đó. Quỷ Đào Hoa, quỷ Nhu Nhược. Đây là một kẻ tàn nhẫn, không, còn tàn nhẫn hơn cả kẻ tàn nhẫn, là loại người ác độc cùng cực. Thử hỏi có ai có thể nhẫn tâm đến độ tự thiêu cả mặt với cơ thể của mình chứ? Sau khi Quỷ Xảo Quyệt tự thiêu mình xong, chung quy thì trình độ chữa bệnh của thời đại đó còn hạn chế, cuối cùng nó vẫn chết, chết vì bị nhiễm trùng nặng. Nó xảo quyệt trốn thoát được nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể thoát được, thật sự chưa đạt được cái gì cả mà lại tự khiến bản thân mình trở nên thê thảm. Quỷ Xảo Quyệt nghiến răng nghiến lợi, nếu biết trước sẽ như vậy, chẳng thà ta chết dứt khoát cho rồi. Có lẽ Thái Phi sẽ nể tình cũ mà cho ta được chết sảng khoái cũng nên. Cũng không đến mức sau khi chết được hơn 10 năm rồi, nó vẫn không ngừng lặp lại nỗi sợ hãi và sự mệt nhọc do phải nghĩ cách chạy trốn. Mệt mỏi, dày vò và đau đớn không ngừng lặp lại tra tấn nó. Túc Bảo lắc đầu, chuyện này thì có thể trách ai được. Quỷ Xảo Quyệt im lặng không hé răng. Túc Bảo suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi tìm tới ta bằng cách nào vậy? Quỷ Xảo Quyệt bị Tơ Hồng đánh đến sợ. Lần này không do dự nữa, nó nói thẳng, người đã thu mấy con ác quỷ, ta cũng có nghe được tiếng gió. Những con ác quỷ khác nghe được tiếng ác của Túc Bảo đều cố gắng trốn đi, nó lại không giống, nó cảm thấy Túc Bảo lợi hại như vậy, chắc chắn trên người bé phải có pháp bảo gì đó. Nó đã sống từ triều đại nhà Thanh đến tận bây giờ, đã được gần 200 năm rồi. Trăm năm trước, ta vô tình có được hắc ngọc rất lợi hại, có thể che giấu sát khí của ta. Khiến cho đám đạo sĩ không thể tìm thấy ta. Nhờ vậy nó mới có thể thuận lợi tồn tại nhiều năm như vậy, trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng cũng giống như những sai lầm đã mắc phải khi còn sống, Quỷ Xảo Quyệt càng ngày càng không thỏa mãn với sức mạnh hiện tại của mình, bắt đầu nhắm về phía Túc Bảo, mơ ước pháp bảo trên người Túc Bảo. Nó nào biết rằng mình đã chọc phải một người không phải là đạo sĩ bình thường, mà là Diêm Vương. Nói xong rồi, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi, đừng giày vò ta là được. Quỷ Xảo Quyệt nhắm mắt lại. Túc Bảo lại thấy khó khăn, nó không chủ động tấn công bé, Tơ Hồng cũng sẽ không chủ động tấn công lại. Thế thì bé cũng không thu được Quỷ Xảo Quyệt á. Túc Bảo bóp hồ lô linh hồn, nhỏ giọng nói thầm, hồ lô linh hồn ơi hồ lô linh hồn, mày có thể tự thu quỷ được không? Hồ lô linh hồn. Túc Bảo thở dài, đúng là một hồ lô linh hồn vô dụng mà, chỉ biết ăn thôi. Hồ lô linh hồn. Đang bắt nạt nó không biết nói à? Túc Bảo giơ hắc ngọc lên nhìn một lúc, cũng không nhìn thấy được điểm gì bất bình thường cả. Bé đành phải tạm thời không xử lý Quỷ Xảo Quyệt, nhìn về phía cô gái nhảy lầu đang im lặng đứng ở bên cạnh, Tống Nguyệt Thanh. Chị gái, chị chết như thế nào vậy? Túc Bảo mềm giọng hỏi. Tô Tử Tích cũng nhìn qua theo. Ánh mắt Quỷ Xảo Quyệt hơi lóe, bỗng nhiên nhớ ban nãy lúc nó bị Tơ Hồng đánh, hình như đều là do nó chủ động tấn công, Tơ Hồng mới có thể đánh trả.
Chẳng lẽ, oát con này hoàn toàn không lợi hại như nó đã nghĩ à? Quỷ xảo quyệt lặng lẽ dùng sức, âm thầm chống lại lưới trói linh hồn. Chỉ cần nó có thể thoát ra thì nó sẽ có thể chạy ra rất xa. Trước khi trốn đi nó muốn đánh lén Túc Bảo một phát, ném cô gái nhảy lầu lên người Túc Bảo. Xem thử phán đoán của nó có đúng hay không. Nhưng mà nó không chú ý tới, Hắc Ngọc bị Túc Bảo nắm chặt trong tay, đang bị hồ lô linh hồn cắn nuốt, hấp thu. Nghe Túc Bảo hỏi Tống Nguyệt Thanh đã chết như thế nào, Tô Tử Tích lặng lẽ vểnh tai lên. Tống Nguyệt Thanh thở dài một tiếng, nhìn Tô Tử Tích một cái rồi nói, ta nào biết đại thần chơi game cùng mình lại là một học sinh tiểu học. Đúng là thổ huyết mà. Sự hiểu nhầm đó đã hại nó si mê đại thần đến chết đi sống lại, cuối cùng bị quỷ xảo quyệt đầu độc suy nghĩ, cứ vậy mà nhảy lầu tự vẫn. Oan ức quá đỗi. Sau khi chết, ta biến thành lệ quỷ rồi bị quỷ xảo quyệt nô dịch. Tống Nguyệt Thanh sợ hãi liếc nhìn quỷ xảo quyệt, nói tiếp, ta biết nó muốn lợi dụng ta để dụ Mộc Tân Nhật Mộc Cấn tới đây, nên lúc hai người tới đây, ta còn muốn hù dọa cho các ngươi chạy đi. Tống Nguyệt Thanh cảm thấy ấm ức thay bản thân, biết Tô Tử Tích và Túc Bảo tới, nó vô cùng lo lắng. Vì thế nó cố ý mở cánh cửa ra chậm chậm. Ai biết được Tô Tử Tích lại là cậu nhóc 7 tuổi. Nó chết lặng ngay tại chỗ, đứng sững sờ ngay cánh cửa nhìn Tô Tử Tích. Còn Tô Tử Tích lại là cậu nhóc có khung phản xạ quá dài, cậu nhìn nó hồi lâu mới sợ hãi gào thét gọi Túc Bảo. Ngay cả bây giờ, khung phản xạ của Tô Tử Tích vẫn dài như thế. Tô Tử Tích bình tĩnh hỏi, vậy người nói câu, nhóc đến rồi, ở ngoài cửa ban nãy cũng là chị à? Tống Nguyệt Thanh gật đầu. Quỷ xảo quyệt sai khiến nó đi mua đồ. Lúc về trông thấy Tô Tử Tích vẫn chưa đi, nó nóng ruột muốn hù cho cậu hoảng sợ bỏ chạy khỏi nơi này. Ai biết được cậu lại chạy vào phòng. Ôi, ta chết oan quá. Tống Nguyệt Thanh nhìn Tô Tử Tích, giọng điệu ai oán. Vốn dĩ Tống Nguyệt Thanh chỉ muốn sau khi chết đi hóa thành lệ quỷ rồi ngày ngày ở bên cạnh nam thần. Chẳng ngờ nam thần lại là một cậu nhóc. Càng nghĩ Tống Nguyệt Thanh càng ấm ức. Nghe tới đây, Tô Tử Tích run rẩy nói, chị, không lẽ chị muốn theo em? Tống Nguyệt Thanh rời mắt, ta không có sở thích đó, nếu có thể xin đưa ta đi đầu thai. Tống Nguyệt Thanh nhìn Túc Bảo khẩn cầu. Túc Bảo gật đầu, có thể nha, bây giờ em sẽ đưa chị đi luôn. Nhưng ngay lúc này, quỷ xảo quyệt luôn im lặng bỗng vùng vẫy thoát khỏi lưới trói buộc linh hồn, sau đó lao mạnh tới. Nó túm lấy Tống Nguyệt Thanh rồi ném mạnh về phía Túc Bảo. Kỷ Trường kinh hãi, vừa toan hiện thân thì. Hồ lô linh hồn phát ra một luồng ánh sáng mờ, còn miếng ngọc đen trong tay Túc Bảo đã biến mất. Kỷ Trường thảng thốt. Cố kiềm chế không xông lên giúp Túc Bảo. Tống Nguyệt Thanh còn chưa chạm tới Túc Bảo thì sợi dây đỏ trên cổ tay Túc Bảo đã phát ra ánh sáng mờ khiến nó bị đánh bay ra, Tống Nguyệt Thanh kêu thảm một tiếng. Lần này quỷ xảo quyệt đã nhìn rõ, nó vui mừng khôn xiết nói, hóa ra đây là pháp bảo của ngươi. Một hồ lô linh hồn có thể chứa đựng quỷ và một sợi dây đỏ có thể chủ động phòng ngự. Nó đoán không sai mà. Chỉ cần nó không công kích thì Túc Bảo chẳng có cách nào đối phó với nó. Nếu nó lấy được hồ lô và sợi dây đỏ. Hai mắt quỷ xảo quyệt phát ra ánh sáng xanh lục, nó nhìn về phía Tô Tử Tích. Ha ha, trời giúp ta rồi. Nhóc con, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Đợi nó lấy được pháp bảo, người đầu tiên nó giết chính là Tô Tử Tích. Quỷ xảo quyệt cười gian ác rồi nhào về phía Tô Tử Tích. Trong tình thế cấp bách, Túc Bảo vô thức quăng hồ lô ra, đi nào, Pika hồ lô. Quỷ xảo quyệt khinh bỉ, hù dọa ai chứ? Nhưng một giây sau, hồ lô linh hồn bỗng phình to cỡ bàn tay rồi đè lên đầu quỷ xảo quyệt. Quỷ xảo quyệt không tài nào cử động được, còn cảm thấy hồn thể của mình đang dần tan rã. Nó kinh hãi không thôi, liên tục cầu xin, Túc Bảo, ta sai rồi, tha cho ta đi. Hồ lô không cho quỷ xảo quyệt cơ hội nói thêm, dứt khoát nghiền nát nó, cuối cùng quỷ xảo quyệt hồn bay phách tán, hóa thành sát khí rồi bị hút vào hồ lô. Hồ lô linh hồn biến nhỏ lại như cái móng tay. Sau đó rơi xuống đất. Túc Bảo mở to đôi mắt, oa, hồ lô nhỏ, em biết tự mình bắt quỷ thật rồi nè. Túc Bảo mừng rơn nhặt hồ lô lên, phun ra một ngụm nước miếng rồi dùng quần áo của bé để lau sáng. Hồ lô linh hồn, Tô Tử Tích, Tống Nguyệt Thanh bị sợi dây đỏ công kích nên hồn phách cũng sắp tiêu tán, nói không nên lời. Túc Bảo tiễn Tống Nguyệt Thanh lên đường luân hồi, căn phòng mà Tống Nguyệt Thanh từng ở giờ đây trống trơn không một bóng người. Đi thôi, đánh xong rồi, Túc Bảo ngáp một cái, nhẹ nhõm đi về phòng mà cô bé đăng ký lúc đầu. Lần thu quỷ này,
cô bé đã lợi hại hơn lần trước một chút rồi. Lúc về nhất định phải kể cho sư phụ nghe. Anh ơi ngủ sớm đi nha, mai chúng ta về nhà sớm. Túc Bảo mơ màng nói, cực kỳ buồn ngủ. Tô Tử Tích vẫn còn lơ mơ, mãi đến khi đặt lưng xuống giường, cậu mới phản ứng ra mọi chuyện. Mẹ kiếp, đáng sợ quá. Cậu siết chặt tấm chăn của mình. Ở một nơi khác, dì quỷ và chú quỷ nhường phòng cho hai anh em Túc Bảo đang đi lượn trong chợ quỷ. Nam Thành có đường Vọng Lĩnh, cuối con đường có một tòa nhà chưa hoàn thiện. Rất lâu trước đây, nơi này là một sân bay cũ. Trong chiến tranh, địch thả bom giết hại rất nhiều người. Sau này khi quân địch chiếm đóng, chúng giết hại vô số người nên nơi đây trở thành bãi đất ma nổi tiếng ở Nam Thành. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn đại của các cụ già ở Nam Thành, cũng chưa ai nhìn thấy ma quỷ. Mọi người không hay biết rằng, nơi đây quả thực là cái chợ quỷ. 1-2 giờ đêm là thời điểm nhộn nhịp nhất của chợ quỷ. Dì quỷ và chú quỷ có tiền nên vui vẻ đi khắp nơi và mua rất nhiều cống phẩm. Chồng ơi, bắt xe về nhé, xách một đống đồ như này mà phải tự bay về thì mệt lắm. Chú quỷ đồng ý. Hai quỷ đứng bên đường chờ xe. Lại nói về tên tài xế muốn gạt Túc Bảo 500 tệ ở sân bay. Hôm nay anh ta không có đơn nào, vốn đã đen đủi lắm rồi, chẳng rõ tại sao bên trên còn bắt đầu bắt taxi dù. Hại anh ta chạy xe cả ngày trời cũng không kiếm được một xu, còn phải chi mấy trăm tệ tiền xăng dầu. Lúc này, tâm trạng tên tài xế vô cùng tệ, anh ta đang lái xe về nhà. Kết quả, anh ta trông thấy một cặp vợ chồng trung niên đứng ven đường đang xách rất nhiều đồ và vẫy tay với anh ta. Nửa đêm rồi, bọn họ đi đâu về mà xách nhiều đồ thế nhỉ? Tài xế taxi dù tấp xe vào lề đường, chỉ nghe người đàn ông trung niên hỏi, xin hỏi đến đảo Hoa Túc hết bao nhiêu tiền? Tài xế taxi dù mừng rỡ khôn xiết, không ngờ vừa chuẩn bị về nhà đã nhận được đơn hàng. Nói sao cũng phải chở hai người khách này mới được. Tài xế chau mày đáp, tôi sắp về nhà rồi, nếu chở hai người thì phải đi vòng một quãng đường dài, 500 tệ hai người có đi không? Đi thì lên xe, không thì tôi về ngủ đây. Dì quỷ và chú quỷ trao đổi ánh mắt với nhau. 500 tệ ư, rẻ quá. Túc Bảo đốt tiền âm phủ cho họ, một tờ đã có giá trị 1 vạn rồi đó. Dì quỷ nói, vừa hay tôi có tiền lẻ, đi nào. Tài xế taxi dù vui như mở cờ trong bụng, thời buổi này vẫn còn người ngu ngốc như này ư. Được lắm, mình đơn hàng này đã đủ hoàn tiền xăng dầu hôm nay của anh ta rồi. Tài xế ngâm nga bài hát rồi bắt chuyện, anh trai và chị gái đây đi đâu về thế? Dì quỷ cười híp mắt, đi chơi, tiện thể mua chút đồ. Tài xế vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, lắc đầu nói, hai người đâu phải thanh niên nữa, còn đi hộp đêm như đám thanh niên hả? Chú quỷ nói, lâu rồi không được ra ngoài, chơi chút thì có sao đâu. Tài xế cười, giơ ngón cái lên, vẫn là hai anh chỉ biết ăn chơi. Đáy mắt tài xế thoáng hiện ý cười dung tục. Vừa ngẩng đầu nhìn vào gương. Tên tài xế xém chút nữa hồn bay phách tán. Ở hàng ghế sau, đôi vợ chồng trung niên đang nhìn chằm chằm anh ta, sắc mặt hai người họ trắng bệch, mấu chốt là mặt họ không chút cảm xúc, giống như người đã chết rất lâu rồi. Đúng, chính là người đã chết từ rất lâu. Tài xế taxi chợt nhớ tới điểm đón cặp vợ chồng này chính là khu vực gần tòa nhà đang xây dở trên đường Vọng Lĩnh, nơi đó hoàn toàn không có chợ đêm. Càng không có quán bar, KTV và buổi biểu diễn tối nào. Anh ta đạp phanh, chiếc xe két một tiếng rồi dừng lại. Chú quỷ đảo con ngươi, nhìn con đường bên ngoài qua cửa kính xe, sao tự dừng lại. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo tên tài xế, anh ta lắp bắp nói, đèn đỏ. Dì quỷ hồ nghi nhìn, đèn đỏ ư, chỗ này cách xa ngã tư mà. Ôi, lẽ nào chết lâu quá rồi nên mắt mờ rồi ư, dì quỷ lẩm bẩm. Chú quỷ quan tâm sắp tới gần, để anh xem giúp cho. Dì quỷ lôi con ngươi ra cho chồng nhìn. Hai quỷ ngồi rất gần nhau, cẩn thận tránh tầm nhìn của tên tài xế. Nhưng tên tài xế xém chút nữa đã bị hù cho mất nửa cái mạng. Đúng là anh ta không thể nhìn được hình ảnh kinh dị kia qua gương chiếu hậu. Nhưng, chiếc xe này của anh ta hơi thiếu đàng hoàng. Anh ta lén đặt camera siêu nhỏ ở hàng ghế sau. Thi thoảng chở vài cô gái xinh đẹp hoặc là cô gái mặc đầm ngắn, tên tài xế có thể nhìn lén qua điện thoại của mình. Chỉ cần nhấn vào di động là có thể chụp ảnh hoặc quay video. Anh ta và những tên tài xế taxi dù cùng chung chí hướng khác đã lập nên một group, mỗi ngày chia sẻ cảnh đẹp, tuyệt vời trong group.
Khi trước tên tài xế phấn khích và cuồng hoan thế nào thì giờ khắc này, ác mộng khủng khiếp thế ấy. Trong hình ảnh quay được từ camera, có thể nhìn thấy rõ người phụ nữ trung niên móc con ngươi của chính mình ra ngoài. Người đàn ông trung niên cẩn thận lau con ngươi. Sau đó giúp người phụ nữ trung niên lắp con ngươi vào mắt. Tên tài xế taxi cảm thấy mình như rơi xuống nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng không ngừng chảy mồ hôi. Lúc này, người phụ nữ trung niên còn duỗi cổ ra, đèn đỏ phải chờ lâu vậy ư? Tên tài xế đáp, là thế này, hình như xe của tôi hỏng rồi. Chú quỷ không khỏi cho mày, cái xe rách nát gì không biết. Dì quỷ nói, chỗ này cách đào hoa túc không xa, chúng ta đi bộ một đoạn nha. Chú quỷ gật đầu, lấy tiền rồi đưa cho tên tài xế. Đây là lần đầu tiên tên tài xế nhận tiền mà tay run như cầy sấy. Chỉ thấy đôi vợ chồng nọ xuống xe, chậm gì gì đi về phía trước. Nhìn kỹ thì dáng đi của họ không giống người thường, chân không chạm đất mà đang bay lơ lửng. Tên tài xế taxi run rẩy nhìn tờ tiền trong tay, quả nhiên là tiền âm phủ. Mẹ ơi! Tên tài xế không rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ là sau đó anh ta bị ốm nặng một trận, không dám chạy taxi nữa, còn đốt luôn camera lắp ở hàng ghế sau. Thậm chí thoát luôn khỏi group chia sẻ hình ảnh chụp lén kia, tinh thần anh ta suy sụp rất nhiều, ngày nào cũng sống trong nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau. Ngày hôm sau, trước khi rời đi, Túc Bảo khoét một cái lỗ dưới tấm bia đá lớn giữa hai tòa nhà ở đào Hoa Túc, sau đó bỏ một đồng xu vào lỗ. Tô Tử Tích hỏi, đây là... Túc Bảo nói, trấn áp sát khí cõi âm ở chỗ này, như vậy sẽ không còn nhiều người nhảy lầu nữa. Đồng xu có thể trấn áp tà ma, đặc biệt là đồng xu đã được vẽ lá bùa theo hướng dẫn của sư phụ cô bé. M quỷ nơi này nhiều vô số, mỗi quỷ đều có một số phận riêng, nếu diệt hết âm quỷ ở đào Hoa Túc thì có thể lấp đầy hồ lô của cô bé không nhỉ? Tuy nghĩ đến khả năng có thể lấp đầy hồ lô, Túc Bảo vẫn cảm thấy làm vậy không ổn. Sau khi chôn đồng xu này xuống để trấn áp, dù có người nhảy lầu thì hồn phách của họ cũng không bị vây khốn lại nơi này, cũng không bị quỷ hồn khác nô dịch. Tô Tử Tích hỏi, em không sợ người khác đào đồng xu này lên rồi lấy đi hả? Túc Bảo khẳng định, không đâu. Tô Tử Tích khó hiểu hỏi, sao lại không? Túc Bảo, em nói không thì sẽ không có trường hợp đó tương đương anh ơi anh hiểu mà. Tô Tử Tích. Túc Bảo vỗ vỗ tay, sau đó phủi bụi trên quần, kéo vali, đi thôi anh, về nhà nào. Tô Tử Tích mím môi, tự giác lấy chiếc vali từ tay Túc Bảo. Nhà họ Tô. Bà cụ Tô đứng ở cổng trang viên chờ hồi lâu, lo lắng nói, sao vẫn chưa về. Ban đầu mẹ đã nói rồi, không cho hai đứa nhỏ đi, lỡ xảy ra sự cố gì thì biết làm thế nào. Nhất là nhóc con khốn kiếp Tô Tử Tích, có khi em gái bị bán đi rồi nó vẫn đang đắm chìm trong game đấy. Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mới 2 phút trôi qua mà Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần đã bị bà cụ Tô mắng 2 lần rồi. Đúng lúc này, một chiếc ô tô đến gần trang viên nhà họ Tô. Tô Tử Tích xuống xe trước, sau đó nhanh chóng chạy qua bên kia, mở cửa và đưa tay ra. Túc Bảo, ha, một tiếng, nhảy vào lòng Tô Tử Tích, Tô Tử Tích vội ôm cô bé. Nặng chết đi được, sau này em ăn ít đi chút nha. Tô Tử Tích khét bỏ nói. Sau đó, cậu chạy ra cốp xe, xách vali xuống. Tô Tử Tích kéo chiếc vali, trên tay treo những chiếc túi lớn nhỏ, trong tay còn cầm chiếc bánh ăn dở và nửa bình sữa của Túc Bảo. Còn đói không em, Tô Tử Tích hỏi, chịu đói chút nha, chắc chắn bà nội đã nấu cơm rồi. Bà cụ Tô và Tô Nhạc Phi cùng trưng ra bản mặt vô cùng kinh ngạc. Hai người đều lơ mơ. Đồ o độ. Tô Nhạc Phi mù mờ hỏi, đây là Tô Tử Tích à? Có khi nào cậu nhóc bị quỷ nhập thân rồi không? Bà cụ Tô kinh ngạc. Sao Tô Tử Tích mới ra ngoài với Túc Bảo 2 ngày mà khi về lại như biến thành người khác thế này, chẳng ngờ cậu nhóc lại không nghiện game như mọi lần. Còn chủ động chăm sóc em gái nữa chứ? Lẽ nào nhóc con này bị cái gì kích thích, bà cụ Tô lầm bầm lầu bầu. Mộc Quy Phàm cong môi, còn không phải ư. Túc Bảo chạy như bay tới, nhào vào lòng bà cụ Tô, ngoại ơi. Mộc Quy Phàm. Hay lắm, hôm nay lại là một ngày không đáng được nhắc tới. Cũng may sau khi ôm ấp bà ngoại một phen, Túc Bảo lại nhào vào lòng Mộc Quy Phàm, sau đó tiếp tục ôm Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi. Vào nhà, cô bé lại ôm ông cụ Tô, Tô Tử Du, Tô Tử Chiến.
Đến Tiểu Ngũ và cụ rùa cũng được cô bé vuốt ve một lúc. Sờ hết một lượt, người và động vật không thiếu một ai. Ăn cơm nào, bà cụ Tô Âu Yếm nói rồi lấy ra món tôm hấp tỏi yêu thích của Túc Bảo từ trong tủ hâm nóng. Ông cụ Tô vẫn trưng ra bản mặt nghiêm túc, nói, ở Nam Thành thế nào con? Đang yên đang lành lại khăng khăng đòi đi trải nghiệm cuộc sống. Mới tí tuổi đầu, ra ngoài hai ngày thì có thể trải nghiệm gì chứ? Có thể thay đổi bản tính của Tô Tử Tích chắc. Ông cụ Tô buồn bực nhìn Tô Tử Tích đang kéo đĩa tôm tỏi của Túc Bảo về phía cậu. Xem đi, nhóc con lưu manh vẫn giữ nguyên bản tính lưu manh mà. Ông cụ Tô vừa toan giáo huấn thì chợt thấy Tô Tử Tích bóc vỏ tôm rồi cho thịt tôm vào bát Túc Bảo. Tô Tử Tích nói, Nam Thành vẫn thế thôi, có thời gian thì Thái Thượng Hoàng ra ngoài đi chơi đi. Tô Tử Tích vẫn bày ra bộ dạng thiếu đòn đó. Cậu vừa bóc tôm cho Túc Bảo, vừa không quên phàn nàn, ban nãy ăn nhiều vậy rồi mà em vẫn còn ăn được hả, mập chết em đi. Miệng Tô Tử Tích luôn tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng, tay cậu lại vô cùng thành thật, động tác bóc tôm chưa hề dừng lại. Sau khi đi Nam Thành về, Tô Tử Tích như biến thành một người khác. Khi ăn cơm, bóc vỏ tôm cho em gái. Sau bữa ăn còn chơi cùng em gái. Cậu nhóc luôn đắm chìm trong game trước đây sau chuyến đi Nam Thành trở về bỗng ngó lơ chiếc di động hơn nửa buổi tối. Thậm chí còn ra vẻ công tử bột, kêu Tô Tử Lâm cho cậu tiền sinh hoạt phí. Phải biết rằng, trước đây Tô Tử Tích chưa bao giờ ngửa tay xin tiền gia đình, cố sống cố chết vạch rõ ranh giới với người nhà của mình. Người nhà họ Tô hiểu rằng, một khi Tô Tử Tích bắt đầu xin tiền tiêu vặt thì chứng tỏ cậu đã thực sự thay đổi. Người nhà họ Tô đưa mắt nhìn nhau. Ông cụ Tô, thằng nhóc lưu manh này được trị khỏi bệnh lưu manh rồi hả, mới ra ngoài với Túc Bảo hai ngày mà khỏi rồi. Bà cụ Tô, vẫn là do Túc Bảo của mình lợi hại mà. Tô Nhạc Phi, mẹ kiếp, chắc chắn thằng nhóc này bị quỷ nhập thân rồi. Tô Tử Du, giả sử Tô Tử Tích bị quỷ nhập thân, vậy Tô Tử Tích là X hay Y? Buổi tối, Tô Tử Du trang bị vũ khí đầy đủ, chuẩn bị sẵn chiếc chậu sắt lớn có thể phát hiện vị trí ma quỷ cùng máy quay phim mà cậu tự hào là phát minh thế kỷ. Tay trái cậu cầm một xấp lá bùa màu vàng, tay phải cầm thanh kiếm gỗ gụ, trên đầu và cổ treo 3 cân tỏi tươi. Tô Tử Du cảm thấy cậu trang bị như này vẫn còn quá ít, sau này phải nỗ lực phát minh thêm vài món đồ nữa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Túc Bảo mở cửa ra thì trông thấy bộ dạng mắc cười của Tô Tử Du. Anh ơi, anh làm gì thế? Túc Bảo kinh ngạc hỏi. Đừng nói gì hết, mau đi theo anh. Tô Tử Du nắm tay Túc Bảo rồi chạy như bay về phía phòng Tô Tử Tích. Cánh cửa phòng Tô Tử Tích đã được lắp lại, giờ này cậu không chốt cửa như trước nữa. Tô Tử Du mở cửa cạch một tiếng rồi đi vào. Túc Bảo sửng sốt hỏi, anh ơi, vào phòng người khác mà không gõ cửa trước là bất lịch sự đó. Tô Tử Du, suỵt. Muốn bắt quỷ thì quan tâm phép lịch sự làm cái gì? Phòng ngủ im lìm, chỉ có tiếng nước xối xả vọng ra từ phòng tắm, Tô Tử Tích đang tắm. Tô Tử Du hơi hồi hộp, lắp bắp nói, em đứng yên ở đây nha. Để anh vào phòng tắm ép nó ra ngoài. Túc Bảo, rốt cuộc anh Tử Du muốn làm gì vậy? Anh Tử Tích đang tắm đó nha, sao phải ép anh ấy ra ngoài? Chỉ thấy Tô Tử Du lặng lẽ chạm vào cửa phòng tắm, sau đó mở bật cửa ra, giật mấy cân tỏi trên cổ xuống rồi ném vào trong. Đánh nè, đánh nè, Tô Tử Du hét to, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Mau ra đây cho ta. Tô Tử Tích kinh hãi. Cậu vẫn còn lộ mông mà cửa phòng tắm bỗng bị đẩy mạnh ra. Ngay sau đó là mấy chục củ tỏi nện vào người cậu. Vất vả lắm mới né được sự tấn công của mấy cân tỏi thì một thanh kiếm gỗ gụ lại bay vù tới. Không biết nên nói đường đi của thanh kiếm này chuẩn hay không chuẩn mà Tô Tử Tích chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của cậu xém chút nữa đã toi mạng luôn. Mẹ kiếp, Tô Tử Tích tức giật quát, ai? Ai đánh lén tao? Keng, cái chậu sắt to bay tới, hạ cánh trên đầu Tô Tử Tích. Tô Tử Tích trượt chân một cái, mông nện xuống sàn, đầu óc ong ong. Chấm. Sau trận tập kích của Tô Tử Du, phòng tắm vô cùng bừa bộn. Tô Tử Tích chửi rầm trời rồi xông vào đánh nhau với Tô Tử Du. Tô Tử Du, Túc Bảo, cứu anh với, con quỷ này đang ra oai hù dọa người khác nè, mau tới giúp anh. Túc Bảo cuống quýt chạy vào, nhưng giọng nói tức giận của Tô Tử Tích bỗng vang lên, Túc Bảo. Không được đi vào. Bước chân của cô bé còn chợt khựng lại, rốt cuộc bé nên vào hay không đây? Một lát sau, Tô Tử Tích mặc áo choàng tắm, mặt mũi bầm dập đi ra.
cả người Tô Tử Du cũng bị thương, mắt còn bị đánh thâm đen. Hai anh em trừng mắt nhìn nhau, một người ngồi trên giường, một người ngồi ở sofa. Túc Bảo mù mờ hỏi, hai anh làm gì thế? Tô Tử Tích bực bội nói, Tô Tử Du ngu ngốc nói anh bị quỷ nhập thân. Mẹ kiếp, anh vô cùng cảm kích lòng tốt của anh ấy nha. Tô Tử Du đau đến nhe răng nhếch miệng, không cam lòng yếu thế, nói, ai bảo em biểu hiện bất thường như vậy làm gì, lúc ăn cơm thì bóc tôm và gắp thức ăn cho Túc Bảo. Ăn cơm xong còn chơi búp bê Barbie với em ấy. Đây là chuyện mà em có thể làm ư? Tô Tử Tích nhất thời câm nín. Tô Tử Du cũng cực kỳ tức giận, cứ tưởng Tô Tử Tích bị quỷ nhập thân nên cậu lo lắng không thôi, công kích như ban nãy là vì cậu có lòng tốt muốn trừ tà giúp Tô Tử Tích. Kết quả thì sao, mặt cậu bị đánh sưng vù rồi. Cuối cùng Túc Bảo cũng vỡ lẽ. Hóa ra anh Tử Du tưởng anh Tử Tích bị quỷ ám. Cô bé hoàn toàn nghẹn họng, trong mắt bé lúc này, hai anh trai giống như hai tên ngốc vậy. Anh Tử Tích không bị quỷ ám đâu, Túc Bảo nói, anh Tử Du nhầm rồi. Tô Tử Du vẫn không tin, mới đi Nam Thành hai ngày mà lúc quay về, một tên hỗn thế ma vương bỗng biến thành anh trai ấm áp, rõ là đổi thành người khác mà, sao có thể chứ? Tô Tử Tích nghiến răng, ông đây không thể cải tà quy chính ư, anh không nghe qua câu, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hả? Tô Tử Du, anh tin em cái mốc khô ý. Tô Tử Tích, cái đồ ngu ngốc. Túc Bảo, đừng ầm ĩ nữa. Cô bé chỉ đành lấy lọ nước thuốc ra, vụng về bôi thuốc cho Tô Tử Tích và dán băng y tế ơ gu cho Tô Tử Du. Túc Bảo nói giọng mềm mại, anh Tử Tích đừng giận nữa, anh Tử Du làm vậy cũng vì quá lo lắng cho anh đó, nếu đổi lại người khác bị quỷ ám thì anh ấy đã chạy luôn rồi. Tô Tử Tích hừ một tiếng. Túc Bảo nói tiếp, ai bảo trước đây anh Tử Tích làm trẻ hư làm gì? Tô Tử Tích trầm mặc, hừ một tiếng rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại. Ai cũng nói cậu là trẻ hư. Em từng thấy đứa trẻ hư nào tự kiếm tiền nuôi bản thân chưa, Tô Tử Tích lười phải giải thích thêm. Túc Bảo ngồi bên cạnh, hỏi, thế thì vì lý do gì? Tô Tử Tích trầm mặc hồi lâu rồi nói, trước khi sinh Hân Hân, ba mẹ anh đều rất tốt. Tuy tình cảm của hai người họ dường như không tốt như cặp vợ chồng khác, nhưng ít nhất cũng ở bên nhau. Nhưng sau khi Hân Hân ra đời, mọi thứ đều thay đổi. Cậu nghe được bà ngoại và mẹ cãi nhau. Nói mẹ cậu tính kế gài bẫy ba cậu nên mới có cậu. Còn nghe ba mẹ muốn ly hôn. Ba mẹ cãi nhau ầm ĩ nhưng chẳng ai thèm hỏi ý kiến của cậu, thậm chí còn coi cậu như đám không khí. Ba cậu không về nhà. Mẹ cậu thì bắt đầu điên cuồng cưng chiều Hân Hân. Túc Bảo hỏi, sau đó thì sao ạ? Tô Tử Tích hừ một tiếng, lần đầu nhìn thấy Hân Hân, anh chỉ chạm nhẹ vào mặt mà em ấy đã khóc rồi, mẹ anh vô cùng tức giận, lập tức cho anh một cái tát tai. Sau đó, chỉ cần anh lại gần Hân Hân thì mẹ lại kêu anh ra ngoài. Còn rất nhiều lần như thế nữa. Thấy mẹ cưng chiều Hân Hân, Tô Tử Tích cũng thử lấy lòng em gái, nhưng hễ em gái khóc thì mẹ lại trách tội cậu. Tô Tử Du kinh ngạc quá đỗi, còn có chuyện như này ư? Tô Tử Tích thờ ơ nói, khi Hân Hân khóc, mẹ có thể thức trắng đêm để ôm em ấy, còn anh bị ốm mẹ cũng không đến nhìn anh lấy một lần. Hân Hân muốn gì chỉ cần khóc là được đáp ứng. Còn anh muốn gì cũng bị mẹ mắng là, suốt ngày đòi này đòi kia, còn chê chưa thêm đủ phiền phức cho mẹ ư, con có thể hiểu chuyện chút không hả? Dần ra, Tô Tử Tích hiểu ra, cậu chỉ là đồ dư thừa. Cậu giơ tay ra xin bất cứ điều gì cũng là sai trái. Một buổi tối nọ trời đổ mưa, anh bị tỉnh giấc nên đi đóng cửa sổ. Cửa sổ khó đóng mà khi ấy sức anh còn yếu nên vừa kéo mạnh một cái đã bị ngã xuống đất. Phòng Tô Tử Tích ở tầng 2. Nhưng tầng 1 của nhà họ Tô rất cao nên ngã từ tầng 2 xuống vẫn rất nguy hiểm. Tô Tử Tích rơi xuống đất, hồi lâu mới bỏ dậy được, cậu khóc gọi mẹ mà chẳng ai nghe thấy tiếng cậu. Trời mưa to, người giúp việc ở cách xa nhà chính, ông nội một khi đã ngủ say thì sấm sét đánh cũng không biết gì, còn bà nội thì vào viện dưỡng lão. Cậu cả suốt ngày tăng ca ở công ty, ba cậu và cậu năm cũng thường ở công trường để đuổi kịp tiến độ, hiếm khi về nhà. Mấy người cậu khác thì khỏi phải nhắc tới, hoặc bận rộn công việc hoặc ở trong căn hộ mà họ tự mua, gần như không về trang viên nhà họ Tô. Anh nằm dưới mưa rất lâu, cả người đau đớn, cuối cùng anh tự bỏ về. Anh gõ cửa phòng mẹ, có lẽ tiếng ồn làm Hân Hân tỉnh giấc nên em ấy lại khóc. Mẹ anh nổi trận lôi đình, nói vất vả lắm mới dỗ được Hân Hân ngủ mà bị anh đánh thức rồi, còn kêu anh cút đi. Mẹ cậu hoàn toàn không trông thấy cả người cậu ướt nhẹp. Cả người cậu đau đớn, mẹ cậu cũng chẳng hỏi han gì.
Tô Tử Tích chỉ đành tự về phòng, tự tắm, tự dọn sạch quần áo, sau đó còn nhổ ra một ngụm máu. Tô Tử Tích cuộn mình trên giường, sốt cao, ốm nặng. Chẳng ai biết đêm đó cậu sợ hãi thế nào, cô đơn và bất lực ra sao. Suốt hai ngày cậu ốm, mẹ cũng không quan tâm đến cậu, người giúp việc nói cậu ốm nhưng mẹ chỉ nói đừng quan tâm lại chiều hư cậu. Sao cậu lại thành người bị chiều hư rồi? Hân Hân mới là đứa nhỏ bị chiều hư chứ. Anh mệnh lớn nên không chết, sau đó một thời gian người khỏe lại, nhưng anh biết muốn sống thì phải tự mình kiếm tiền. Dựa vào chính mình vẫn là tốt nhất. Sau đó, cậu trở thành đứa bé hiểu chuyện, nhưng họ vẫn không hài lòng. Túc Bảo nghe mà chỉ cảm thấy lòng đau nhói. Anh Tử Tích khỏi ốm rồi, nhưng trái tim anh ấy vẫn bị tổn thương, chưa bao giờ khỏi. Túc Bảo lặng lẽ ôm Tô Tử Tích. Anh ơi đừng sợ. Cô bé vỗ lưng Tô Tử Tích, như hai đứa bé đáng thương sống nương tựa vào nhau, trước đây Túc Bảo cũng phải sống như vậy, nhưng sau đó thì tốt rồi. Ông bà ngoại, cậu cả, ba anh và các cậu khác không biết những chuyện đó, họ không cố ý đâu. Vì vậy, anh có thể tha thứ cho họ không? Tô Tử Tích mím môi, hốc mắt đỏ hoe. Tô Tử Tích cảm thấy Túc Bảo ôm cậu an ủi như này khiến cậu trông thật đáng thương, thế nên cậu đã đẩy cô bé ra. Tô Tử Du sực nhớ ra, hồi cậu còn rất bé, có một lần bà nội và thím hai cãi nhau rất to. Khoảng thời gian đó, Hân Hân vừa sinh ra thì cô Tô Cẩm Ngọc cũng bị mất tích, bà nội đau lòng ốm nặng rồi phải ngồi xe lăn. Tô Tử Du chỉ nhớ, Tô Tử Tích khóa trái cửa và không chịu ăn uống gì, bà nội bưng cơm lên lầu cho Tô Tử Tích thì thím hai trách bà nội chiều hư em ấy. Thím hai còn nói, con của thím ấy thì cứ để thím ấy dạy dỗ, một người mẹ chồng đạt tiêu chuẩn thì không nên nhúng tay vào chuyện gia đình của con dâu mình. Cũng chính thời điểm đó, bà nội dọn đến viện dưỡng lão ở và không về nhà nữa. Tô Tử Du nhớ thời gian đầu, khi làm xong trị liệu hồi phục sức khỏe, bà nội vẫn thi thoảng về thăm nhà, sau đó bà nội bị liệt không thể rời giường được nữa. Hình như anh đã đến gõ cửa phòng em, nhưng em không chịu mở, còn đuổi anh cút đi. Tô Tử Du chau mày nói. Cậu thực sự không biết khoảng thời gian đó Tô Tử Tích ngã từ lầu 2 xuống và bị thương, thím hai còn nói Tô Tử Tích chỉ bị cảm nhưng ra vẻ yếu ớt, làm mình làm mẩy để tranh sủng với Hân Hân. Thím hai không cho người nhà họ Tô được nhúng tay vào chuyện gia đình thím ấy, còn nói, để con gái được lớn lên như một cái cây mọc ở vùng đất phù sa ven sông màu mỡ còn con trai lại như một cây cổ thụ bén dễ đâm sâu vào sỏi đá vươn cành trên núi cao, nuôi con trai thì lòng dạ người mẹ phải sắt đá một chút, nếu không thì con hư tại mẹ. Tô Tử Tích trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn nói, sao em phải mở cửa, nếu thật lòng quan tâm em thì mọi người đã cạy cửa vào rồi, thực ra mọi người nào có quan tâm gì đâu. Tô Tử Du há hốc miệng. Ngày ấy, cậu Năm nói Tô Tử Tích có mẹ, nói sao thì thím hai cũng sinh ra em ấy, nào có người mẹ không quan tâm con. Tô Tử Du cảm thấy cậu Năm nói có lý, dù sao khi ấy cậu cũng xiết bao mong muốn được có mẹ, cảm thấy có mẹ là chuyện vô cùng tốt đẹp, ai ngờ. Tô Tử Du hừ một tiếng, nói, ít nhất em còn có mẹ, anh với Túc Bảo đều không có. Tô Tử Tích, em thà không có mẹ còn hơn. Tô Tử Du, không nói nên lời. Túc Bảo vừa bôi thuốc đỏ cho Tô Tử Tích vừa an ủi, được rồi. Không cho các anh nói chuyện nữa. Nếu anh Tử Tích không muốn tha thứ thì đừng tha thứ. Đợi đến khi anh thấy tha thứ được rồi thì tha thứ nha. Giọng nói non nớt đáng yêu của Túc Bảo mang theo hơi ấm xoa dịu lòng Tô Tử Tích. Cô bé cảm giảm như bà cụ Tô, nỗi buồn trong quá khứ đã từng như một con quái vật khổng lồ, bây giờ quái vật bị đánh bại rồi, mỗi ngày sau này đều là một ngày tươi đẹp thôi. Túc Bảo tiếp tục công cuộc an ủi Tô Tử Tích, ba em nói dù ánh mặt trời ít ỏi cũng phải học cách thu nhặt nó. Túc Bảo vô cùng lạc quan. Tô Tử Tích nhất thời nghẹn họng, chỉ biết khịt mũi. Cậu lơ đễnh liếc nhìn vào gương, kết quả phải trợn mắt há hốc miệng. Em bôi thuốc cho anh như này đó hả? Tô Tử Tích thấy hình ảnh của cậu trong gương, cả mặt được nhuốm màu đỏ, đầu tóc như ổ gà vì ban nãy đánh nhau với Tô Tử Du. Vừa liếc một cái còn tưởng quỷ hồn nào cơ. Tô Tử Du chửi thề một tiếng rồi nhảy cẫng khỏi sofa theo phản xạ, anh đã nói em bị quỷ nhập thân mà. Tô Tử Tích. Hai cậu nhóc lại ầm ĩ một hồi, tuy miệng chửi mắng đối phương là đồ ngốc nhưng dường như tình cảm anh em lại thân thiết hơn trước. Trước khi đi ngủ, Túc Bảo nằm nhoài trên giường, duỗi tay chọt cụ rùa đang bò dưới gầm giường. Cụ rùa, tại sao người lớn không cần làm bài kiểm tra trước khi làm ba mẹ nhỉ? Chị Hân Hân, anh Tử Du, anh Tử Chiến đều phải làm bài kiểm tra, vậy sao ba mẹ của anh chị ấy lại không cần nhỉ? Rõ ràng,
mợ hai và ba nuôi Lâm Phong của cô bé là những người ba mẹ không đủ điểm trong kỳ sát hạch làm ba mẹ. Lẽ ra những người thi trượt như họ không được sinh con mới đúng. Nhưng sao không có quy định đấy? Cụ rùa bò dưới đất, duỗi đầu và tay chân ra khỏi mai. Buổi tối, Tiểu Ngũ không đập vào đầu cụ rùa nên cụ rất thoải mái. Có điều, cụ rùa không biết nói nên không thể trả lời câu hỏi của Túc Bảo, dù biết nói cụ rùa cũng chỉ có thể trả lời, không biết, mà thôi. Sau Tết Đoan Ngọ, mấy người Tô Dĩnh Nhạc lại quay về nơi làm việc. Sau khi gửi mấy đứa nhỏ lên xe đưa đón của trường, bà cụ Tô lại rảnh rỗi. Bà cụ chăm chỉ luyện tập hai chân hơn, hận không thể lập tức đứng dậy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mấy ngày nay bà càng chăm chỉ tập thể dục thì đôi chân càng không có lực. Bây giờ, bà cụ mới vừa đứng dậy đã ngã phịch xuống đất, đầu đập vào phiến đá ở ngoài vườn. Lão phu nhân, nhà họ Tô lập tức hỗn loạn. Sau khi tan học, Túc Bảo mới biết tin bà cụ Tô bị ngã phải nhập viện. Cô bé vội theo Mộc Quy Phàm đến viện, lo lắng hỏi, sao bà ngoại bị thương phải nhập viện mà không báo cho con luôn. Mộc Quy Phàm phóng xe như bay nhưng rất vững vàng, nói, con đang trong giờ học. Một cô bé con thì làm được gì lúc cấp bách này? Túc Bảo lại hỏi, sao bà ngoại lại ngã ạ? Mộc Quy Phàm đáp, bà ngoại con đang tập luyện thì bỗng dưng ngã. Túc Bảo ngẩn người, hỏi vội, bà ngoại vẫn luôn tập luyện ạ? Mộc Quy Phàm ừ một tiếng, chợt thấy Túc Bảo ngồi ở ghế sau tức giận. Anh khó hiểu hỏi, sao thế con? Túc Bảo phồng má, môi mím thành một đường thẳng. Lúc con và anh Tử Tích lên máy bay đã dặn bà ngoại không được tập quá vất vả, mọi người chẳng ai nghe lời con hết. Lúc này Mộc Quy Phàm mới nhớ tới chuyện này. Đúng là cô bé con đã dặn như vậy, nhưng lúc ấy mọi người đều dành sự quan tâm vào chuyện hai đứa nhỏ bắt đầu trải nghiệm cuộc sống tự lập. Hơn nữa các chuyên gia cũng khuyên bà cụ Tô nên tranh thủ luyện tập, kích thích các cơ và dây thần kinh gì gì đó. Bà cụ Tô cũng đắm chìm trong sự phấn khích khi có thể đứng dậy, vì vậy mọi người đều quên bén lời dặn của Túc Bảo. Mộc Quy Phàm nói, chắc không phải do tập luyện đâu con nhỉ, các chuyên gia trong viện dưỡng lão nói nếu bà ngoại con có thể đứng lên thì nên tập đi bộ nhiều hơn. Túc Bảo càng nghe càng tức giận hơn, con mới là chuyên gia. Mộc Quy Phàm, anh chỉ nghĩ Túc Bảo nói nhảm vì quá nóng ruột. Dạo trước, đúng là Túc Bảo thường xoa bóp chân cho bà cụ Tô. Nhưng bà cụ đã phải ngồi xe lăn 5 năm rồi, rõ ràng chỉ áp dụng phương pháp xoa bóp không đủ để bình phục. Lát nữa vào viện phải giữ im lặng nha con, Mộc Quy Phàm chỉ dặn dò Túc Bảo một câu. Trong viện, bà cụ Tô nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, bà cụ mới làm phẫu thuật xong. Bà đập đầu vào gạch đá ngoài vườn, bị xuất huyết não. Sau ca phẫu thuật, bà cụ mãi chưa tỉnh lại. Túc Bảo nắm tay bà cụ Tô, gọi, ngoại ơi. Một số bác sĩ bước vào, trong số đó có một bác sĩ không mặc áo blau trắng, nhưng đang thảo luận về tình trạng bệnh với những người còn lại. Thấy Túc Bảo, ông ta chau mày nói, mời người nhà ra ngoài, chẳng phải đã nói không được quấy rầy bệnh nhân sao, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Túc Bảo nhìn chằm chằm ông bác sĩ có bộ râu hoa râm trước mặt. Ông ta đang nói với các bác sĩ, bà cụ Tô vẫn luôn tiến hành phục hồi chức năng trong viện dưỡng lão của chúng ta. Mấy ngày trước bà cụ bỗng đứng dậy được. Điều này cho thấy việc phục hồi chức năng của chúng ta có hiệu quả. Tôi yêu cầu bà cụ phải chăm chỉ tập luyện để hồi phục, có lẽ bà ấy quá nóng ruột nên mới ngã. Các bác sĩ khác đều gật đầu, chụp CT sọ não cho thấy bà cụ Tô bị xuất huyết não. Bác sĩ có chòm râu màu hoa râm nói, đúng, là vấn đề cũ, nhưng hiện tại bà cụ đã qua cơn nguy kịch, tôi hiểu rõ tình trạng của bà ấy, hiện tại bà ấy cần nghỉ ngơi, không được gọi dậy. Túc Bảo. Mộc Quy Phàm nhìn vẻ mặt bối rối của Túc Bảo, hỏi, sao vậy? Túc Bảo lắc đầu nói, ông cụ này nói sai rồi. Sư phụ nói để hai chân của bà ngoại có thể đứng lên, trước tiên phải xoa bóp đúng cách để các kinh mạch của bà từ từ hồi phục như cũ. Lúc này không được phép vội vàng đứng dậy, khi đến thời điểm thích hợp, sau khi châm cứu một khoảng thời gian, bà mới có thể đi lại và vận động nhiều hơn. Ông cụ chuyên gia này nói không đúng. Vả lại bây giờ bà ngoại đang hôn mê. Túc Bảo cảm thấy mình nên đánh thức bà ngoại, nhưng ông cụ chuyên gia lại nói là không được gọi. Lúc nên nghỉ ngơi thì bảo bà đi lại nhiều hơn, đến giờ cần đánh thức bà thì lại bảo để bà ngủ. Túc Bảo cảm thấy ông cụ chuyên gia này nói không đúng tẹo nào. Nghe lời Túc Bảo nói, lão chuyên gia nhìn qua, cau mày. Nhưng một đứa trẻ thì biết cái gì chứ, tranh cãi với một đứa trẻ thì có vẻ nhỏ mọn quá. Bác sĩ trong khoa nói,
nhưng bà cụ đã phẫu thuật được 2 tiếng, hẳn là có thể đánh thức rồi. Lão chuyên gia, bà cụ Tô ở viện điều dưỡng của chúng tôi dưỡng bệnh đã 5 năm rồi, anh hiểu rõ hơn chúng tôi hả? Bác sĩ trong khoa, Lão chuyên gia lại nói, tình huống của bà cụ đặc biệt, 5 năm trước bị xuất huyết não, tỉnh dậy quá sớm sẽ khiến áp lực nội sọ quá cao. Bla bla. Ông ta tiếp tục phân tích tình trạng với các bác sĩ, một tay chắp sau lưng, tay kia giơ lên chỉ trỏ, ra vẻ như mình là cây đa cây đề trong ngành vậy. Túc Bảo bĩu môi, nằm xuống bên cạnh bà cụ Tô, nhỏ giọng gọi, bà ngoại ơi, bà ngoại, dậy thôi bà. Bà ngoại là một con sâu ngủ bám giường, bà mà còn không dậy, cháu sẽ tặng bà một cái giấm thối đấy nhé. Lúc này lão chuyên gia này đã hoàn toàn không nể nang gì nữa, nói với bác sĩ trong khoa, tôi đã bảo là không được làm phiền bệnh nhân cơ mà, anh không nghe thấy à, bảo người nhà ra ngoài đi, không nghe theo lời bác sĩ gì cả, làm loạn đấy à. Mộc Quy Phàm ngẩng đầu, nhàn nhạt nói một câu, hay là để tôi mời ông ra ngoài nhé. Lão chuyên gia cau mày nói, ý anh là gì? Thân phận của Mộc Quy Phàm vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ông ta nghe nói anh ở rể nhà họ Tô, hiện tại đang ăn ở của nhà họ Tô. Vì vậy ông ta rất khinh thường Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm cười nhạt, tiếng con gái tôi nói có lẽ không lớn bằng ông đâu, nếu thật sự không được làm ồn thì hẳn là ông nên ra ngoài mới đúng. Lão chuyên gia bị lời nói của anh chọc giận, chúng tôi đang thảo luận về tình trạng bệnh, tất cả đều là vì lợi ích của bà cụ Tô thôi. Mộc Quy Phàm chỉ ra cửa, chúng ta không thể đến phòng bác sĩ để thảo luận về tình trạng bệnh hả? Lão chuyên gia nghẹn lời, không nói được câu nào. Mộc Quy Phàm chẳng thèm để ý đến ông ta. Mặc dù lúc nãy ở trên xe, Túc Bảo nói bé là chuyên gia nhưng anh cũng không để tâm lắm. Nhưng anh vẫn hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Tô Ý Thâm đã đến, anh là bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Sau khi sắp xếp xong cho bà cụ Tô, anh phải trở lại vị trí của mình, vừa mới hoàn thành công việc. Khi Tô Ý Thâm nhìn thấy Túc Bảo, anh chợt nhớ đến lời bé nói mấy ngày trước về việc không thể để bà ngoại đi lại. Thấy lão chuyên gia ở đó, anh thuận miệng hỏi, viện trưởng Vu, mẹ tôi bị ngã là do luyện tập không đúng cách hay luyện tập quá thường xuyên? Viện trưởng Vu cũng chính là chuyên gia dâu hoa dâm lập tức trở nên không vui. Anh nói thế là có ý gì? Nói luyện tập không đúng cách, chẳng phải là nghi ngờ ông ta sao? Viện điều dưỡng của bọn họ đi đầu trong việc phục hồi chức năng trong cả nước, còn ông ta là chuyên gia trong các chuyên gia, sao anh dám chất vấn ông ta chứ? Nếu không có viện điều dưỡng của bọn họ thì 5 năm qua, liệu bà cụ Tô có thể hồi phục đến mức này không? Nếu Tô Ý Thâm không phải người nhà họ Tô thì viện trưởng Vu đã mắng anh rồi. Viện trưởng Vu nói, trước đây bà cụ Tô bị xuất huyết não, dẫn đến nằm liệt giường phải không? Bác sĩ Tô hẳn cũng biết tình trạng của bà cụ lúc đó nghiêm trọng đến mức nào, bệnh viện cũng hết cách nên mới đưa đến viện điều dưỡng của chúng tôi. Tô Ý Thâm, chuyên gia nói tiếp, sau 5 năm tập luyện phục hồi chức năng với chúng tôi, bà cụ Tô từ nằm liệt giường, đã có thể ngồi dậy, thậm chí cách đây vài ngày hai chân của bà cụ cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt, nếu không có gì bất ngờ thì bà cụ sẽ sớm đứng dậy được. Phải biết rằng một bệnh nhân như bà cụ Tô, 99.99% là không đứng dậy được, nhưng tại sao bà ấy lại có thể đứng lên được? Túc Bảo ngắt lời, là vì ngày nào cháu cũng xoa bóp chân cho bà ngoại. Viện trưởng Vu không nói nên lời, đứa nhỏ này thật ngây thơ. Bóp chân là có thể đứng lên, buồn cười. Ông ta sụ mặt nói. Túc Bảo hỏi, đúng vậy đấy. Ông cụ, có phải ông muốn nói bà ngoại đứng lên được đều là công lao của ông phải không? Ông muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Sao còn phải hỏi tại sao không cho Túc Bảo nói ra sự thật, đúng là quanh co lòng vòng. Mộc Quy Phàm sửa lại, là nói vòng vo. Túc Bảo đúng là vòng vo, không thành thật chút nào. Viện trưởng Vu. Ông ta tức tối nói, bà cụ Tô có thể đứng lên, chứng tỏ chương trình phục hồi chức năng của chúng tôi là đúng. An toàn và hiệu quả, con nít con nôi thì biết cái gì? Túc Bảo khịt mũi, đáp trả. Ông già ông thì biết cái gì, dù sao cháu cũng phải đánh thức bà ngoại. Viện trưởng Vu vô cùng tức giận. Tô Ý Thâm nhìn đồng hồ, cố gắng làm dịu bầu không khí, đã phẫu thuật được 2 tiếng rồi, cháu có thể thử đánh thức bà dậy. Thấy không có ai nghe lời mình, viện trưởng Vu không khỏi cười khẩy, các ca phẫu thuật như chấn thương sọ não, xuất huyết não nên đợi 1-2 ngày sau khi phẫu thuật, bệnh nhân tự nhiên sẽ tỉnh lại. Bây giờ có thể tỉnh lại. Nếu xảy ra vấn đề gì thì các người đừng có đến cầu xin tôi. Túc Bảo vẫn cứng đầu nói với ông ta, còn lâu mới thèm nhờ vả ông. Viện trưởng Vu. Mọi người đều im lặng, hoặc là cố gắng hòa giải,
lão chuyên gia tuy có chút bướng bỉnh, đúng là những gì ông ta nói không lọt tai cho lắm. Viện trưởng Vu không thể nguôi giận nổi, ông ta ghét người khác nghi ngờ mình, đặc biệt là khi đối phương còn là một đứa trẻ con. Hai phụ huynh là Tô Ý Thâm và Mộc Quy Phàm lại còn mặc kệ nó. Cứ gọi đi, tốt nhất là sau khi tỉnh lại tình trạng của bà cụ Tô bỗng nhiên xấu đi, cho bọn họ phải hối hận. Ông ta đang định phất tay áo bỏ đi thì thấy bà cụ Tô động đậy, từ từ mở mắt. Viện trưởng Vu đợi bà cụ Tô kích động, thông thường, bệnh nhân sẽ có biểu hiện kích động nếu áp lực nội sọ quá cao sau khi phẫu thuật não. Nhưng bà cụ Tô chỉ mấp máy môi nói, Túc Bảo à? Cháu cưng của bà ngoại, cháu tới rồi đấy à? Túc Bảo rất vui mừng, tựa vào người bà cụ Tô, dạ, nếu Túc Bảo không tới, bà ngoại sẽ còn ngủ lâu lắm nữa đấy. Bà cụ Tô cười yếu ớt, để Túc Bảo phải lo lắng rồi. Bà ngoại già rồi vô dụng quá, đi bộ thôi mà cũng ngã được. Túc Bảo lắc đầu, không phải đâu, ngay từ đầu vốn là vì bà ngoại không thể tập luyện mà, bà ngoại không ngoan gì cả, không nghe lời chút nào hết. Bà cụ Tô cười, vâng vâng. Túc Bảo nói, khi nào bà ngoại ra viện, bà không được đi lại và tập luyện nữa đâu nhé. Bà cụ Tô gật đầu. Viện trưởng Vu đứng một bên. Sao bà cụ có thể nói chuyện tốt như vậy? Đây không phải là cú vả vào mặt ông ta sao? Ông ta nói bây giờ mà đánh thức bà cụ Tô là sẽ có vấn đề, nhưng bà cụ lại trò chuyện nhẹ nhàng như vậy. Ông ta cau mày nói, mọi người nên chú ý hơn, tình hình hiện tại của bà cụ Tô rất bất thường, lát nữa chắc chắn huyết áp sẽ tăng lên đột ngột. 5 năm trước bà cụ Tô cũng như vậy, sau khi tỉnh lại, áp lực nội sọ tăng cao, người lại bị kích động, kết quả là bị xuất huyết não lần hai, cuối cùng bị liệt. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Bây giờ thì còn nhẹ nhàng lắm, chờ đi, chưa đầy 5 phút nữa, chắc chắn sẽ kích động cho mà xem. Viện trưởng Vu vốn định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nuốt được cục tức kia, ngồi tán gẫu cùng các bác sĩ trẻ. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, bà cụ Tô vẫn đang nói chuyện với Túc Bảo, dù chủ yếu là Túc Bảo nói rằng còn bà cụ nghe, nói về những điều thú vị ở trường mẫu giáo. Ánh mắt của các bác sĩ dần có chút khác lạ. Không phải ông đã nói rằng chắc chắn bệnh nhân sẽ kích động trong vòng 5 phút nữa à? Không phải người ta vẫn khỏe lắm đây ư? Một cái tát vào mặt nhỉ? Sắc mặt của lão chuyên gia viện trưởng Vu lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hoàn toàn không có đường chối cãi. Ông ta vẫn cứng miệng nói, đây là một biểu hiện rất bất thường, mọi người nên chú ý. Tất cả các bác sĩ đều xấu hổ muốn tìm cái khe mà chui. Nhưng không tiện nói gì vì danh tiếng của lão chuyên gia nên gật đầu lia lịa. Nhưng trẻ con quan tâm nhiều vậy làm gì? Có sao nói vậy thôi? Túc Bảo hỏi thẳng thừng, ông ơi, bà ngoại cháu không sao cả, tức là ông nói sai bét rồi. Viện trưởng Vu đè nén cơn tức giận, hiện giờ bà cụ không sao, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không sao. Ông ta không vui, Túc Bảo còn không vui hơn, bé nói, ông cụ này, ông đang hy vọng bà ngoại cháu không khỏe hả? Viện trưởng Vu vội vàng nói bậy gì đấy? Sao tôi lại mong bà cụ không khỏe được? Đối với vấn đề chữa bệnh, việc một giây còn khỏe mạnh, một giây sau đã phải cấp cứu là chuyện rất bình thường. Thực ra có hay không, chỉ có ông ta mới rõ. Túc Bảo nói, nhưng ông nói sai hết rồi. Viện trưởng Vu tức giận tới bật cười, nhóc thì biết cái gì, nhóc có biết y học là gì không? Tôi nói sai hết, chẳng lẽ một đứa con nít như nhóc nói mới đúng à? Túc Bảo ánh mắt kiên định gật đầu nói, đúng vậy đấy. Viện trưởng Vu. Túc Bảo, có vấn đề gì không? Viện trưởng Vu. Túc Bảo, ít nhất cháu có thể khiến bà ngoại đứng lên được, nhưng ông lại không thể. Viện trưởng Vu giận tím mặt, cười nói, đúng là nực cười. Nếu nhóc có thể khiến bà cụ Tô đứng lên, tôi sẽ sửa miệng gọi nhóc là tổ tiên. Ông ta sẽ làm cháu trai của bé, được chưa? Trông Túc Bảo đầy sửng sốt và chối từ, không. Cháu không có lì xì cho ông đâu. Hừm, ông già này đúng là xấu xa. Không chữa được bệnh cho bà ngoại lại còn cứ nói linh tinh thì thôi. Thậm chí còn muốn lừa lì xì của bé. Lừa khẩu phần ăn của tiểu ngũ thì được, nhưng không được lừa tiền của bé. Không biết có phải Túc Bảo không yên tâm hay không, bé vô thức che cái túi trong lòng lại. Viện trưởng Vu. Mọi người đều nín cười, chịu đựng vô cùng vất vả. Ngoại trừ bác sĩ điều trị của bà cụ Tô, hầu hết những người ở đây đều là nội trú hoặc bác sĩ thực tập. Lúc này, bọn họ đều giả vờ đang ghi chép vào sổ tay lâm sàng. Viện trưởng nổi tiếng cả trong và ngoài nước của Viện Điều dưỡng Xâm Lâm,
một lão chuyên gia đã xuất bản hàng chục bài báo trên tạp chí XXX, hình như cũng không uy tín như họ tưởng tượng. Viện trưởng Vu mất mặt, chỉ có thể nghiến răng nhịn đi, nhìn Tô Ý Thâm. Chờ Tô Ý Thâm cho ông ta một lối thoái lui. Dù sao mấy năm nay bọn họ đã chăm sóc bà cụ Tô, cũng là có ơn với nhà họ Tô mà. Những người khác không học y thì không biết, nhưng Tô Ý Thâm hẳn cũng hiểu được bọn họ đã có công lao thế nào đúng không? Lại nghe thấy Tô Ý Thâm nói, viện trưởng Vu, ông về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, khỏi cần ông lo lắng. Viện trưởng Vu lập tức nổi giận. Lúc người ta mời ông ta đến ông ta còn không thèm đến, cũng là do nể mặt bà cụ Tô thôi, bây giờ Tô Ý Thâm lại ra lệnh đuổi khách ư. Không nghe lời khuyên của tôi, sớm muộn gì cũng phải ăn quả đắng. Ông ta buông một lời, giận dữ vung tay bỏ đi. Túc Bảo lẩm bẩm, đi mau đi, đừng quay lại nữa. Tuy nhiên, buổi tối lúc bác sĩ đi thăm phòng bệnh, viện trưởng Vu lại đến. Bên cạnh ông ta là một trợ lý, trên tay cầm thứ gì đó, trông có vẻ như đang chuẩn bị quay về. Nhìn thấy bà cụ Tô nửa nằm nửa ngồi, ông cụ Tô đang cho bà cụ ăn thức ăn lỏng, ông ta cau mày nói, sao đã ăn rồi, bà cụ đã lớn tuổi, khả năng hồi phục tương đối chậm, tốt nhất ngày mai hẵng ăn. Túc Bảo vừa cầm một chiếc quạt nhỏ quạt cho nguội cháo cá, và nói, bà ngoại đói bụng rồi, đói thì phải ăn chứ. Viện trưởng Vu, bậy bạ, bà cụ Tô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn như vậy, nếu bà cụ ăn xong có phản ứng gì thì phải làm sao? Còn nữa, sau khi khỏi bệnh và xuất viện, cần tập luyện ngay. Tập càng sớm thì khả năng đứng dậy càng cao. Tôi mong mọi người có thể nghe lời, đừng để một đứa trẻ không hiểu gì hủy hoại bà cụ Tô. Ông ta dừng lại một chốc rồi nói thêm, bà cụ Tô là bệnh nhân mà tôi đã phụ trách đã 5 năm, tôi nói chuyện này với mọi người là vì thái độ trách nhiệm. Nếu là người khác, tôi đã đi từ lâu rồi. Mọi người trong nhà họ Tô. Viện trưởng Vu nói tiếp, tôi là người thẳng thắn, có sao nói vậy. Tôi cảm thấy mọi người không chiều chuộng trẻ con quá. Nếu có chuyện gì xảy ra, nó có chịu được trách nhiệm không? Túc Bảo mở miệng, nhìn ông cụ dâu hoa dâm. Tại sao lúc ông già này nói chuyện luôn khiến bé có suy nghĩ muốn cãi nhau thế nhỉ? Hai, chẳng lẽ bé cũng giống như anh Tử Tích, gọi là gì ấy nhỉ, nổi loạn rồi à? Vì cảm thấy mình đang nổi loạn nên Túc Bảo khá chột dạ, yếu ớt nói, cháu. Cháu có thể chịu trách nhiệm. Lão chuyên gia cười khẩy, đến bản thân bé còn không tin tưởng chính mình, còn dám nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Cô con gái nhỏ nhà họ Tô thật sự là được chiều quá sinh hư rồi. Ngược lại, hôm nay ông ta đã làm hết trách nhiệm rồi, sau này nhà họ Tô sẽ phải cảm ơn ông ta thôi. Viện trưởng Vu còn định nói thêm gì đó, không ngờ Tô Ý Thâm lại bỏ cây bệnh xuống. Cao mày nói, viện trưởng Vu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ tôi. Tô Nhất Trần cũng ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, không mượn ông lo lắng. Tô Doanh Nhĩ đang gọt trái cây cũng trừng mắt nói, chẳng câu nào chúc mẹ tôi được tốt lành cả. Ông cụ Tô cũng nghiêm mặt, viện trưởng Vu, trước đây đúng là chúng tôi đã làm phiền ông, nhưng không phải Túc Bảo nhà chúng tôi không biết gì hết. Giọng bà cụ Tô yếu ớt, tôi tin Túc Bảo. Viện trưởng Vu. Chuyện gì đang xảy ra với nhà họ Tô vậy? Hóa ra sau khi viện trưởng Vu rời đi vào buổi chiều, Tô Nhất Trần và Tô Doanh Nhĩ cũng lần lượt đến. Túc Bảo chân thành nói, bé có thể giúp bà ngoại đứng dậy, trước đó bé vẫn luôn xoa bóp chân cho bà, chỉ còn châm cứu nữa là được. Bé còn nói rằng bé nhất định sẽ khiến bà ngoại được đi nhảy quảng trường. Lúc đầu Tô Doanh Nhĩ không đồng ý, ông cụ Tô và Tô Ý Thâm cũng do dự, nhưng Tô Nhất Trần trực tiếp gật đầu, nói rằng anh tin Túc Bảo. Bà cụ Tô nghĩ đến sư phụ bên cạnh Túc Bảo, cũng im lặng đồng ý. Vậy nếu cục cưng bé nhỏ của bà cụ chữa khỏi bệnh cho bà thì sao, bà tình nguyện. Dù sao thì tình trạng trước kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Vì thế, gia đình đã đạt được sự nhất trí theo cách này. Vậy nên mới có được sự đoàn kết trước mắt. Viện trưởng Vu nhìn thấy tất cả già trẻ lớn bé nhà họ Tô đều ngu ngốc như trẻ con, cảm thấy mình như đấm một cú vào bông vậy, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Lòng vô cùng chán nản. Các người, ôi chao, ông ta xua tay vẻ đau lòng. Nếu muốn nói rõ thì bọn họ đã chăm sóc bà cụ Tô suốt 5 năm qua trong viện điều dưỡng của mình, bà cụ Tô mới được như ngày hôm nay, việc bà cụ có thể đứng lên đều là kết quả của sự chăm sóc và điều trị tận tình của họ, được chứ? Bây giờ bà cụ Tô bị ngã cũng không phải do ông ta gây ra, sao bọn họ đều lật mặt thế? Ăn cháo đá bát. Được rồi. Từ nay chúng tôi sẽ không quan tâm bà cụ Tô thế nào nữa, các người thích làm gì thì làm.
Viện trưởng Vu vẫn cố rát vàng lên mặt mình, nghiêm mặt quay đầu bỏ đi. Tô Nhất Trần khẽ cụp mắt, nói với Khúc Hưởng, thanh toán hết viện phí của viện điều dưỡng đi. Ngoài ra, hãy rút lại kế hoạch đầu tư và quyên góp cho viện điều dưỡng Xâm Lâm. Viện trưởng Vu vẫn chưa đi xa. Viện trưởng Vu như gặp phải sét đánh. 5 năm nay, vì bà cụ Tô đã dần phục hồi trong viện điều dưỡng, cho nên mấy năm nay, viện điều dưỡng đều trôi qua êm đềm. Thiết bị cho cơ sở thượng tầng, nhà họ Tô nói quyên góp thì sẽ quyên góp. Thiếu dụng cụ chữa bệnh gì cũng không cần nói hai lời đã đưa tiền. Bao gồm kinh phí nghiên cứu khoa học, chi tiêu cho việc huấn luyện nhân tài. Những khoản này đều do nhà họ Tô quyên tặng. Thời gian này trôi qua thật sự rất tốt, đến mức viện trưởng Vu đã bắt đầu lạm phát. Nhưng nghĩ lại chút thì, chỗ dựa cho viện trưởng Vu vừa cứng lên rồi. Những người tới viện điều dưỡng Xâm Lâm cũng đều là người có tiền, không thua kém gì nhà họ Tô. Không quyên góp thì không quyên góp thôi, có đầy người tranh giành để quyên góp cho ông ta. Ông ta đã được công nhận là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực phục hồi chức năng, có rất nhiều bệnh nhân có tiền cũng liên hệ tìm ông ta. Bà cụ Tô đúng là bệnh nhân có tiền nhất trong viện điều dưỡng, nhưng chắc chắn không phải là bệnh nhân có thân phận tôn quý nhất. Dù sao, bệnh nhân có quyền lại có thế cũng không ít. Nhà họ Tô đợi đến lúc hối hận đi. Cuối cùng viện trưởng Vu cũng đi thẳng mà không quay đầu lại, đi đến cửa thang máy còn quay đầu nhìn thoáng qua xem có người nào nhà họ Tô đuổi theo không. Kết quả khiến ông ta thất vọng rồi. Hừ, viện trưởng Vu càng nghĩ càng giận, nhưng vẫn nghiêm mặt nói với trợ lý bên cạnh, để ý chút xem ngày mai bà cụ Tô như nào, nếu ngày mai bọn họ nói muốn tìm tôi cứ nói tôi không có thời gian. Trợ lý, vâng thưa viện trưởng. Trong phòng bệnh, Tô Nhạc Phi phàn nàn nói, anh cả, tiền của mấy năm nay của anh chẳng khác nào đút cho sói mắt trắng ăn, em chưa từng thấy người nào đã cầm tiền của người khác rồi còn lên mặt tỏ thái độ vùng vằng với nhà đầu tư như thế. Mấy năm nay, việc bà cụ Tô phục hồi ở viện điều dưỡng cũng không sai, nhưng tiền nhà họ Tô cho cũng không ít, số tiền này cũng đủ để xây thêm hai cái viện điều dưỡng to như thế. Tô Nhất Trần từ tốn nói, không tính là uổng phí hoàn toàn được. Đãi ngộ của viện điều dưỡng Xâm Lâm tốt lên, hấp dẫn không ít người có thực lực tới, tăng lượng cống hiến đột xuất cho mảng phục hồi chức năng này. Không ít bệnh nhân được lợi từ đó, Tô Nhất Trần cảm thấy chuyện này không tính là uổng phí tiền. Lại nói, chút tiền này đối với nhà họ Tô tính là bao nhiêu đâu. Người đau đớn hơn hẳn là viện trưởng Vu, nhà họ Tô thu hồi lại tiền quyên góp, không chỉ đơn giản là mỗi thu hồi như thế. Tô Nhạc Phi hừ một tiếng, em chưa đạt được cảnh giới cao như anh như thế. Tô Nhất Trần cũng không tiếp tục giải thích gì. Túc Bảo nghẹo đầu, vừa nặn đất sét vừa ngâm nga, cảnh giới không cao, không cao, hây hây, bé vung dao phay, dao phay. Chém đứt bé chít chít nhà ngươi, chém đứt. Phụt, Tô Nhạc Phi phun một ngụm nước ra. Mọi người cũng ngớ người ra. Mộc Quy Phàm đỡ chán, con học từ ai thế? Tô Nhạc Phi tức giận nói, lúc trước đã bảo đừng cho con bé chơi với con chim kia rồi, xem kìa, cứ không nghe đi. Túc Bảo lớn tiếng nói, không liên quan tới chim. Bà cụ Tô cầu cứu, bà cụ cười muốn bục vết thương luôn rồi. Tô Ý Thâm, Túc Bảo này, con gái con nứa đừng nói bé chít chít như thế. Túc Bảo khó hiểu, sao lại thế ạ? Tô Ý Thâm biết một khi trả lời thì chắc chắn Túc Bảo sẽ nảy sinh 10 vạn câu hỏi vì sao, anh không trả lời mà hỏi ngược lại, con học mấy lời này từ ai thế? Túc Bảo, con nghe thấy thần thần hát thế ạ? Thần thần là bạn cùng lớp mầm non của Túc Bảo. Tô Nhạc Phi, ặc, hiểu nhầm con chim kia rồi, ai kêu nó phát sáng xanh biết cơ, nhìn chẳng thấy giống con chim đứng đắn gì cả. Tiểu Ngũ ở nhà hát hơi một cái. Thời gian sung sướng luôn ngắn ngủi, đảo mắt đã tới 10 giờ ô tối, Túc Bảo mệt mỏi không chịu nổi nhưng vẫn ghé vào bên cạnh giường bà cụ Tô, dùng ngón tay chống mí mắt của mình lên. Mộc Quy Phàm nhỏ giọng nói, đi nào, bà đưa con về nhà trước. Túc Bảo lắc đầu, không ạ, con phải trông chừng bà ngoại. Khắp nơi trong bệnh viện đều có hồn ma lang thang đang lảng vảng khắp nơi, người vào bệnh viện không ốm cũng tiểu tụy, nguyên nhân nằm ở âm khí bên trên bệnh viện. Bé phải tuân thủ trông coi bà ngoại, không cho âm khí tới gần. Đêm nay bà cụ Tô ngủ rất ngon, không cảm thấy khó chịu chỗ nào, cũng không giống bệnh nhân khác, cứ 2 tiếng lại giật mình tỉnh dậy một chút. Ngay cả bác sĩ đến kiểm tra phòng cũng không tỉnh giấc. Ngày hôm sau, về đến phòng làm việc trong viện điều dưỡng của mình, viện trưởng Vu hỏi, hôm qua bà cụ Tô thế nào rồi? Trợ lý trả lời, tôi nghe đồn tối qua bà cụ Tô hôn mê cả đêm,
cả lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng bà ấy cũng không tỉnh dậy. Bạn đồng học trong bệnh viện nói cả đêm qua không tỉnh lại lần nào, chỉ là ý trên mặt chữ, nhưng trợ lý lại hiểu nhầm, tự động bẻ cong nghĩa, cho rằng cậu ta không tiện nói còn thật ra là bà cụ Tô đã hôn mê một buổi tối. Đáy lòng viện trưởng Vu dâng lên niềm vui, trên mặt càng hiện rõ quả y như tôi lường trước, ông ta lại hỏi, cứu chữa chưa, đẩy vào phòng ICU chưa? Trợ lý lắc đầu, hình như chưa. Viện trưởng Vu cười nhạo một tiếng, không biết nhốn nháo ra sao đây. Đáng đời. Xem kìa, không còn lâu nữa, bọn họ sẽ tới cầu xin ông ta. 5 năm trước, bà cụ Tô xuất huyết não, bất tỉnh 7 ngày, nhưng được bọn họ đánh thức. Viện trưởng Vu bắt chéo hai chân, uống trà hoa kim ngân kỳ tử, chờ nhà họ Tô tìm đến ông ta. Nhưng mà không đợi được người nhà họ Tô. Trái lại chờ được hàng đống bên A, bên B trả hàng, hoàn tiền. Bên A trả hàng là mấy hiệu thuốc lớn. Bọn họ nói rằng sản phẩm thuốc đông y nhãn hiệu Stand Up do bên viện điều dưỡng sản xuất bọn họ vừa đắt vừa không hiệu quả, một năm bán không nổi 2 hộp, nhưng lúc trước lại bắt bọn họ nhập hàng ít nhất 2 thùng. Một hộp Stand Up cần 180.000 tệ, 2 thùng tổng 100 hộp gần 20 triệu rồi. 20 triệu không phải số tiền nhỏ nên các hiệu thuốc lớn yêu cầu viện điều dưỡng bồi thường tiền. Bên B là công ty cung cấp thiết bị, dụng cụ bên trong viện điều dưỡng để kiểm tra, sửa chữa, bảo trì các thiết bị. Đây đều là nhân tài nắm giữ kỹ thuật, thông thạo việc kiểm tra. Thiết bị cần thiết lúc này không phải là được quyên tặng mà là thiết bị đi kèm theo, miễn phí nhân tài hỗ trợ. Chi phí yêu cầu viện điều dưỡng trả cho thiết bị tổn thất tổng là 30 triệu, huấn luyện nhân viên tốn 20 triệu. Hoặc có thể tăng đãi ngộ cho những nhân viên bên ngoài này, một tháng phải trả lương từ 10.000 tệ trở lên. Trừ mấy việc đó ra, còn có công ty vốn định quyên góp, đầu tư cho viện điều dưỡng chợt cũng nói không rót vốn nữa. Viện trưởng Vu chưa chờ đến lúc người nhà họ Tô tới xin giúp đỡ đã tự tổn thất nặng nề rồi. Nhà họ Tô cố ý đấy. Viện trưởng Vu cắn răng, bất bình giận dữ. Toàn bộ xí nghiệp đồng ý tài trợ và quyên góp đều khiêng đầu tàu bỏ chạy trong đêm. Các nhà thuốc lớn muốn nhập hàng đều nói muốn hoàn tiền. Nói nhà họ Tô không động tay chân đằng sau thì ông ta không tin. Viện trưởng Vu tức giận cực kỳ. Nhiều người cầu xin ông ta hồi phục chức năng như thế, trước kia nhà họ Tô luôn quyên tặng, đầu tư cho ông ta không phải cũng đang cầu xin ông ta sao? Kết quả giờ bà cụ Tô ngã một cái, bọn họ lập tức đổ oan lên đầu ông ta. Sau đó không tính hết thảy những công lao trước kia. Quả nhiên trở mặt không nhận. Vô thương bất gian, thương nhân đều là một lũ thấy lợi quên nghĩa, vong ân phụ nghĩa, đám vô sỉ trở mặt không quen. Viện trưởng Vu ngồi trong phòng làm việc, nhỏ giọng trách mắng. Chắc chắn sẽ có người lật đổ được nhà họ Tô, cũng không phải không có người ghê gớm hơn nhà họ Tô. Nếu không thật sự cho mình là hoàng đế miệt vườn. Viện trưởng Vu giận dữ lật sổ thông tin, muốn tìm xem có nhà quyền thế nào lớn chút có thể chèn ép nhà họ Tô. Đúng vào lúc này, trợ lý đẩy cửa, đi vào nói, viện trưởng, ba của Hắc tiên sinh muốn xuất viện ngày hôm nay nên sai người đến hẹn trước với chúng ta. Viện trưởng Vu vui mừng, thật sự là muốn cái gì thì cái đó tới, trời cũng giúp mình. Nhà của Hắc tiên sinh không thua kém gì nhà họ Tô, thậm chí tài sản ở nước ngoài còn ghê gớm hơn của nhà họ Tô nữa. Ba của Hắc tiên sinh thời gian trước bị trúng gió dẫn đến liệt nửa người nên đã trị liệu ở bệnh viện một thời gian. Sau khi chữa trị xong cần bước vào giai đoạn hồi phục chức năng, mà tất cả bệnh viện phục hồi chức năng đều không nổi tiếng bằng viện điều dưỡng của bọn họ nên cuối cùng vẫn đến nơi này. Viện trưởng Vu lập tức đứng dậy, bọn họ tới rồi à? Trợ lý, vẫn chưa, hôm nay bọn họ đang làm thủ tục xuất viện. Viện trưởng Vu gật đầu, hiểu rồi, để tôi tự đi đón. Đúng rồi, luận văn về việc dùng bức xạ Terahex để kích hoạt tế bào nhằm trị chứng liệt nửa người đã viết xong chưa? Trợ lý ấp úng, tôi vẫn còn muốn tra thêm ít tài liệu. Viện trưởng Vu vỗ vai cậu ta, người trẻ tuổi nên tích cực một chút, đừng lề mà lề mề. Chuyện luận văn là tôi tín nhiệm cậu nên mới giao cho cậu, người khác không có cơ hội này đâu, cậu muốn sau này trở nên kém cỏi không? Trợ lý vội vàng nói, tôi biết rồi thưa viện trưởng, chỉ là tài liệu đó không dễ tra cứu. Sử dụng bức xạ Terahex để kích hoạt tế bào, chữa trị người liệt nửa người. Những thứ này đều không có căn cứ tranh luận nên không tra cứu được. Viện trưởng Vu nói, không có tài liệu thì đừng tra nữa, kêu mấy người bên phòng thí nghiệm làm số liệu đi. Việc chúng ta cần làm là khai sáng và khơi dòng, dùng công nghệ bức xạ Terahex tạo phúc cho người bệnh, tạo phúc cho loài người. Sau này,
lúc người ta viết luận văn về cái này thì chúng ta chính là tài liệu của bọn họ. Trợ lý gật đầu liên tục, sau khi khen ngợi dữ dội thì viện trưởng Vu mới thỏa mãn ra khỏi cửa. Dì quét rác ngoài cửa thấy hai người họ đi xa mới dám nói thầm một tiếng, đúng là bánh mì vẽ, một đứa dám vẽ một đứa dám ăn, hai. Hôm nay Thúc bảo không đi mầm non. Bé trông nom bà cụ Tô trong bệnh viện, bóp chân giúp bà ấy. Giọng của bà cụ Tô vẫn yếu ớt như cũ, đau lòng nói, được rồi Thúc bảo ơi, mau nghỉ ngơi tí đi. Vất vả cho con rồi. Thúc bảo lắc đầu, không khổ chút nào, bà ngoại còn khổ hơn. Bà cụ Tô vui sướng đầy mặt, không ngờ bé ngoan nhà mình biết thương người cơ đấy. Thúc bảo nắm tay của bà ấy, mềm giọng nói, bà ngoại ngủ nhanh đi nào. Bà cụ Tô gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Thúc bảo nhỏ giọng hát, ngủ đi, bé yêu thân thương của tôi. Hát một bài xong, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng cười ha ha, hầy, đứa em gái già khụ còn có phúc lớn thế à, được đứa cháu gái ngoan như này. Thúc bảo quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một bà cụ già ngồi trên ghế sofa bên ngoài. Bé nhìn bà cụ Tô đang ngủ rồi nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, bà ơi, bà không thể vào trong này được. Sẽ ảnh hưởng tới bà ngoại mất. Bà cụ ngạc nhiên nhìn Thúc bảo một chút, sau đó vịn gậy trống, đứng lên nói, hai, bà biết rồi. Trước bà chết ở trong đây, hôm nay ông cụ phòng bên cạnh muốn xuất viện nên bà chuẩn bị đi rồi, vừa khéo đi qua đây xem thôi. Thúc bảo ồ một tiếng, nhìn bà ấy bay ra cửa, vừa hay thấy bệnh nhân phòng kế bên ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy ra ngoài. Miệng và mắt của ông ấy méo xẹo, nước bọt không kiểm soát được rớt xuống, tay phải và chân phải đều run rẩy không ngừng. Một người y tá đẩy ông ấy, những người khác hẳn đang làm thủ tục hoặc như nào đó. Bảo vệ nhìn ông cụ chảy nước miếng, trong mắt ánh lên vẻ ghét bỏ. Ông cụ nhễu nước bọt tùm lum, trong mắt đục ngầu lộ vẻ bi thương. Bà cụ bay ở một bên, muốn lau nước bọt cho ông cụ hết lần này đến lần khác, tiếc rằng quỷ và người không giống nhau, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hai, ông này, ông đừng bất bình trong lòng thế nữa. Y tá là như vậy đấy. Có mấy ai có tình cảm thật lòng, ông còn muốn người ta lau nước bọt cho ông từng phút một hả? Hẳn ông muốn kêu con trai đổi người nhưng không nói nên lời nhỉ. Hơn nữa, liệu đổi người khác thì có tốt hơn không? Bà cụ than thở, giọng nói tràn ngập đau thương và không đành lòng. Túc bảo nhìn bà cụ Tô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, bé vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại rồi mới đi ra ngoài. Ông ơi, con tới giúp ông. Bé cầm khăn đã sù lông trong tay ông cụ lên, lau lau giúp ông cụ. Tiếc là vừa mới lau được một chút thì nước bọt của ông ý lại rơi xuống. Ặc, ặc, ông cụ gắng sức muốn nói gì đó nhưng nói không ra lời. Vừa khéo đằng trước có người vừa nói chuyện vừa đi tới nên y tá vội vàng cầm khăn mặt lên, bày vẻ mặt tẫn chức tẫn trách. Hai, tôi đây, bạn nhỏ về nhanh đi. Túc bảo nhìn cô ta, gì này, gì như thế là không đúng đâu. Dì đang bắt nạt ông cụ không thể nói chuyện đấy. Y tá nhíu mày, chột dạ nhìn cuối hành lang rồi lại nhìn Túc bảo không có người lớn bên cạnh. Cô ta lập tức nhỏ giọng nói, bớt chõ mũi vào chuyện của người khác đi. Về phòng cho tôi. Cô ta ỷ Túc bảo là trẻ con, trong mắt lộ vẻ hung dữ, trực tiếp đe dọa. Túc bảo. Bà cụ già chừng y tá một chút, vội vàng nói với Túc bảo, cục cưng, con đừng nói lý với cô ta, loại người này trong ngoài không giống nhau. Vừa dối trá, vừa hư hỏng, vừa giả tạo. Cô ta đã lừa rất nhiều người, người khác đều cảm thấy cô ta là một người rất nhiệt tình. Ngay cả con trai bà cũng chưa nhận ra. Ban đầu ông già còn nổi giận, nhìn y tá xong thì phát cáu. Bác sĩ nói nhiều bệnh nhân liệt nửa giường đều như vậy, không chấp nhận tình trạng hiện tại của mình nên sẽ phát cáu. Cho nên con trai ông cụ không nhận ra được, ông cụ cũng dần tuyệt vọng, đáy mắt cũng mất đi ánh sáng. Túc bảo nói. Để cháu nói với chú giúp ông. Y tá nghe xong, lập tức vừa sợ vừa giận, giơ tay đẩy Túc bảo, vào trong, đừng có mà quấy rối, còn xen vào chuyện người khác như thế, liên quan gì đến nhóc chứ. Túc bảo trở tay ra đòn vai, hất y tá ngã văng ra ngoài. Rầm. Bà cụ già. Ông cụ, o o. Tiếng động vang đội này khiến mọi người từ trong ra ngoài đều vội vàng chạy đến. Mấy điều dưỡng viên còn tưởng rằng ông cụ ngã nên đồng loạt hỏi, có chuyện gì vậy? Ông cụ nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng ạc ạc, xung quanh cũng không có người nào khác chứng kiến. Y tá bị ngã đến mức đầu choáng váng, đau nhức dữ dội khiến người ta dữ dội.
Cô ta căm tức chỉ vào Túc Bảo, con nhỏ kia đẩy tôi. Mọi người nhìn về phía Túc Bảo, lại nhìn y tá bay ra xa 1 mét. Ắc, không thể nào. Bà cụ già nhìn Túc Bảo không nói gì, vội vàng nói, ôi, đứa nhỏ ngốc nghếch này, mau nói không phải cháu đi. Thời điểm như này đừng quan tâm đến việc nói thật hay nói dối, biết không hả? Túc Bảo trừng mắt nhìn, chần chờ nói, không, không phải con. Y tá khó thở, chính là mày. Một điều dưỡng viên nói, hai, được rồi, được rồi. Chị Quyên nhìn nhầm rồi đúng không, con bé nhỏ thế, sao mà đẩy được chị? Y tá tên chị Quyên kia ngẩn người, nhanh chóng giấu hết buồn bực oan khuất xuống dưới lòng, gãi gãi đầu như chị gái ngốc nghếch, xin lỗi nhé, xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy bóng người chạy tới, chưa thấy rõ ràng gì đã bị bay ra ngoài. Giờ nhìn lại mới rõ hóa ra là đứa trẻ con. Hai, đều tại tôi hết. Tối qua tôi trông ông cụ cả đêm không ngủ nên hơi lơ ngơ. Mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nếu hiểu lầm đã được giải quyết thì ổn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có vài người còn nói, vất vả rồi, vất vả rồi. Y tá Quyên cười ngây ngô bò dậy, gãi đầu với vẻ mặt xấu hổ rồi lập tức chạy tới chăm sóc ông cụ. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, nói, ba. Ba không sao chứ? Theo sau ông ta là viện trưởng Vu. Y tá Quyên vội nói, thưa ngài, đừng lo lắng, ông cụ không sao cả. Có lẽ hôm qua tôi trực đêm buồn ngủ quá nên ban nãy mới bất cẩn mà ngã thôi ạ. Một y tá giúp y tá Quyên nói đỡ lời, đúng vậy, cả đêm hôm qua, chúng tôi thấy chị Quyên bận bịu luôn tay luôn chân đấy. Y tá khác cũng cười nói, chị Quyên như này gọi là đứng ngủ gật à, chắc chắn chị ấy đang nói mớ nên mới thốt ra mấy lời hoang đường như, bạn nhỏ kia đẩy ngã, gì gì đó chứ. Y tá Quyên cười ngược, không hề bào chữa cho mình, chỉ lặng lẽ lau nước miếng cho ông cụ, nhìn đến là dịu dàng, tỉ mỉ. Túc Bảo vừa toan bóp mẽ y tá Quyên thì viện trưởng Vu bỗng lên tiếng, chưa chắc đâu, nghe nói cô nhóc nhà họ Tô rất khỏe và nghịch ngợm, lỡ như cô bé nhân lúc tinh thần y tá không tỉnh táo rồi đẩy y tá thì sao? Ánh mắt viện trưởng Vu tối lại, ông cụ cười lạnh nhìn Túc Bảo. Tốt lắm, con nhóc này vừa hay rơi vào tay mình. Ông cụ muốn lấy lòng Hắc tiên sinh. Còn đang nghĩ cách khiến Hắc tiên sinh có ấn tượng xấu với nhà họ Tô. Kết quả thì con nhóc kém may mắn này đã rơi vào tay ông cụ. Khuôn mặt nhỏ của Túc Bảo lộ vẻ căng thẳng, cô bé vừa toan nói gì đó thì một giọng nói khác vang lên. Viện trưởng Vu vừa mở miệng ra đã vu oan cho con gái tôi rồi, sao nào, tưởng con gái tôi không có chỗ dựa nên bắt nạt hả? Mộc Quy Phàm cầm hộp thức ăn trong tay đi tới, sắc mặt lạnh lùng, hành lang này có camera, ông có muốn kiểm tra không? Nghe thấy kiểm tra camera, đáy mắt y tá Quyên thoáng hiện chút hoảng loạn. Viện trưởng Vu lập tức nghẹn họng, tôi chỉ đoán như vậy vì trông cô y tá này không giống người đang nói dối. Mộc Quy Phàm cười khinh miệt, ý ông là con gái tôi nói dối ư. Anh quét ánh mắt lạnh lùng về phía y tá Quyên. Y tá Quyên vội nói, ôi không đến mức phải làm to chuyện như này đâu, chỉ là vấp ngã thôi mà, đều là lỗi của tôi, mọi người đừng vì tôi mà xích mích nha. Trước mặt mọi người. Chị ta luôn duy trì hình tượng chị cả vô hại cười ngây ngô. Y tá Quyên thành khẩn nói, Hắc tiên sinh, xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn, không bao giờ đứng ngủ gật như vậy nữa. Viện trưởng Vu nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, nói, Hắc tiên sinh, anh xem. Xem đi, người nhà họ Tô bắt nạt y tá chuyên chăm sóc ông cụ Hắc, như này chẳng phải trực tiếp ức hiếp Hắc tiên sinh rồi ư. Hắc tiên sinh rất hiếu thảo. Viện trưởng Vu không rõ chuyện này có phải hiểu lầm không, nhưng cứ để Hắc tiên sinh có ấn tượng xấu với nhà họ Tô trước đã. Ngay lúc viện trưởng Vu nghĩ rằng Hắc tiên sinh sẽ lạnh mặt với Mộc Quy Phàm thì bỗng nghe ông ta nói, ơ, Mộc tiên sinh. Tim viện trưởng Vu như hẫng mất một nhịp. Hắc tiên sinh quen Mộc Quy Phàm ư. Giờ khắc này, lòng Hắc tiên sinh đang nổi sóng to gió lớn, ông ta không khỏi vui mừng, may mà ông ta liếc thấy Mộc Quy Phàm từ xa và nhận ra anh. Ngoại hình nổi bật của Mộc Quy Phàm, muốn không nhớ kỹ cũng khó. Hắc tiên sinh chau mày nói, viện trưởng Vu, không có chứng cứ thì đừng nói rằng. Ở đây không có vấn đề gì nữa, viện trưởng Vu quay về trước đi. Sau đó Hắc tiên sinh nhìn Mộc Quy Phàm, nói, Mộc tiên sinh, thật ngại quá. Viện trưởng Vu lập tức tròn mắt ngỡ ngàng. Ánh mắt Hắc tiên sinh nhìn ông cụ cực kỳ không ổn. Vốn dĩ viện trưởng Vu muốn nhà họ Tô để lại ấn tượng xấu với Hắc tiên sinh. Sao bây giờ mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại, Hắc tiên sinh không hài lòng với ông cụ rồi ư?
Đây chẳng phải vỗ mông ngựa vỗ đến tận vó ngựa rồi đó sao? Viện trưởng Vu vội nói, Hắc tiên sinh, xin lỗi anh, tôi quá lo lắng cho ông cụ Hắc nên nhất thời hiểu nhầm cô bé này. Hắc tiên sinh im lặng. Mộc Quy Phàm liếc nhìn y tá Quyên một cái, nói, không sao, có điều Hắc tiên sinh phải chọn người cẩn thận hơn nhé. Hắc tiên sinh, vâng vâng, cảm ơn Mộc tiên sinh. Lòng Hắc tiên sinh vô cùng thấp thỏm, Mộc Quy Phàm chẳng phải người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nghe nói anh còn là nô lệ của con gái. Một khi con gái anh bị đổ oan thì người nằm không là ông ta cũng sẽ trúng đạn, Mộc Quy Phàm sẽ chẳng nể mặt người nào hết. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn Mộc Quy Phàm sẽ cho người điều tra 18 đời tổ tiên của đối phương luôn rồi. Bây giờ Mộc Quy Phàm lại nể mặt ông ta một lần. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc như thế này. Túc Bảo bỗng lên tiếng, có điều gì này đối xử với ông cụ đây không tốt chút nào, chú ơi chú nên đổi một gì chăm sóc khác đi ạ. Y tá Quyên kinh hãi, vội nói, ôi, cô bé ơi, không thể ăn nói tùy tiện vậy đâu con. Ánh mắt Túc Bảo trong veo, cô bé nói, con không hề nói rằng. Hồi nãy ông cụ chảy nước miếng nhưng dì hoàn toàn ngó lơ. Lúc con tới lau miệng giúp ông cụ thì dì kêu con đừng lo chuyện bao đồng. Y tá Quyên trưng ra bản mặt kinh ngạc, đâu có. Mọi người ngạc nhiên nhìn Túc Bảo, chuyện này khó có thể xảy ra nhỉ. Y tá Quyên được biết đến là một y tá giỏi. Chị ta đã chăm sóc người già bị liệt ở nhiều gia đình, dù cuối cùng các ông bà cụ đã qua đời nhưng gia đình chủ nhà vẫn tặng chị ta một lá cờ hiệu với những lời khen ngợi. Túc Bảo bình tĩnh nắm tay Mộc Quy Phàm rồi nói, ba ơi, họ đều không tin con. Mộc Quy Phàm dịu dàng nhìn Túc Bảo, không sao, ba sẽ khiến họ tin con. Anh lấy di động gọi cho Vạn Đảo, Vạn Đảo, anh tới đây kiểm tra camera giúp tôi. Vạn Đảo, gia chủ. Anh muốn kiểm tra camera chẳng phải chỉ cần một phút là xong ư, còn cần tôi tới làm gì? Nhưng Vạn Đảo lập tức nhận ra, chắc chắn việc kiểm tra camera lần này không đơn giản. Tỷ như, phải cắt bỏ một số hình ảnh quan trọng hoặc thứ gì đó. Được thưa gia chủ, tôi lập tức tới ngay. Vạn Đảo nói. Mộc Quy Phàm cúp điện thoại, môi thoáng cười mà như không, con người tôi ấy à, không chấp nhận được việc con gái mình phải chịu ấm ức, mọi người vào phòng ngồi chờ đi. Hắc tiên sinh, ai mà ngồi được, ai dám ngồi trước mặt thủ trưởng Mộc, đây chẳng phải thấp thỏm như ngồi bàn trông. Hắc tiên sinh tức giận nhìn viện trưởng Vu. Viện trưởng Vu, ông cụ cũng rất tức giận, lén lườm Túc Bảo một cái, đều tại con nhóc này hết. Nhiễu sự quá đỗi, y tá của bệnh viện người ta tốt hay không liên quan gì tới nó. Ba của Hắc tiên sinh còn đang muốn quyên góp cho viện dưỡng lão của ông cụ đấy. Bây giờ thì hay rồi, ầm ĩ lên thế này thì Hắc tiên sinh nhất định sẽ có ấn tượng xấu với ông cụ và từ bỏ ý định quyên góp. Túc Bảo nói, thực ra không cần phức tạp vậy đâu, con có thể khiến ông cụ Hắc tự nói. Hắc tiên sinh sửng sốt, ông cụ Hắc cũng thẳng thốt. Một y tá nói, cô bé à, chắc con không biết rồi, giờ sức khỏe của ông cụ Hắc không ổn, cụ không thể nói được. Tay ông cụ Hắc cũng bị chuột rút, co quắp lại và run rẩy không sao viết chữ được. Túc Bảo nói, con biết, nhưng con có thể chữa khỏi cho ông cụ Hắc, chỉ cần, 1,2, 3,4, 100 phút. Viện trưởng Vu bỗng bật cười. Ông cụ đang muốn trình bày cụ thể bệnh tình của ông cụ Hắc rồi khéo léo đề cập tới vấn đề phục hồi chức năng, chẳng ngờ con nhóc này lại giúp ông cụ mở lời dễ dàng hơn. Lần này ông cụ nhất định sẽ nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không phạm bất kỳ sai lầm nào trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Viện trưởng Vu chắp tay sau lưng, lắc đầu nói. Trẻ con mãi là trẻ con, đừng nói 100 phút, dù cho con 2 ngày, thậm chí 1-2 năm cũng không làm được. Ông cụ Hắc bị liệt nửa người do đột quỵ. Chúng tôi cũng biết bệnh liệt nửa người rất khó chữa, gần như phần đời còn lại phải sống trong sự tiếc nuối. Nhưng viện dưỡng lão của chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về bệnh liệt nửa người và kinh nghiệm rất phong phú. Ông cụ Hắc vừa mới xuất viện, nếu chúng ta rèn sắt khi còn nóng, trước khi trí nhớ cơ bắp chưa hoàn toàn mất đi. Chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp huấn luyện phục hồi chức năng chuyên nghiệp và hiệu quả, tôi dám dùng vị trí của mình để đảm bảo ông cụ Hắc sẽ có thể nói lại được trong vòng 2 năm, ít nhất cũng không chảy nước miếng nữa. Ông cụ nói chuyện rất hùng hồn và tự tin. Viện trưởng Vu thao thao bất tuyệt một tràng, hoàn toàn tự tin rằng Hắc tiên sinh sẽ cân nhắc lại chuyện trị liệu ở viện dưỡng lão. Chẳng ngờ lại thấy Hắc tiên sinh nhìn đồng hồ, nói, 100 phút. Chỉ hơn một tiếng thôi mà, vừa hay tôi đang rảnh. Viện trưởng Vu, hình như nãy giờ ông cụ nói chỉ như gió thổi bên tai ấy nhỉ.
Bài hùng biện ban nãy của ông cụ rất chuyên nghiệp đấy nha, về cơ bản mỗi lần ông cụ đọc xong đoạn giới thiệu chàng Giang Đại Hải kia là không có người nhà bệnh nhân nào không bị thuyết phục. Nhưng, Hắc tiên sinh không thèm nhìn ông cụ mà lại nhìn về phía Túc Bảo, nhưng con định làm như thế nào, có nguy hiểm không? Hắc tiên sinh nể mặt Mộc Quy Phàm nên mới nguyện ý để Túc Bảo thử một lần. Ông ta thầm tính toán, nếu Túc Bảo chỉ tác động vào những chỗ không quan trọng như vỗ lưng hay bóp chân thì cứ để mặc cô bé làm. Còn nếu muốn dùng dao hay cho uống thuốc gì đó thì ông ta tuyệt đối không chấp nhận. Tuy kiêng dè Mộc Quy Phàm, nhưng Hắc tiên sinh không làm nổi những chuyện dùng tính mạng của ba ruột mình đổi lấy vinh hoa phú quý. Hắc tiên sinh đang nghĩ vậy thì thấy Túc Bảo lấy một cái túi vải mềm từ trong cặp sách ra, sau đó mở túi vải, một bộ kim bạc xuất hiện trước mắt mọi người. Túc Bảo châm cứu cho ông cụ Hắc ạ. Túc Bảo siết một cây kim bạc, Hắc tiên sinh như nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trên đầu kim bạc. Cái này không được, Hắc tiên sinh vội nói. Viện trưởng Vu lại muốn bật cười. Hết lần này đến lần khác, mỗi khi ông cụ nhìn thấy hy vọng bị dập tắt thì Túc Bảo lại cho ông cụ thêm một tia hy vọng khác. Viện trưởng Vu lạnh mặt, lắc đầu, trẻ con thì hiểu gì về châm cứu, rõ là làm sằng làm bậy. Châm lung tung vào thì người chịu khổ chẳng phải ông cụ Hắc ư. Thấy Hắc tiên sinh kiên quyết không đồng ý cho Túc Bảo châm cứu, cuối cùng viện trưởng Vu cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này coi như ổn rồi đây. Hắc tiên sinh, tốt nhất nên đưa ông cụ Hắc về viện dưỡng lão càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ có đội phục hồi chức năng chuyên nghiệp. Hắc tiên sinh đứng dậy, trong mắt thoáng hiện sự nuối tiếc, ông ta nói với Túc Bảo, thật xin lỗi, cảm ơn con đã quan tâm. Còn vấn đề kiểm tra camera hay chân tướng sự thật gì đó chẳng quan trọng, dù sự thật thế nào thì ban nãy ông ta cũng đã nể mặt Mộc Quy Phàm một lần rồi. Ông cụ Hắc bỗng kêu a a trong cổ họng, đáy mắt ông cụ phảng phất sự lo lắng, ông cụ đã sống với bộ dạng sống không bằng chết như này rồi thì càng muốn để Túc Bảo thử một lần. Dù sao thì, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo mà. Hắc tiên sinh an ủi vỗ vai ông cụ Hắc, ba ơi, ba đừng nóng ruột, Xâm Lâm là viện dưỡng lão phục hồi chức năng tốt nhất, nhất định sẽ khỏi bệnh. Nghe xong lời của con trai mình, đáy mắt ông cụ Hắc chất chứa nỗi tuyệt vọng. Lòng viện trưởng Vu dạo dực như nở hoa, ông cụ vừa đứng dậy vừa gọi điện thoại, được, giờ tôi kêu người lên. Mộc Quy Phàm thờ ơ nói, vậy chúc ông cụ Hắc nhanh chóng bình phục. Không thử điều trị thì đành thôi vậy, đâu phải ai cũng có phúc được tiểu Túc Bảo ngoan nhà anh ra tay cứu giúp. Túc Bảo bỗng lên tiếng, chú Hắc, bà cụ nói chú phải nghe lời. Hắc tiên sinh ngẩn người, bà cụ nào? Túc Bảo, mẹ của chú đó. Lần này, viện trưởng Vu cũng ngẩn người. Con nhóc này, đến chuyện mẹ của Hắc tiên sinh mất rồi mà nó cũng biết ư. Đúng là chọc chúng chỗ hiểm. Hắc tiên sinh cười, vừa toan lên tiếng thì nghe Túc Bảo nói. Bà cụ nói, cô bé con chống nạnh, mặt dài ra, duỗi một ngón tay chỉ trỏ, Hắc cầu thẳng một. Con dám không nghe lời cô bé này thì có tin đêm nay con sẽ nằm mơ thấy mẹ không hả? Mau chóng để Túc Bảo châm cứu cho ba con. Một tên gọi yêu mà ba mẹ gọi con nhỏ, mong con dễ nuôi, sau lớn có tiền đồ. Mọi người. Túc Bảo nói tiếp, mẹ thấy con bị phân ruồi che mở hai mắt rồi, ai tốt ai xấu cũng không phân biệt nổi. Mẹ không còn ở bên là con bắt đầu lơ mơ rồi đó hả? Mọi người cứng họng trố mắt. Chuyện gì thế này? Chỉ có Hắc tiên sinh và ông cụ Hắc như bị sét đánh giữa trời quang, chết lặng nhìn Túc Bảo. Cử chỉ và lời nói của Túc Bảo lúc này giống y hệt bà cụ Hắc, vẻ mặt, ngữ khí và cách trừng mắt kia cũng không lệch đi đâu được. Quan trọng nhất là, hiện giờ thân phận của Hắc tiên sinh hiển hách nên rất ít người biết khi mới sinh ông ta, ông bà cụ Hắc rất nghèo, gần như không có tiền nuôi sống con. Hai ông bà cụ còn đặt cho Hắc tiên sinh cái tên cầu thẳng để dễ nuôi. Bây giờ, ngoài ông cụ Hắc và bà cụ Hắc ra, không một ai biết tên cún cơm của ông ta. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hắc tiên sinh, viện trưởng Vu còn tưởng Túc Bảo đã mạo phạm tới ông ta. Ông cụ trao mày nói, không biết phép tắc gì hết, thầy cô của con không dạy con phải tôn trọng người đã mất ư. Vốn dĩ viện trưởng Vu muốn mắng phụ huynh không dạy dỗ Túc Bảo à. Nhưng thấy Hắc tiên sinh quen Mộc Quy Phàm nên ông cụ chỉ đành bấm bụng đổi lời giáo huấn. Đáy mắt Mộc Quy Phàm rét lạnh. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, Mộc Quy Phàm còn chưa kịp nói gì thì Hắc tiên sinh đã giơ tay tát viện trưởng Vu một cái, ông im miệng đi. Viện trưởng Vu bưng mặt, không kịp hoàn hồn. Ban nãy Hắc tiên sinh vừa đánh ông cụ à, không thể nào, Hắc tiên sinh nho nhã lễ độ dường ấy, tuyệt đối không thể ra tay đánh người được. Chỉ thấy Hắc tiên sinh nói,
Tiểu thư Túc Bảo, vậy bệnh của ba chú phải nhờ con rồi. Túc Bảo gật đầu, gương mặt nhỏ lộ vẻ nghiêm túc, yên tâm đi, chú tương đương Túc Bảo học châm cứu nửa năm rồi ạ. Hắc tiên sinh đích thân đưa ông cụ Hắc và Túc Bảo tới phòng bệnh bên cạnh, hễ Túc Bảo nói cần gì là lập tức kêu người đi lấy. Sau đó, ông ta lo lắng đứng ngoài phòng bệnh chờ Túc Bảo châm cứu. Viện trưởng Vu, vẫn mù mờ quá đỗi. Sao diễn tiến mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này nhỉ? Chiều hướng này không đúng nha. Trong phòng bệnh, Túc Bảo đặt những chiếc kim bạc vào khay khử trùng rồi lau khô. Nếu một người trưởng thành làm thao tác khử trùng như vậy, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy chuyên nghiệp, nhưng dáng vẻ trẻ con của Túc Bảo lại giống như đang chơi đồ hàng. Bà cụ Hắc đứng bên cạnh an ủi, ông ơi, đừng sợ nha, tôi tin tưởng cô nhóc này. Túc Bảo thuật lại, ông ơi, bà cụ nói ông đừng sợ, phải tin tưởng cô nhóc này. Ông cụ Hắc, Ông cụ không sợ, nếu chữa khỏi thì sẽ thoát khỏi cảnh sống không bằng chết, còn chẳng may chữa không khỏi thì chết đi sẽ gặp được vợ mình. Đáy mắt ông cụ Hắc lấp lánh ánh nước, khi trước ông cụ không tin trên đời có ma quỷ, giờ mới biết bà cụ Hắc vẫn luôn ở bên cạnh mình. Ngoài cửa, lòng Hắc tiên sinh nóng như lửa đốt. Vốn dĩ viện trưởng Vu định bỏ đi rồi, nhưng ông cụ không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh nên cố chấp đứng lại để chờ xem Túc Bảo bẽ mặt. Mộc Quy Phàm nhìn thời gian. Một tiếng đồng hồ đủ để anh điều tra xâm lâm rồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơn 100 phút. Nếu không phải vì kiêng dè thân phận của các bệnh nhân nằm ở tầng lầu này, chắc hẳn mọi người đã tụ tập hóng hớt quanh phòng bệnh của ông cụ Hắc rồi. Bây giờ người nhà bệnh nhân cùng các y tá, bác sĩ đều ngồi ở cửa mỗi phòng bệnh, vờ như đang hóng gió. Sao lâu như vậy vẫn chưa ra? Không hiểu sao họ có thể yên tâm để một cô nhóc và một ông cụ vào phòng bệnh nhỉ? Cô nói xem liệu phòng bệnh đó có bác sĩ nào đang nấp sẵn trong đó không? Thấy người khác sầm xì bàn tán, cánh cửa phòng bệnh cũng mãi không mở ra, viện trưởng Vu càng thêm yên tâm. Y tá Quyên cực kỳ thông minh, không gì tai bàn tán điều gì, chỉ bày ra bộ dạng bị oan ức. Dù sao chị ta cũng không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ông cụ Hắc dựa vào xe lăn, hệt như lúc mới vào phòng bệnh. Y tá Quyên liếc nhìn miệng của ông cụ Hắc đầu tiên, nếu ông cụ vẫn rớt nước miếng thì chứng tỏ chẳng chữa trị được cái gì hết. Chẳng ngờ ông cụ Hắc cũng đang nhìn chị ta, run rẩy giơ tay lên, nói, cô ta nói dối. Giọng nói của ông cụ Hắc rất yếu ớt, nhưng đủ khiến mọi người choáng váng như bị sét đánh. Oa, không phải chứ, chữa được thật nè. Không thể, tuyệt đối không thể, nếu một cô nhóc biết châm cứu thì con chó nhà tôi có thể lên Tây Thiên lấy kinh rồi. Nhưng chẳng phải ông cụ Hắc vừa nói được đó ư? Lúc này, đầu óc viện trưởng Vu và y tá Quyên đều ong ong, hai người đều có dự cảm chẳng lành. Hình như ông cụ Hắc rất kích động, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Túc Bảo khẽ vỗ lưng ông cụ, ông ơi đừng cuống. Lúc này, ông cụ Hắc mới dễ thở hơn, nói, cô y tá tên Phản Xảo Quyên này cực kỳ xấu xa. Tay ông cụ Hắc vẫn run lẩy bẩy, nhưng một mực không chịu đặt xuống mà chỉ thẳng vào người y tá Quyên. Trực đêm ư, tôi nhổ vào. Cô ta chỉ trải nệm ra là nằm nhoài lên giường tôi ngủ ngon lành, hễ nghe thấy tiếng người tới kiểm tra phòng là cô ta đứng dậy làm bộ đang kiểm tra cho tôi. Tôi chảy nước miếng, muốn nhờ cô ta lau giúp thì cô ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hôm qua đút cơm cho tôi, cô ta còn cố ý làm thìa canh tràn nước vào mũi tôi. Mỗi khi thay đồ cho tôi, cô ta đều nhân cơ hội cấu véo tôi để phát tiết, móng tay cào vào người tôi. Ông cụ Hắc càng nói càng thấy ấm ức. Khuôn mặt già nua nhuốm vẻ đau buồn và kích động, hai mắt đục ngầu trừng to. Hắc tiên sinh ngẩn người nhìn ba mình, tốt quá rồi. Đáy lòng y tá Quyên lạnh buốt, chị ta kinh hãi nói, tôi. Chị ta lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lúc này, sắc mặt Hắc tiên sinh khó coi vô cùng. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới, cô y tá mà ông ta lựa chọn kỹ càng lại là loại người độc ác tới vậy. Hắc tiên sinh thấy y tá Quyên làm việc cho viện dưỡng lão xâm lâm nên thầm nghĩ khả năng chăm sóc người già của chị ta không thể nào tệ được. Nghĩ tới đây, Hắc tiên sinh lạnh lùng liếc nhìn viện trưởng Vu. Viện trưởng Vu đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, Vạn Đảo cũng đem đoạn trích xuất từ camera tới rồi nói gì đó với Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm gật đầu, Vạn Đảo lập tức bật chức năng phản chiếu màn hình của điện thoại rồi chiếu hình ảnh từ camera lên TV. Trong đoạn video trích xuất từ camera, ông cụ Hắc đang kêu ư ư trong cổ họng,
miệng chảy nước miếng, còn y tá Quyên thì tỏ vẻ thờ ơ và chán ghét. Sau đó Túc Bảo đi lên, cầm khăn lau miệng cho ông cụ Hác, y tá Quyên lập tức trưng ra bản mặt hung dữ, mắng Túc Bảo đừng lo chuyện bao đồng. Quả nhiên y hệt lời Túc Bảo đã nói. Đoạn video tới đây là kết thúc, tuy không có hình ảnh ghi lại lý do y tá Quyên bị ngã, nhưng vẻ mặt hung dữ của chị ta ban nãy đủ để mọi người nhận ra chị ta tự ngã rồi đổ lỗi cho Túc Bảo. Người này quả thực quá xấu xa. Trước mặt kiểu này, sau lưng lại kiểu khác, mẹ ơi, đáng sợ quá. May mà tôi chưa mời chị ta chăm sóc người nhà mình, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Hắc tiên sinh tức đến độ tái mặt. Lúc nghe ông cụ Hắc nói, Hắc tiên sinh đã tức giận rồi, bây giờ tận mắt thấy hình ảnh từ camera, ông ta càng nổi trận lôi đình. Hắc tiên sinh bấm máy gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có vài người tới dẫn y tá Quyên đi. Y tá Quyên không ngừng hét to, tôi sai rồi. Hắc tiên sinh, tôi sai thật rồi. Mấy ngày nay tôi quá mệt mỏi nên mới như vậy, thật đấy, bình thường tôi không như thế đâu. Dù chị ta la hét thế nào thì Hắc tiên sinh vẫn làm thinh. Y tá Quyên vừa kinh hãi vừa hối hận, vùng vẫy khỏi tay mấy người kia rồi dập đầu xuống đất xin tha, tiếc thay Hắc tiên sinh không hề bị lay động, cuối cùng y tá Quyên vẫn bị dẫn đi. Túc Bảo nhìn chằm chằm vào trán của y tá Quyên. Ấn đường chuyển sang màu đen, tất có họa đổ máu. Túc Bảo nhìn Mộc Quy Phàm. Dường như Mộc Quy Phàm hiểu được suy nghĩ của Túc Bảo, anh nói, lương thiện với kẻ ác chính là làm điều ác với người khác đấy con. Ông trời có mắt, ác giả ác báo, người đấy không đáng được thông cảm. Túc Bảo gật đầu, không nói gì thêm. Ba là người tuyệt vời nhất trên đời, bé sẽ nghe lời ba. Viện trưởng Vu Lặng Yên không một tiếng động đứng bên cạnh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, hận không thể biến mình thành đám không khí. Chợt nghe Mộc Quy Phàm nói, hôm nay ai làm con gái tôi không vui thì đừng hòng bỏ chạy. Màn hình TV lại nhấp nháy, lần này chiếu công lao vĩ đại của Viện trưởng Vu. Xâm Lâm được thành lập cách đây 7 năm, ban đầu chỉ là một viện điều dưỡng nhỏ, nhưng viện dưỡng lão an tọa dưới chân rừng ở ngoại ô, không khí trong lành và giàu ion oxy âm nên dần dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới nhà giàu. Sau khi bà cụ Tô đến Viện Xâm Lâm để hồi phục sức khỏe vào 5 năm trước, nhà họ Tô đã đầu tư rất nhiều tiền vào bệnh viện, nhờ đó viện dưỡng lão đã phát triển nhảy vọt, thu hút vô số khoản đầu tư, nhiều liên kết nghiên cứu và các nhân tài. Viện dưỡng lão Xâm Lâm bỗng chốc nổi tiếng. Vốn dĩ viện trưởng Vu chỉ là một người bán thiết bị phục hồi sức khỏe. Nhờ có xuất thân từ trường đại học y danh giá, sau khi vào viện dưỡng lão, ông cụ âm thầm bỏ tiền mua chức vụ, đồng thời cũng bồi dưỡng thêm kiến thức cần thiết và phát biểu vô số bài luận văn. 32 bài luận văn trong 5 năm, một bác sĩ kinh ngạc thốt lên, nếu viết luận văn nghiêm túc và cẩn thận thì sau 3 năm chúng ta vẫn không thể hoàn thành một bài luận. Màn hình TV hiện lên bằng chứng cho thấy mấy chục bài luận văn đều do trợ lý viết giúp. Cái danh chuyên gia của viện trưởng Vu chẳng qua đều dựa vào mấy người đàn anh cùng ngành và các giáo sư chuyên gia của ông cụ. Điều khiến mọi người sốc hơn là, viện trưởng Vu còn tham gia vào tiếp thị đa cấp. Vu Xâm Lâm đã chế tạo ra một thiết bị thổi sóng ngắn trông giống như một chiếc quạt điện. Chỉ cần dùng thiết bị này thổi thì có thể chữa được cơn đột quỵ, bệnh liệt nửa người, thậm chí người liệt hơn 10 năm vẫn có thể đứng dậy. Ngoài ra dùng thiết bị này thổi vào người còn có tác dụng làm đẹp da, tiêu ẩm, giải độc. Nói tóm lại, thiết bị được quảng cáo là toàn năng. Thiết bị thổi sóng ngắn này rất hot trong vòng bạn bè, chỉ cần kéo được thêm một tài khoản làm đại lý thì sẽ kiếm được tiền. Hành vi thu lợi bất hợp pháp bằng cách phát triển nhân sự hoặc yêu cầu nhân viên phát triển phải trả một khoản phí nhất định để có được tư cách thành viên bị nghi ngờ là mô hình đa cấp. Tóm lại, viện trưởng Vu là kẻ lừa gạt đội lốt chuyên gia, lừa cho mọi người xoay như trong chóng. Đám người vây xem lập tức xôn xao. Vu Xâm Lâm như rơi vào hầm băng lạnh giá. Ông cụ bị bóp mẽ triệt để, lần này nhất định không thể lăn lộn trong ngành y được nữa rồi. Phao tin đồn nhảm, tất cả đều là bịa đặt thôi. Viện trưởng Vu nói. Đúng lúc này, Tô Nhất Trần đi tới. Viện trưởng Vu nhìn về phía anh, nói, nếu tôi giống như những gì đoạn video trên TV vừa nói thì tại sao Tô tiên sinh lại yên tâm giao bà cụ Tô cho viện dưỡng lão của chúng tôi chứ? Viện trưởng Vu như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, tha thiết nhìn Tô Nhất Trần, hy vọng anh nể tình viện dưỡng lão tận tâm chăm sóc bà cụ Tô nhiều năm nay rồi bỏ qua cho ông cụ lần này. Mọi người bắt đầu hồ nghi, đúng nha, nhà họ Tô đâu có tầm thường. Nếu Vu Xâm Lâm thực sự là kẻ lừa đảo thì tại sao bà cụ Tô còn ở viện dưỡng lão của ông cụ suốt 5 năm? Lời của Tô Nhất Trần đã giải đáp mọi thắc mắc.
Tập đoàn Tô Thị lớn như vậy, ai rảnh mà đi điều tra mấy chuyện nhỏ như kiến hôi đấy. Mua một nắm rau còn điều tra cả lai lịch của dì bán rau ư. Trong mắt Tô Nhất Trần, Sâm Lâm là một viện dưỡng lão có quy mô khá lớn, bà cụ Tô sống trong viện dưỡng lão chỉ để thư giãn. Hơn nữa khi bà cụ Tô ở viện dưỡng lão Sâm Lâm, các nhân viên nơi này cũng chăm sóc bà cụ rất tốt. Nghe Tô Nhất Trần nói, mọi người há hốc miệng, kiến hôi ư. Phu Sâm Lâm cảm thấy bị sỉ nhục, hóa ra trong mắt nhà họ Tô, ông cụ chỉ là một con kiến hôi, vậy mà ông cụ còn tưởng mình là ân nhân của nhà họ Tô cơ đấy. Trong sự im lặng chết chóc, giọng nói trong trẻo của Túc Bảo bỗng vang lên, hóa ra là một kẻ lừa đảo, chả trách Túc Bảo luôn muốn cãi lại lời của ông cụ này. Thế nên không phải do cô bé phản nghịch, bé vẫn rất ngoan, chỉ tại ông cụ này quá xấu xa thôi. Phu Sâm Lâm đỏ bừng mặt, vốn chẳng phải người có thân thế nổi bật hay kiến thức hơn người nên ông cụ luôn có biểu hiện giống kẻ tiểu nhân đắc ý. Bây giờ bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ, ông cụ chẳng còn mặt mũi nào đứng trước mặt người khác nữa. Được, được, nhà họ Tô các người giàu có lớn mạnh nên nói gì cũng đúng phải không, tôi thừa nhận. Phu Sâm Lâm cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng rồi phất tay áo rời đi. Mộc Quy Phàm nói, Vạn Đảo, tiễn ông cụ một chặng đường, tiện thể tặng thêm suất ăn 10 năm tù và một cái còng tay bằng vàng. Vạn Đảo, như vậy hình như chưa đủ sang trọng, tặng thêm cho ông cụ một cái thùng, một đôi dép và vài người bạn tốt cùng phòng giam nữa nhé. Phu Sâm Lâm xém chút nữa ngã ngửa. Các người, ông cụ đã thừa nhận hết rồi, bọn họ còn muốn gì nữa? Phu Sâm Lâm vừa tức giận lại ấm ức, vừa không cam tâm lại hối hận, suýt chút nữa hộc máu mà chết. Sau khi y tá Quyên bị dẫn đi, chứng chỉ chuyên môn điều dưỡng của chị ta bị thu hồi, chị ta còn bị đưa vào bảng danh sách đen công bố rộng rãi. Đến các video trên các website phổ biến cũng vạch trần chị ta, hoàn toàn cắt đứt đường lui của chị ta sau này. Sau khi được thả về nhà, y tá Quyên nghiến răng nghiến lợi mắng, một gia tộc lớn dường ấy mà lại đối đầu với cô y tá vô danh tiểu tốt là mình. Cái đầu lòng dạ hẹp hòi. Nhà họ Tô lắm tiền như thế, có cần thiết phải so đo tính toán với một người lao động vất vả kiếm tiền như chị ta không? Khi y tá Quyên đang oán giận thì đột nhiên một chiếc bao tải từ trên trời rơi xuống. Chị ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người khác đánh đập dã man. Sau một lát, đám người rời đi. Y tá Quyên run rẩy xé bao tải, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Chị ta khóc không ra nước mắt, lê cái chân gần như bị đánh gãy về phía nhà. Y tá Quyên chịu đựng cơn đau dữ dội và bước lên từng bước, cơn đau khiến chị ta không thể duỗi thẳng cổ, chỉ có thể nhìn cầu thang trước mặt. Đúng lúc này, trước mặt chị ta bỗng xuất hiện một đôi chân. Đồng tử y tá Quyên lập tức co lại. Y tá Quyên suýt chút nữa đã hét chói tai, ngẩng phát đầu lên, liền nhìn thấy một ông cụ mặc đồ đen kiểu cũ đang nhìn chị ta đăm đăm. Ông cụ chống gậy, sắc mặt trắng bệch. Y tá Quyên thầm nghĩ, ông cụ này khá quen mắt, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng chị ta không nhận ra, còn tưởng, người, đứng trước mặt là cụ già nhà hàng xóm đi ra ngoài chơi, chị ta tức giận mắng to, thần kinh à. Nửa đêm không lo đi ngủ còn đứng lù lù ở đây thế hả? Y tá Quyên vừa vỗ ngực vừa chửi rầm trời. Hồi nãy chị ta bị hù cho giật thót, chân cũng bị trẹo luôn, càng nghĩ chị ta càng tức giận. 70 đến 80 tuổi rồi còn ra đường lượn lờ lúc nửa đêm, mau đi xuống địa phủ đi được rồi đấy. Y tá Quyên bám vào tay vịn cầu thang đi lên. Khi đến gần ông cụ, chị ta còn mắng thêm một câu, cút đi. Đừng có chắn đường. Ông cụ từ từ đứng qua một bên. Nhà y tá Quyên ở tầng 5, chân bị người ta đánh gãy mà không dám kêu la, giờ còn phải tự mình leo cầu thang bộ, lửa giận đã tích tụ trong lòng chị ta. Kết quả, vừa đi lên góc cầu thang tầng 3 đã nhìn thấy một cụ già đứng ở đầu cầu thang đang nhìn chằm chằm vào chị ta. Lần này là một bà cụ. Bà cụ này còn khoa trương hơn ông cụ ban nãy, bà mặc một bộ đồ trắng toát khiến y tá Quyên sợ đứng tim. Mẹ kiếp, một đám người đã cao tuổi rồi còn chưa đi đời nhà ma. Chết rồi hay sao mà cứ mặc đồ tang thế hả? Y tá Quyên lại mắng tiếp. Hôm nay y tá Quyên bị vạch trần bộ mặt thật, trên mạng tràn ngập tiếng mắng mỏ chị ta, từ nay chị ta không muốn phải làm bộ làm tịch nữa. Lúc đi ngang qua bà cụ mặc đồ màu trắng, y tá Quyên còn trừng mắt một cái. Lần trừng mắt này, y tá Quyên bỗng phát hiện ra bà cụ đang kiếng chân. Tim y tá Quyên đập thình thịch, sao một bà cụ có thể đứng vững vàng bằng mũi chân như vậy chứ? Y tá Quyên ngoảnh đầu nhìn lại, chợt phát hiện ra ông cụ ban nãy cũng đi theo sau chị ta từ lúc nào, đứng cách chị ta vài bước chân.
Y tá Quyên vô cùng sợ hãi, ông cụ lặng lẽ đi theo chị ta từ lúc nào thế, sao không hề có tiếng động gì, rõ ràng ông cụ chống gậy mà. Lưng y tá Quyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, chị ta sợ hãi đến mức kỳ tích y học cũng xuất hiện, tay kéo luôn cái chân bị đánh gãy rồi chạy nhanh như bay. Về nhà, chị ta phải về nhà. Nhìn từng bậc thang hướng lên trên, y tá Quyên chỉ hy vọng không nhìn thấy thêm bất cứ người nào nữa. Ai ngờ sợ của nào trời trao của ấy, còn chưa tới tầng 4, y tá Quyên đã trông thấy một cụ già đang đứng ở góc cầu thang. Lần này, cụ già mặc bộ quần áo bệnh nhân trong viện, đâu có cụ già nào về đến nhà còn mặc đồ của bệnh viện, giờ khắc này y tá Quyên hoàn toàn phản ứng ra, chị ta gặp quỷ rồi. Nhìn gương mặt cụ già trước mặt, cuối cùng y tá Quyên cũng nhớ ra, đây chẳng phải cụ già nhập viện lần trước và mới vừa làm phẫu thuật ung thư phổi đó ư. Y tá Quyên sợ hãi lùi lại một bước, nhưng bên tai chị ta lại vang lên một giọng nói yếu ớt, dẫm lên tôi rồi. Y tá Quyên quay phát đầu lại, lông tơ toàn thân dựng đứng, không biết từ lúc nào, ông cụ và bà cụ ban nãy cũng đi theo lên tầng 4 rồi. Y tá Quyên toàn chạy lên tiếp, vừa quay đầu đã trông thấy ông cụ mặc đồ bệnh nhân đang đứng sát vào chị ta. Y tá Quyên, tôi muốn ho ra đờm, tôi khó chịu quá, giúp tôi với. Y tá Quyên như ngửi thấy mùi hôi thối. Đương nhiên chị ta hiểu vì sao ông cụ lại nói vậy. Sau khi ông cụ này trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi, bác sĩ dặn ông phải ho long đờm thường xuyên. Làm y tá, chị ta phải giúp ông cụ đứng dậy ít nhất 7-8 lần một giờ, còn phải đặc biệt chú ý đến vết thương của ông cụ. Ai có thể làm được điều này? Có mà mệt muốn chết. Thế là sau ngày đầu tiên, y tá Quyên đã ăn bơ làm miếng, chị ta không đổ cái chậu mà ông cụ ho và nhổ ra. Người nhà với bác sĩ tới thăm thì chị ta nói hôm nay ông cụ đã ho rồi. Ngày thứ ba, ông cụ ho mỗi lúc một dữ dội, hại cho y tá Quyên bị đánh thức lúc đang ngủ ban đêm. Bất cứ ai mất ngủ ban đêm, nhất là bị đánh thức giữa đêm, đều sẽ cáu kỉnh. Hễ tức giận, y tá Quyên lại siết tay vào ống dẫn niệu của ông cụ. Sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ thông đường tiết niệu rồi treo túi đựng ống thông ở đầu giường. Các y tá sẽ được dặn dò thường xuyên kiểm tra túi đựng và đổ nước đi khi gần đầy. Y tá Quyên bóp túi thông tiểu để nước tiểu chảy ngược lại. Ngày hôm sau, ông cụ chết vì nhiễm trùng cấp tính. Bác sĩ nói, nếu không ho ra đờm thì dễ bị nhiễm trùng. Các ca phẫu thuật ung thư phổi thường gặp trường hợp tử vong do nhiễm trùng sau khi mổ. Nghe bác sĩ giải thích, các gia đình rất đau buồn nhưng họ không hề nghĩ tới nguyên nhân khác dẫn đến cái chết của ông cụ. Ồn ào, xem ông còn ồn được nữa không? Y tá Quyên nhớ rõ, lúc thi thể ông cụ bị mang đi, chị ta còn lẩm bẩm mắng câu đó. Y tá Quyên kêu chói tai rồi chạy điên cuồng, nhưng dẫu chị ta chạy thế nào cũng không lên được tầng 5. Chị ta chạy hoài chạy mãi, nhưng cứ ngẩng đầu lên lại phát hiện ra mình đang ở lầu 3 hoặc lầu 4. Ở mỗi góc cầu thang đều có một cụ già đang đứng chờ chị ta. Mới đầu có 3 cụ già, sau đó tăng lên 5, 8, 10 cụ. Y tá Quyên chạy đến mức cái chân gãy cũng bị hỏng luôn. Cuối cùng kinh hãi cuộn tròn người trong góc cầu thang, đừng đến đây, đừng đến đây. Ngay lúc tuyệt vọng, y tá Quyên bỗng trông thấy một cô bé Túc Bảo. Tiểu thư Túc Bảo, cứu gì với, cứu gì với. Y tá Quyên vội vàng bò dậy, nhưng không thể bò ra khỏi tầng 3. Túc Bảo mím môi nhìn chị ta, hỏi, oan có đầu, nợ có chủ, các ông bà cụ tới tìm gì vì gì hại chết họ. Sao gì lại làm như vậy, các ông bà cụ kia có thủ oán gì với gì hả? Sắc mặt y tá Quyên tái nhợt, mặt đầm đìa mồ hôi, đồng tử giãn ra, nhìn mặt chị ta cũng thấy kinh dị. Y tá Quyên khóc nói, không, không có thù hận gì hết. Bà cụ mặc đồ trắng hỏi, thế tại sao cô ép tôi ăn phân, cuối cùng còn lấy gối đè tôi tắc thở mà chết. Y tá Quyên tuyệt vọng, run rẩy nói, tôi không cố ý, tôi chỉ quá mệt mỏi, tôi không có ác ý gì cả. Túc Bảo mím môi, hại chết người ta rồi còn kêu không có ác ý ư. Chỉ nghe thấy y tá Quyên khóc, nói, bởi vì chăm sóc người già quá khó khăn, tôi cực kỳ mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải kiếm tiền để sống chứ. Người già liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân thực ra cũng là gánh nặng cho con cái. Về cơ bản, trong 10 gia đình thì có 7-8 gia đình vì chuyện này mà kiệt sức, có lẽ đám người nhà này cũng mong được giải thoát khỏi gánh nặng càng sớm càng tốt phải không? Đó là lý do tại sao chị ta giết rất nhiều người già mà không hề bị phát hiện. Sau này y tá Quyên cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao cũng là gánh nặng, đám con cái kia không thể xuống tay vì hai chữ đạo đức thì cứ để chị ta giải thoát giúp. Chưa biết chừng,
đám con cái kia còn thầm cảm ơn chị ta ấy chứ. Gương mặt nhỏ của Túc Bảo nhuốm vẻ nghiêm túc, dù gì muốn kiếm tiền để sống thì cũng đâu thể giết chết các ông bà cụ. Hơn nữa, con cái của ông bà cụ chắc chắn không muốn ba mẹ họ qua đời. Y tá Quyên vừa khóc vừa nói, lúc đầu dì không như thế này đâu. Một tiền bối khác của dì đã dạy dì như vậy. Dì thực sự, lúc đầu dì không như thế đâu. Dì thực sự không có ác ý, thật đấy. Thấy Túc Bảo làm thinh, y tá Quyên lại nhìn mấy ông bà cụ đứng trước mặt, các cụ chết đi thì con cái cụ mới được giải thoát, nếu các cụ cứ sống trên giường bệnh thì chắc chắn sẽ làm liên lụy tới con cái, thay vì duy trì kiểu sống không bằng chết ấy, chỉ bằng xuống địa phủ, đúng không, các cụ xem, tôi làm vậy vì nghĩ cho con cái các cụ thôi mà. Túc Bảo không sao hiểu được cách giải thích lừa mình dối người của y tá Quyên. Quỷ đáng sợ thật đấy, nhưng cô bé phát hiện ra, có những người, lòng dạ còn đáng sợ hơn quỷ. Cô bé mím môi, không muốn quan tâm tới chuyện này nữa. Lẽ ra, cô bé nên khuyên các ông bà cụ này rời đi, đừng tiếp tục lưu lại tòa nhà này. Nhưng giờ cô bé chỉ muốn bỏ đi. Túc Bảo nghĩ là làm, quay người xuống lầu rồi đi luôn. Y tá Quyên sợ quá đỗi, hoảng loạn ngã lăn xuống dưới, tiểu thư Túc Bảo, tiểu thư Túc Bảo. Xin con đừng đi, cứu gì với. Tiểu thư Túc Bảo, cứu gì với. Lẽ nào con nhẫn tâm thấy chết không cứu ư? A, à, Túc Bảo xuống lầu, thấy Mộc Quy Phàm đang đứng chờ cô bé. Trên lầu truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tiếng động lớn như vậy, Mộc Quy Phàm không nghe thấy, hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy. Y tá Quyên bị vây giữa những bức tường quỷ đánh, bị các cụ già mà chị ta đã từng hại chết truy đuổi, lấy mạng. Ngày hôm sau, người dậy sớm đi làm phát hiện một bóng người đang cuộn tròn ở góc cầu thang tầng 3, sợ tới mức hét thảm thiết. Người điều tra đến phát hiện y tá Quyên chết vì mệt nhọc, tự làm mình bị gãy chân, toàn thân đẫm mồ hôi, má cũng hóp lại. Chị ta trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt. Tin tức y tá Quyên bị hù chết nhanh chóng lan truyền trên nền tảng video ngắn, có người nói chị ta đã làm quá nhiều điều ác, bị oan hồn lấy mạng, bị hù chết đứng. Bà cụ Tô ở lại bệnh viện 3 ngày, dưới sự bảo vệ của Túc Bảo, bà ấy càng ngày càng có tinh thần. Hôm nay Vạn Đào có việc tới tìm Mộc Quy Phàm. Nói xong anh ta ngồi ở một bên nghịch điện thoại. Toàn bộ các video giám sát quay lại cảnh sức lực khổng lồ của tiểu thư Túc Bảo, anh ta đều đã xử lý sạch sẽ. Chỉ một câu thôi, tiểu thư Túc Bảo cứ yên tâm mà bay, anh ta sẽ luôn theo sát bé. Túc Bảo hồn nhiên vô tư ngồi trên sofa xem TV, nhấc tay nói, chú một vạn thanh đao, con không muốn xem cái này, con muốn xem cậu bé bọt biển, chú có thể đổi giúp cháu được không ạ? Đào trong vạn đào là chữ đa âm. Có thể phát âm là dao hoặc là tao. Vạn đào, một vạn thanh đao. Vạn đào đột nhiên cảm thấy tiểu thư Túc Bảo gọi tên mình thật là dễ nghe. Được, anh ta lập tức cười tủm tỉm chạy tới, tìm cậu bé bọt biển cho Túc Bảo. Túc Bảo đứng lên trên sofa, cơ thể nhỏ nhắn cố gắng quàng tay qua vai anh ta, cực kỳ hào khí vỗ vai anh ta, cảm ơn chú một vạn thanh đao, chúc chú thăng quan phát tài cưới được vợ nha. Vạn đào lập tức cười đến khóe miệng sắp kéo tới tận mang tai. Ha ha ha, xin nhận lời chúc của con, xin nhận lời chúc của con nhé. Anh ta thầm bổ sung thêm một câu trong lòng, chỉ cần ba của con chịu ổn định, đừng có ngày nào cũng định xin từ chức, anh ta sẽ còn thấy vui hơn là được thăng quan phát tài cưới vợ. Mộc Quy Phàm lấy điện thoại ra, bé ngoan nói phải cho Vạn Đào thăng quan phát tài cưới vợ. Thăng quan phát tài thì dễ nói, nhưng còn, cưới vợ. Chấm, đây không phải lĩnh vực mà anh am hiểu. Cốc cốc cốc. Cửa bị gõ vang. Túc Bảo quay đầu lại, phát hiện là Hắc Tiên Sinh, ông ta đẩy ông cụ tới, một người trông giống như trợ lý đi bên cạnh còn cầm theo một túi hoa quả lớn, một lãng hoa và một hộp đồ chơi búp bê Barbie xa hoa nữa. Ông ta cười đưa hộp quà búp bê Barbie qua, nói, Túc Bảo, tặng con. Túc Bảo, oa, con cảm ơn chú Hắc ạ. Hắc Tiên Sinh lắc đầu, là chú phải cảm ơn con mới đúng, ba của chú đã đỡ hơn nhiều rồi. Ông ta cũng cảm thấy rất thần kỳ, một lần châm cứu mà thôi, ông cụ nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Túc Bảo cười đến hai mắt cong cong, không cần khách khí đâu. Chỉ là lao động bằng hai tay thôi ạ. Vạn Đào lặng lẽ sửa đúng, đó gọi là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Túc Bảo, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi ạ. Vốn từ vựng của bé con lại phong phú nữa rồi. Hắc Tiên Sinh không khỏi bật cười, nhìn Túc Bảo một cái thật sâu. Người khác làm gì cũng chỉ nóng lòng muốn tranh công trước mặt ông ta, Túc Bảo lại chỉ như vừa làm một việc nhỏ không quan trọng gì.
ba ngày qua, chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Cũng phải, nhà họ Tô có bối cảnh như vậy mà, Túc Bảo hoàn toàn không cần phải lấy lòng ai, có lẽ chỉ là do bé cảm thấy ông cụ đáng thương nên mới ra tay giúp đỡ. Ba ngày qua, ông ta muốn đến thăm hỏi rất nhiều lần, muốn hỏi xem Túc Bảo có thể châm cứu cho ông cụ thêm lần nữa được không. Nhưng cứ thấy rất ngại, cảm thấy mình đang yêu cầu quá nhiều. Ơn này không lời nào cảm tạ hết được. Mục tiên sinh, tiểu thư Túc Bảo, sau này nhà họ Tô có gì cần hỗ trợ, Hắc Mỗ tôi dù có phải chết nghìn lần cũng nhất định sẽ không chối từ. Hắc tiên sinh nhìn về phía Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm, không cần phải chết nghìn lần đâu, cứ thuận theo số mệnh thôi. Ông cụ và Hắc tiên sinh ra mặt mỏng, ngại nhờ Túc Bảo hỗ trợ trị liệu một lần nữa. Nhưng hiển nhiên là quỷ hồn của bà cụ hy vọng bạn già của mình có thể khỏe hơn một chút, vậy nên bà cụ mặt dày nói, tiểu thư Túc Bảo. Bà có thể xin cháu trị liệu tiếp cho bạn già của bà được không? Túc Bảo đang xem cậu bé bọt biển, quay đầu lại đáp, à, chuyện này được á. Sao không nói sớm? Túc Bảo ngồi trên sofa, nói, ông cụ, nhìn cháu nha. Bé vờ như mình cũng đang ngồi xe lăn không thể động đậy được, xoay eo, làm theo cháu nào tương đương trái ba vòng, phải ba vòng, hít vào, thở ra, bùm tương đương đánh một cái giấm lớn. Ông cụ, khụ khụ. Trái ba vòng phải ba vòng thì còn dễ làm. Nhưng còn đánh giấm, đánh không ra. Sao mà nhóc con có thể tự do đánh giấm được vậy? Túc Bảo lại nghiêm túc dậy một hồi lâu, trên khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi. Ông cụ, sau khi trở về phải thường xuyên luyện tập theo bài tập mà cháu đã dạy nha. Ông cụ nhếch miệng cười, lúc nói chuyện vẫn có hơi vất vả, ừ. Được, cảm ơn Túc Bảo. Trong lòng ông cụ thấy rất cảm kích. Túc Bảo không chỉ giúp ông cụ lấy lại chút tôn nghiêm làm người, ngày đó còn cho ông cụ gặp lại bà cụ một lát. Ông cụ có chết cũng không tiếc nuối. Túc Bảo lại chạy sang một bên, ghé vào bàn trà vẽ tranh. Vẽ xong thì đưa cho Hắc tiên sinh, phải xoa bóp cho ông cụ theo mấy dấu chấm này nha, Túc Bảo đã đánh dấu thứ tự rồi á, nhớ phải làm theo thứ tự nhé. Túc Bảo tự hào nhìn hình người mini trên giấy, trên người hình vẽ có rất nhiều dấu chấm, mỗi dấu chấm đều kèm theo một con số. May mắn bé đã học viết từ 1 đến 100 xong rồi, cực kỳ lợi hại. Phải luyện tập nửa năm, bóp chân nửa năm, mới có thể châm cứu. Hắc tiên sinh nhìn cục bột nhỏ tận chức tận trách ở trước mặt mình, vừa đáng yêu lại vừa có trách nhiệm. Cục bột nhỏ đáng yêu như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào để sinh ra được vậy? Lại là một ngày hâm mộ nhà người khác có con gái. Mấy người Hắc tiên sinh rời đi, bà cụ Tô ngủ cũng đã tỉnh ngủ. Dạo gần đây bà ấy ăn ngon ngủ ngon, cảm giác mặt cũng có chút béo lên. Vào viện ở mà béo lên tận 3 cân, bà phục luôn đấy. Ngoài miệng thì bà cụ Tô phàn nàn nhưng đáy mắt lại là vẻ đắc ý. Là Túc Bảo nhà bà ấy đã chăm sóc bà ấy rất tốt. Túc Bảo nhà bà ấy là bảo nhi tốt nhất trên đời này. Còn nữa, không tiêm nữa có được không? Bà cụ Tô liếc nhìn kim truyền dịch trên cổ tay. Dù già rồi nhưng bà ấy vẫn thấy sợ mấy thứ như kim tiêm. Ông cụ Tô không hiểu phong tình, vẻ mặt lạnh lùng, phê bình, 70-80 tuổi, còn quan tâm ba cái cân ấy làm gì, tiêm là tốt cho bà, nhờ vậy mà bà có thể khôi phục được tốt như vậy đó. Bà cụ Tô bỗng nhiên nổi giận. Bà chộp lấy cái gối đầu ném lên người ông cụ Tô, chỉ vào cửa, ông đi ra ngoài. Ông cụ không hiểu ra sao? Ông ấy đã làm gì à? Cửa bị đẩy ra, Túc Bảo ló đầu vào, bà ngoại, bà tỉnh rồi ạ. Bà cụ Tô lập tức vui vẻ, Túc Bảo, mau tới đây, bà ngoại ôm một cái. Vẫn là Túc Bảo nhà bà tốt. Túc Bảo vừa tới, bà chợt cảm thấy khỏe hơn nhiều. Túc Bảo chạy vào ôm lấy bà cụ Tô, thuận tiện đặt túi vải sang một bên. Túi vải bị mở ra, bên trong là đủ loại ngân châm. Nụ cười trên mặt bà cụ Tô lập tức cứng lại. Không, không phải chứ. Ngân châm dài như vậy, quả thật định dùng để đâm bà ấy à? Bà ngoại đừng sợ, không đau chút nào luôn, mấy ngày hôm trước Túc Bảo đã có kinh nghiệm thực tế. Không đúng, kinh nghiệm thực tiễn á. Bà cụ Tô, bé cưng à, con không nhắc tới thì còn đỡ, vừa nhắc tới bà còn thấy sợ hơn. Bà cụ hoảng loạn bò xuống giường, bà muốn đi vệ sinh. Túc Bảo và ông cụ Tô đều nhìn chằm chằm vào chân của bà ấy. Ông cụ Tô nói, đúng là kỳ tích y học mà. Bà cụ Tô không muốn châm cứu. Lúc này Tô Nhất Trần đi vào, hỏi, có chuyện gì vậy? Túc Bảo nói, cậu cả, bà ngoại không muốn châm cứu.
Tô Nhất Trần nghiêm túc nhìn về phía bà cụ Tô, chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi à? Bà cụ Tô, cứ vậy bị ấn lên giường bệnh. Túc Bảo cầm ngân châm, trên khuôn mặt nhỏ toàn là vẻ nghiêm túc, bà ngoại, phải nằm im nha. Bà cụ Tô, thời gian châm cứu rất dài. Lúc Kỷ Trường mang theo Tô Cẩm Ngọc quay trở lại thì Túc Bảo đang rất tập trung châm cứu. Bé con đáng yêu dễ thương, nhéo ngân châm, khuôn mặt nhỏ vô thức trở nên nghiêm túc, nhìn trông càng đáng yêu hơn. Nhóc đồ đệ thật là lợi hại, Kỷ Trường quan sát kỹ thuật của Túc Bảo, khen ngợi, chỉ mới dạy lý thuyết thôi nhưng lại giống như đã từng thực hành qua trước đó rồi vậy. Tô Cẩm Ngọc cũng gật đầu, con gái của em đương nhiên là lợi hại rồi, em xinh mà. Kỷ Trường. Không lâu sau, bà cụ Tô đã châm cứu xong, sống không còn gì luyến tiếc nằm dạp trên giường. Bà cụ Tô, bé ngoan của mình, hình tượng sụp đổ mất rồi. Nguyên văn là OOC out of character, không hợp với tính cách hình tượng nhân vật. Hu hu hu, bà vốn cho rằng bé ngoan là một bé cưng mềm mại dễ thương vô đối, không ngờ bé lại biết dùng kim tiêm. Lúc châm cứu sức lực còn rất lớn, có thể giữ chặt bà đến độ không thể cử động được. Túc Bảo vừa cất ngân châm vừa dùng bàn tay nhỏ mềm mục vỗ vỗ bà cụ Tô, ngoan, lần sau Túc Bảo sẽ nhẹ nhàng hơn. Lời này, sao càng nghe càng thấy giống mấy lời mà đám cặn bã ấy ấy xong sẽ nói vậy. Bà cụ Tô ngồi dậy, thử nhấc chân mình lên, bà ấy ngạc nhiên phát hiện chân mình lại có sức hơn hẳn. Bà có thể đi được chưa, bà ấy vui sướng hỏi. Túc Bảo xua tay, chưa được, phải nghỉ ngơi đủ 3 ngày. Bà cụ Tô, 3 ngày sau là được đi đường rồi hả? Túc Bảo, 3 ngày sau lại châm cứu một lượt nữa. Bà cụ Tô, con đi đi, không yêu nữa. Tô Cẩm Ngọc lơ lửng ở bên cạnh, không nhịn được bật cười nói, bà ngoại con vẫn thích đùa vậy nhỉ? Lúc trước cô bị bệnh, bầu không khí trong nhà rất yên lặng. Nhưng Tô Cẩm Ngọc nhớ rõ trước khi mình bị chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu, bầu không khí trong nhà rất vui vẻ, mẹ của mình cũng rất thích đùa giỡn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô nhập viện điều trị. Thật tốt, lâu lắm rồi không thấy bà ngoại con như vậy. Tô Cẩm Ngọc sờ sờ cái đầu nhỏ của Túc Bảo, vất vả cho con rồi. Túc Bảo lắc đầu, không vất vả chút nào ạ. Tuy rằng hiện tại mẹ của bé là quỷ, nhưng Túc Bảo lại rất thỏa mãn. Bởi vì bé có ba mẹ, có ông ngoại bà ngoại, có các cậu và cả anh trai chị gái ở bên cạnh mình. Ngày 14 tháng 7 mẹ của bé mới đi đầu thai. Bé vẫn được ở bên mẹ rất nhiều ngày nữa. Tô Nhất Trần bước vào, nói, đã hoàn tất thủ tục xuất viện, đi thôi. Tô Nhạc Phi bế bà cụ Tô ôm ngồi lên xe lăn, ông cụ Tô thì nắm lấy tay cầm đẩy đi. Túc Bảo nhảy nhót ở đằng trước, trở về nào, chắc chắn Tiểu Ngũ với cụ rùa sẽ nhớ Túc Bảo lắm cho mà xem. Trên mặt cả nhà đều không khỏi lộ ra ý cười. Sau khi nhà họ Tô rời đi, một ông cụ vừa mới làm phẫu thuật xong được đẩy đến gian phòng bệnh này của bà cụ Tô. Một cô y tá bận trước bận sau, hết lấy bồn đi nhẹ lại lấy bồn đi nặng, rồi còn đi lấy nước nóng, sắp xếp vật dụng cần dùng để nằm viện một cách gọn gàng ngăn nắp. Bác sĩ, ba của tôi thế nào rồi? Bác sĩ kiểm tra ông lão một chút, nói, hiện tại vẫn chưa hết thuốc tê, nhưng mà trước đó cũng đã nói với mọi người rồi. Bệnh Alzheimer, cố gắng chăm sóc thôi. Vẻ mặt người nhà đều u sầu. Y tá đứng ở bên cạnh, nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ. Đợi bác sĩ nói xong, chị ta vội vàng xác nhận lại, cứ 20 phút là phải nhổ đờm, chỉ được ăn thức ăn lỏng. Vậy nếu là thức ăn lỏng, có uống được canh xương sườn không ạ, cháo thịt nạc hơi sệt một chút, có ăn được không? Bác sĩ nói, ăn một chút thì được, nhưng đừng cho ăn quá nhiều. Ông ta nói xong thì nhìn về phía người nhà, mọi người cũng đã thức một ngày một đêm rồi. Bản thân cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ đã quan sát cô y tá mà mình vừa thuê cả một ngày rồi, rất thành thật rất chịu khó, cũng rất chu đáo, những gì bác sĩ dặn dò chị ta đều có thể nhớ kỹ. Cho nên bọn họ đều thấy rất yên tâm, tạm thời quay về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Khi mọi người đã về hết, đầu tiên thì y tá nhìn quanh phòng bệnh một vòng. Phát hiện không có camera giám sát, bởi vì là phòng đơn. Bên cạnh cũng không có người bệnh hay người nhà nào khác. Chị ta lập tức ném khăn lông đi, ngồi yên không muốn cử động. Hừ, cả ngày hôm nay phải diễn kịch, đúng là mệt chết mà. Nhưng nói chúng là, bởi vì người bệnh vừa mới được đẩy về phòng, nên cứ cách vài phút là sẽ có y tá hoặc là bác sĩ tới đây xem xét, đặc biệt là y tá, ban đầu sẽ rất siêng đến.
cho nên chị ta chỉ có thể nhìn cái ghế sofa ở bên ngoài bằng ánh mắt thèm thuồng, giờ mà muốn nghỉ ngơi thì chỉ có thể ngồi bên giường bệnh. Cái khăn mà y tá vừa mới tiện tay ném đi vừa khéo phủ lên mặt ông lão, đè lên ống thở oxy của ông lão đang hôn mê bắt đầu dãy giụa theo bản năng. Máy theo dõi tim phổi phát ra tiếng tít tít. Y tá cười nhạo một tiếng, thích thú lấy điện thoại ra quay video ông lão, vừa chụp vừa thấp giọng cười. Xem nè, xem lão già chết tiệt này bị khăn lông che kín mặt dãy giụa như thế nào nè, giống như con gà bị tôi giết để cúng Tết vậy. Chị ta quay một đoạn xong thì bấm dừng lại, gửi vào trong một nhóm chat. Chỉ thấy phần lớn video và hình ảnh trong nhóm đều rất ghê rợn. Y tá thấy video của mình được người khác khen, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Không ai nhìn thấy, trên đầu chị ta có một con quỷ đang nằm. Cánh cửa ở bên ngoài kêu kéo kẹt một tiếng, y tá lập tức cất điện thoại đi, cầm lấy khăn lông ở trên mặt ông lão, giả vờ như đang lau mặt cho ông ta. Đồng thời lặng lẽ rút bỏ máy theo dõi trên ngón tay ông lão. Ông lão bị ngạt thở đến đỏ cả mặt, bất giác hít vào hai hơi trong tình trạng không có ý thức. Mãi mà bác sĩ mới vào trong được, vội vàng kiểm tra tình hình của ông lão, đồng thời hỏi, ban nãy xảy ra chuyện gì à, máy theo dõi vẫn luôn hiện lên cảnh báo. Y tá mờ mịt hả một tiếng, đâu có đâu nhỉ, ban nãy tôi đang lau mặt với lau tay cho người bệnh thôi. Bác sĩ nhìn về phía tay của ông lão, phát hiện máy theo dõi đã bị rơi ra. Ây, lúc cô lau tay thì không được tháo cái này ra, cái này là để theo dõi nhịp thở, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân, vừa phẫu thuật xong không được qua loa. Y tá liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết. Bác sĩ lại kiểm tra thêm một chút, xác nhận bệnh nhân không có vấn đề gì, bấy giờ mới đi ra ngoài. Lúc này y tá mới sầm mặt lại, lẩm bẩm, thật phiền phức. Ác quỷ nằm bò sau lưng chị ta, cắn cổ chị ta, đang hút thứ gì đó giống như quỷ hút máu. Y tá cảm thấy cổ mình có hơi nhức mỏi, giơ tay lên xoa. Trang viên nhà họ Tô. Tô Tử Tích nằm nhoài trên sofa, chán nản nhìn ra ngoài rồi lại nhìn con rùa trong tay. Thật nhàm chán, cậu đặt con rùa lộn ngược lên bàn rồi xoay nó quay mòng mòng. Tiểu Ngũ đứng trên lan can cầu thang, vỗ cánh kêu, con lửa hói. Ông nội ở đây nè, có bản lĩnh thì tới bắt ta đi, bắt một con rùa thì giỏi giang cái gì. Tô Tử Tích liếc nhìn con vẹt xanh đã thành tinh. Cậy mình mày có cánh nên tao không bắt được mày à? Tô Tử Tích nói, nếu không có cánh thì bây giờ lông của mày đã bị tao nhổ sạch rồi. Một, Tiểu Ngũ kêu một tiếng rồi bay vù ra ngoài, đồ ngốc. Ta là vẹt đực đó nha. Tô Tử Tích, Tô Tử Du đang mày mò lưới đánh cá bỗng cười phá lên. Tô Tử Tích, em bị bệnh hả, tự nhiên lại muốn lột trần một con vẹt. Hai, một hai, nhổ sạch có bính âm là bá quang, lột trần có bính âm là ba quang. Tô Tử Tích tức điên, em nói nhổ sạch lông, không phải lột trần. Tô Tử Du lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tô Tử Tích, nói, hiếm khi thấy em không chơi game, đang chờ Túc Bảo à? Tô Tử Du nói tiếp, có cần phải thế không? Lúc Túc Bảo về sẽ có tiếng ồn, bọn họ có cần phải ở đây chờ dài cổ không? Tô Tử Tích bị vạch trần tâm tư, hừ một tiếng, em ở trong phòng một ngạt lắm, ra ngoài chọc con rùa cho vui thôi, không được ư. Tô Tử Chiến cười giễu. Tô Tử Du hỏi Tô Tử Chiến, chẳng phải anh cũng đang chờ Túc Bảo sao? Tô Tử Chiến không buồn ngẩng đầu, đáp, anh vẫn luôn ngồi đây để đọc sách mà, ai chờ em ấy chứ? Hân Hân cầm một cái đùi gà chạy ra khỏi bếp, hỏi, a, các anh nói gì thế, Túc Bảo về rồi ạ? Tô Tử Tích trợn trắng mắt, thính lực của em gần tệ bằng người điếc rồi đó. Hân Hân vừa nói vừa chạy ra ngoài, em bấm ngón tay bói một quẻ, Túc Bảo sắp về rồi. Câu này Hân Hân học theo Túc Bảo, đương nhiên cô bé không biết đoán mệnh bói quẻ như Túc Bảo rồi. Nhưng, Hân Hân vừa chạy qua bãi cỏ thì nhìn thấy bên ngoài có mấy chiếc ô tô đang chạy tới, quả nhiên Túc Bảo đã về. Túc Bảo xuống xe, đập ngay vào mắt cô bé là Tiểu Ngũ đang lao tới, cứu với, có tên lưu manh muốn lột trần em. Sau đó Túc Bảo trông thấy một chiếc đùi gà được đưa đến tận miệng, cho em nè, ăn đi. Túc Bảo lơ mơ. Cô bé còn chưa hiểu ra chuyện gì thì trên đầu bé đã có thêm một con vẹt, trong miệng bé thì có thêm một cái đùi gà. Túc Bảo vô thức cầm đùi gà ngoạm một miếng, oa, thơm quá. Hân Hân tự hào nói, đương nhiên, chị ướp muối rồi nướng đó nha. Tô Tử Tích làm bộ đuổi theo Tiểu Ngũ, chạy tới nói, con vẹt chết tiệt đứng lại cho tao, Túc Bảo về rồi à. Túc Bảo, dạ,
anh ơi anh làm gì ở đây thế? Tô Tử Tích chỉ tay vào Tiểu Ngũ trên đầu Túc Bảo, anh đang bắt nó. Túc Bảo, Tô Tử Tích và Hân Hân lập tức tíu ta tíu tít trò chuyện. Túc Bảo vẫy tay nói, nào, đi theo em. Bây giờ cô bé còn đã có thêm hai tiểu lâu la, mà hai lâu la này lại là anh chị của bé. Ba đứa nhóc chạy vào nhà chính. Tô Tử Du đút một tay vào túi, mất tự nhiên bước ra ngoài. Cậu vừa toan lên tiếng nói gì đó thì chợt thấy Tô Cẩm Ngọc nhào vào nhà, cảm khái, ôi, nhà mình vẫn là tốt nhất. Thấy Tô Tử Du, Tô Cẩm Ngọc tiện tay xoa đầu cậu, xin chào Tử Du nhỏ bé. Sau đó, Tô Cẩm Ngọc xuyên qua mặt của Tô Tử Du rồi bay vào nhà. Tô Tử Du, bàn tay của cô Tô Cẩm Ngọc như băng, như xương, lại như đao. Tô Tử Du không khỏi run rẩy. Cứu với. Người cô đã chết của cậu bỗng nhiên tấn công cậu. Sau khi bà cụ Tô xuất viện, trong nhà lại tràn ngập niềm vui, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi gà cắt trắng. Chuẩn bị ăn cơm nha, Mộc Quy Phàm nói. Túc Bảo chạy sang một bên, thắp một nén nhang cắm vào bùn bên ngoài, đối diện với lối vào nhà chính. Sau đó, cô bé cùng dì Ngô lấy con gà đã chặt sẵn ra đặt lên bàn để cúng tổ tiên trước. Trong sân lập tức tràn ngập mùi gà luộc và đàn hương, cảm giác hệt như Tết Nguyên Đán. Túc Bảo tiếc nuối nói. Còn thiếu một dây pháo, nếu có thì hoàn hảo rồi. Có tiếng pháo nổ mới giống đón Tết nha. Bỗng một dây pháo được ném tới, sau đó là tiếng nổ đùng đoàng. Mấy đứa nhỏ giật mình chạy tứ tung. Tô Nhạc Phi cười ha ha, cậu Năm tới rồi đây, có pháo rồi, cậu Năm sẽ giúp mỗi đứa bé dễ thương hoàn thành ước mơ của mình. Túc Bảo tức giận, cậu Năm chơi ăn gian nha. Tô Nhạc Phi cười híp mắt, bế Túc Bảo lên rồi vác trên vai. Trên bàn ăn. Túc Bảo vẫn xới một bát cơm rồi sắp rau thịt vào bát trước. Sau đó đặt đũa lên trên cơm trắng. Mẹ ơi, mẹ ăn đi. Túc Bảo đặt bát cơm sang một bên. Bà cụ Tô lo lắng nhìn, Túc Bảo lại nhớ mẹ rồi ư. Chẳng ngờ lại thấy Tô Nhạc Phi cũng gắp thêm đồ ăn cho vào cái bát mà Túc Bảo đặt riêng ban nãy, nói, ăn nhiều vào nha. Tô Nhất Trần bỗng gắp rau thơm được nhồi trong thịt gà ra, Ngọc Nhi không ăn rau thơm. Bà cụ Tô trừng mắt với Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi. Trẻ con làm sằng đã đành, hai người lớn bọn họ cũng hùa theo. Tô Cẩm Ngọc ở bên cạnh như chẳng nghe thấy điều gì, chỉ cắm cúi ăn. Bát cơm nhanh chóng mất đi hương vị. Túc Bảo nhăn nhó mặt mũi, lặng lẽ nhìn ví tiền của mình. Cô bé nhanh chóng kéo bát cơm đã mất hết hương vị kia về trước mặt mình rồi đẩy bát cơm ngon của cô bé cho Tô Cẩm Ngọc, sau đó cắm đũa vào cơm trắng. Tô Cẩm Ngọc, ồ! Vẫn còn nè. Chẳng mấy chốc, Tô Cẩm Ngọc lại ăn xong. Túc Bảo rối rắm, siết ngón tay thầm tính toán. Một bữa cơm mẹ bé phải ăn một con gà, như vậy một ngày ít nhất cần 200 tệ, một tháng sẽ là, một năm sẽ là. Á, cô bé không thể nuôi nổi mẹ mình nữa rồi. Thấy Tô Cẩm Ngọc đã ăn hết những thứ có thể ăn, Túc Bảo đau lòng mở ví nhỏ ra, trong này chỉ còn một bao lì xì đựng 200 tệ thôi. Những quỷ hồn khác chỉ được ăn khi người ta thắp hương dịp Tết hoặc ngày lễ, thậm chí có quỷ hồn không ăn gì cả năm. Mẹ cô bé thì sao, hu hu hu, khó nuôi quá. Trên bàn ăn, mấy người lớn đang nói về việc ba của một người bạn nào đó nhập viện, chờ ông cụ xuất viện, Tô Nhất Trần sẽ thay mặt nhà họ Tô đi thăm. Chẳng ngờ, Túc Bảo lại háo hức nhìn Tô Nhất Trần, nói, cậu cả, con cũng muốn đi. Tô Nhất Trần vốn định từ chối, nhưng miệng anh lại thốt ra một chữ, được. Vì Tiểu Túc Bảo, anh vứt bỏ mọi nguyên tắc của mình. Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, hôm nay đến ngày bà cụ Tô châm cứu. Không biết có phải ảo giác không, lần này bà cụ Tô cảm thấy đau hơn lần châm cứu trước. Nhưng Túc Bảo nói mọi thứ vẫn bình thường nên bà cụ Tô đành im lặng. Đến ngày thứ tư, Túc Bảo tiếp tục châm cứu, đầu kim bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Cuối cùng bà cụ Tô cũng biết sợ, mấy ngày nay tiến hành châm cứu. Đôi chân của bà ngày càng trở nên vô dụng, lúc đầu bà còn đứng được nhưng bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, toàn thân đau nhức. Túc Bảo châm cứu rất vất vả, trên trán bé lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Túc Bảo, nếu không được thì bỏ đi con, bà cụ Tô nói. Túc Bảo lập tức ngẩng đầu, ai bảo con không chữa được thì đứng ra đây con xem nào. Bà cụ Tô, thấy gương mặt đáng yêu của Túc Bảo đang lộ vẻ tức giận, bà cụ Tô chỉ tỏ ý bà không thể đứng dậy. Sau đó, Túc Bảo bắt đầu dồn sức đâm mạnh hơn, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh. Bà cụ Tô lập tức hối hận. Bà cụ không nên nhắc đến hai từ, không được.
5 phút sau, hai chân bà cụ Tô đã đầy những chiếc kim bạc. Túc Bảo hài lòng ngắm nghía, bà ngoại xem đi, con siêu lợi hại nha. Ông cụ Tô cầm tờ báo vừa đọc tin tức, môi mím thành một đường thẳng. Bà cụ Tô quệt mồ hôi, môi run rẩy, lợi hại quá, Túc Bảo của chúng ta lợi hại nhất trên đời. Vậy sau lần châm cứu mạnh tay này, ngày mai bà có thể đứng dậy không nhỉ? Chẳng ngờ, Túc Bảo châm cứu xong đã nằm nhoài sang bên cạnh, ngủ ngon lành. Bà cụ Tô, cứ vậy mà bỏ mặc bà ư? Đôi chân cắm đầy kim bạc này thật sự không có vấn đề gì à? Thực ra mọi người đều không biết, Tô Cẩm Ngọc đang lặng lẽ đứng bên cạnh trông coi tình hình. Hôm nay Túc Bảo đã nói với Tô Nhất Trần, lần châm cứu này phải để kim bạc cắm hơn một tiếng, cô bé tin mẹ và cậu cả sẽ gọi bé dậy nên mới yên tâm ngủ ngon lành như vậy. Bà cụ Tô, Túc Bảo. Túc Bảo chỉ lật người. Bà cụ Tô lại gọi, Túc Bảo. Túc Bảo mơ màng với cái gối lăn qua một bên, gương mặt say giấc viết rõ bốn chữ, đừng làm phiền con. Ông cụ Tô, Túc Bảo châm cứu mệt quá đó mà, bà để con bé ngủ một lát nha. Bà cụ Tô không có chỗ phát tiết, lập tức lôi ông cụ Tô ra mắng, chỉ có ông là giỏi thôi, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì ông còn biết làm cái gì hả? Ông cụ Tô, không phải chứ, lần này ông cụ có nói gì đâu, sao vẫn bị mắng thế này? Ông cụ cũng đâu biết châm cứu, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì làm được gì khác đâu. Tô Nhất Trần bưng thuốc đi vào, nhỏ giọng nói, Túc Bảo dặn con là kim bạc cần phải giữ trong một giờ. Anh nhìn đồng hồ rồi nói, con đã đặt báo thức rồi. Bà cụ Tô, một giờ đồng hồ, bà phải nhìn đôi chân cắm đầy kim bạc suốt một giờ ư. Hai chân đau nhức của bà cụ Tô cứ run lên từng chập, đống kim bạc trên chân cũng rung lên theo, bà cụ nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Bà cụ Tô nhắm mắt lại và ngất đi. Trái tim Tô Nhất Trần thắt lại. Nhưng tiếng gáy nhẹ của bà cụ Tô nhanh chóng vang lên. Tô Nhất Trần. Ông cụ Tô. 50 phút sau, Túc Bảo bị Tô Cẩm Ngọc và Tô Nhất Trần gọi dậy. Cô bé ngáp một cái, hai mắt mơ màng, vẫn chưa hoàn hồn. Tô Nhất Trần bất đắc dĩ nhìn Túc Bảo, anh biết cô bé con sẽ ngẩn người khi ngủ dậy nên mới gọi trước mấy phút để bé dần tỉnh táo. Gần sát thời gian, Tô Nhất Trần nói, Túc Bảo, đến lúc rút kim bạc rồi con. Túc Bảo, dạ dạ. Cô bé liếc nhìn, chẳng ngờ bà ngoại vẫn còn ngủ. Hai mắt cô bé sáng lấp lánh, hay quá, nhân lúc ngoại ngủ say, con phải thu kim mới được. Như vậy thì bà ngoại sẽ không hồi hộp và lo lắng. Túc Bảo chăm chú rút kim bạc ra, Tô Nhất Trần cũng nhìn đăm đăm vào động tác của cô bé. Tờ báo của ông cụ Tô đã sớm bị đặt xuống từ lâu. Không ai để ý tới, Tiểu Ngũ cũng ló đầu đi vào. Thấy bầu không khí hơi căng thẳng, nó nghiêng đầu quan sát. Túc Bảo vừa rút cây kim cuối cùng ra, Tiểu Ngũ lập tức hét lên, cháy rồi, cháy rồi. Bà cụ Tô mở choàng hai mắt, xoay người chạy ra ngoài, chỗ nào cháy thế? Tô Nhất Trần và ông cụ Tô kinh ngạc nhìn bà cụ Tô chạy ra ngoài. Túc Bảo cũng thẳng thốt. Ban nãy trước khi châm cứu, cô bé đã hỏi sư phụ, sau lần châm cứu này, ngày mai bà ngoại con có đứng dậy được không? Sư phụ khinh miệt đáp, cần gì tới ngày mai? Châm cứu xong lần này là bà ngoại con có thể bước đi như bay rồi. Bây giờ Túc Bảo đã tin lời sư phụ mình, còn biết thế nào là bước đi như bay. Bà cụ Tô phát hiện ra bị lừa gạt, tức giận nhìn Tiểu Ngũ, còn kêu linh tinh là tao hầm thịt mày đấy. Tiểu Ngũ run rẩy bay đến vai Túc Bảo, đừng hầm ta, đừng hầm ta. Ta xuống được nhà bếp lên được đại sảnh, đánh được lưu manh đối phó được Tiểu Tam, chịu được cô quạnh và có thể tạo ra vinh quang. Sửa được máy tính và trèo được tường. Bà cụ Tô, giờ bà sẽ lập tức cho Tiểu Ngũ vào bếp. Túc Bảo chỉ tay vào chân bà cụ Tô, ngoại ơi ngoại nhìn xem. Bà cụ Tô cúi đầu nhìn thì sửng sốt, sau đó lập tức duỗi tay nói, đỡ, đỡ tôi chút nào, bỗng nhiên tôi hơi sợ độ cao. Cuối cùng thì bà cũng đứng dậy được, là đứng vững vàng chứ không phải cảm giác chân như dẫm lên nệm bông khi trước. Bà cụ Tô bỗng cảm thấy mọi chuyện trước mắt không thực tế. Ông cụ Tô đen mặt đỡ vợ, nói, Túc Bảo, bà ngoại con có thể đứng và đi vài bước được không? Dạo trước, Túc Bảo và viện trưởng Vu tranh cãi, ông cụ nhớ rõ Túc Bảo từng nói trong lúc trị liệu chân không thể tập thể dục. Túc Bảo cất kim bạc, nói, được ạ, từ tối nay bà ngoại có thể đi lại rồi. Nếu không có vụ ngã lần trước thì giờ bà ngoại còn có thể nhảy quảng trường rồi đó. Ông cụ Tô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức buông bà cụ Tô ra. Túc Bảo nói bà có thể đi được rồi,
không sao đâu, đi vài bước tôi xem nào. Ông cụ Tô thề rằng khi nói ra lời này, toàn bộ tâm tư của ông đều dồn vào đôi chân của bà cụ Tô. Chẳng ngờ ông cụ Tô lại bị vợ mắng tiếp, ông mới không sao, ông mới đi vài bước. Ông cụ Tô, dưới sự theo dõi sát sao của người nhà, bà cụ Tô dè dặt đi thử vài bước. Sau đó, bà bước đi ngày càng nhanh hơn, lòng dạo dực như nở hoa. Tôi đi được thật rồi ư, bà cụ Tô vui mừng nói, đi được thật rồi này. Mấy ngày trước, bà cụ cũng có thể đi lại, nhưng luôn phải vịn vào thứ gì đó. Nếu không vịn thì bước đi vô cùng chậm chạp, khi ấy bà chỉ cảm thấy bất lực khó tả. Bây giờ thì khác, bà cụ cảm thấy mình đang đứng rất vững, thậm chí chạy luôn mấy cây số cũng không thành vấn đề. Tô Nhạc Phi kinh ngạc đến độ miệng há thành hình chữ O. Tuy Túc Bảo nói châm cứu có thể giúp bà cụ Tô đứng dậy, nhưng anh không tin tưởng cho lắm. Chẳng ngờ, bà cụ Tô lại đi lại được thật. Ăn tối xong, bà cụ Tô lấy một đôi quạt đỏ rồi háo hức dẫn cả nhà ra ngoài. Đừng hòng có ai chạy thoát được, mau cùng tôi đi nhảy quảng trường. Bà cụ Tô vui đến mức không biết diễn đạt niềm vui như thế nào nữa, bà quyết định đến quảng trường Giang Tân để nhảy bài Good Day, Good Luck Come và Better and Better cùng mọi người. Nếu điều kiện cho phép, bà sẽ nhảy thêm hai bài Above the Moon và Fly Free. Người nhà họ Tô, Độ. Công viên Giang Tân. Bà cụ Tô nhảy múa vui vẻ với chiếc quạt, còn bắt ông cụ Tô phải quay một đoạn video nhỏ ghi lại toàn bộ quá trình rồi gửi cho group nhà họ Tô. Thế là, vừa hoàn thành nhiệm vụ bay xong, Tô Dĩnh Nhạc mở điện thoại lên thì điện thoại rung không ngừng, anh nhanh chóng mở ra xem. Chết lặng ngay tại chỗ. Người nhảy cùng hai chiếc quạt đỏ trong loạt hơn chục video ngắn này là mẹ anh ư. Tô Lạc đang chợp mắt để chuẩn bị quay phim buổi tối thì bị tiếng rung điện thoại làm tỉnh giấc. Trong lúc nghỉ ngơi, anh luôn chặn tin nhắn và cuộc gọi của mọi người, ngoại trừ người nhà. Tô Lạc mở group gia đình ra xem, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, anh ngồi bật dậy. Bà cụ mặt hồng hào đang cầm quạt nhảy múa lấn át cả đám đông này là mẹ anh đó ư. Vừa cứu xong một bệnh nhân, Tô Ý Thâm mệt mỏi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra để xem tin nhắn chưa kịp đọc ban nãy. Kết quả, anh trông thấy bà cụ Tô cầm hai chiếc quạt đỏ và nhảy liên tiếp 18 đoạn video ngắn. Tít một tiếng, ông cụ Tô lại gửi thêm một video mới. Tất cả mọi người trong group đều im lặng. Đoạn video mới nhất ghi lại hình ảnh bà cụ Tô đang uống nước trong lúc tạm nghỉ và rạng rỡ nói, nhìn thấy chưa, mẹ có thể đứng dậy được, còn có thể nhảy múa. Hết tất thảy đều là công lao của Túc Bảo. Đáy mắt bà cụ Tô đong đầy vẻ đắc ý, Túc Bảo châm cứu chữa khỏi chân cho mẹ rồi, Túc Bảo nhà chúng ta đúng là bảo bối nhỏ mang phúc lành tới. Túc Bảo châm cứu ư? Túc Bảo giúp bà cụ Tô đứng dậy sao? Mấy anh em nhà họ Tô chỉ thấy kinh ngạc và không thể tin được. Các anh em, còn ngây ra đó làm gì, khen ngợi đi thôi. Mộc Quy Phàm, 666, ai mà nghịch thiên đến mức có thể chữa khỏi cho bà cụ thế, à, hóa ra là con gái của ba à, vậy thì yên tâm rồi. Mọi người, dứt khoát phớt lờ Mộc không đáng được nhắc tới Quy Phàm. Tô Nhất Trần, like. Tô Tử Lâm, like. Tô Dĩnh Nhạc, mẹ ơi, lợi hại quá, Túc Bảo luôn đem đến niềm vui bất ngờ cho người khác nha. Tô Lạc, tuyệt, chẳng ngờ Túc Bảo nhà chúng ta còn là thần y nhỏ. Tô Nhạc Phi, hôm nay ăn đêm, Ngũ Công Tử sẽ bao bữa tối ở buổi biểu diễn tối tại Giang Tân. Tô Ý Thâm, chúc mừng phát tài, nhân thể ấn lai luôn giúp Lão Lục và Lão Thất, xin gửi lời khen tới tiểu bảo bối nhà chúng ta, Túc Bảo ơi, hay là con tham gia cuộc thi giành vị trí trưởng khoa với cậu út luôn nha. Mọi người xem xong, ngã lăn. Ông cụ Tô lại đăng thêm một video mới tiếp tục quay 360 độ không góc chết. Túc Bảo cầm điện thoại lên, tìm được một biểu tượng cảm xúc. Mọi người, đáng yêu, móc lửng chấm, Huyền. Cô bé con của họ biết gửi tin nhắn rồi ư. Ánh mắt Tô Nhất Trần tràn chứa sự dịu dàng, anh quay một video bà cụ Tô nhảy múa, đồng thời còn có mấy người nhà họ Tô đang đứng ở quảng trường rồi đăng video lên vòng bạn bè. Chưa đầy 2 giây đã có rất nhiều người phản hồi. Bà cụ Tô đã ngồi xe lăn được 5 năm, mấy ngày trước còn nghe nói bà vừa xuất viện. Vậy mà bây giờ có thể đứng lên và nhảy ở quảng trường sao? Cầu xin xem mặt thần y. Tô Tổng, người nhà tôi mới hái được ít nấm rừng ở núi Trường Bạch, tôi gửi ít nấm tới cho anh được không? Rốt cuộc là lão thần y nào thế, đúng là y thuật hơn người và nghịch thiên mà. Xin hãy giới thiệu cộng 1. Xin hãy giới thiệu cộng 2.
Nhà họ Trần vừa đón ông cụ Trần từ viện về, ai nấy đều mặt ủ mày trao vì lo lắng. Ông cụ Trần chắc chắn đã bị mắc chứng Alzheimer, thần trí không tỉnh táo, hai mắt đờ đẫn, thậm chí còn quên cách ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh. Sau vài ngày điều trị, ông cụ Trần đã được ra viện, hiện tại ông cụ có thể ăn, ngồi, nhưng hai chân không thể đứng dậy. Vừa hay, con trai cả của nhà họ Trần đang lướt vòng bạn bè thì đột nhiên nhìn thấy những bài đăng mới của Tô Nhất Trần. Anh ấy mở to hai mắt, vô thức đứng dậy. Chẳng ngờ bà cụ Tô lại đứng dậy được. Anh ấy vội lấy di động ra, toàn gọi cho Tô Nhất Trần thì nhìn thấy tin nhắn Tô Nhất Trần gửi tới. Nghe nói ba anh xuất viện, tôi định ngày mai sẽ đến thăm, anh có thời gian không? Con trai cả nhà họ Trần run tay trả lời tin nhắn, có thời gian, chỉ cần Tô Tổng tới thì lúc nào tôi cũng rảnh. Trước đây ông cụ Tô và ông cụ Trần ở cùng một đội sản xuất, hai người họ có chút giao tình. Nhà họ Tô và nhà họ Trần cũng có quan hệ hợp tác nên Tô Nhất Trần và con cả nhà họ Trần có thể xem như bạn lâu năm. Lúc này, con cả nhà họ Trần Trần Gia Khang chỉ hận không thể đưa ba mình bay tới nhà họ Tô, có điều xét thấy ông cụ Trần mới xuất viện nên anh ấy chỉ đành bấm bụng chờ đợi. Ngày hôm sau, Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo đến thăm nhà họ Trần. Trần Gia Khang đã sớm đứng chờ ngoài cửa, không ngờ Tô Nhất Trần còn dẫn theo một cô nhóc. Trần Gia Khang chỉ gặp Túc Bảo một lần vào ngày sinh nhật của cô bé. Thấy Túc Bảo tới, anh ấy vội dặn người nhà tiếp đãi bé rồi nhanh chóng dẫn Tô Nhất Trần vào thư phòng. Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trên sofa, tò mò đánh giá nhà họ Trần. Tô Cẩm Ngọc đứng bên cạnh nói, ông cụ Trần và ông ngoại con là bạn bè, khi trước hai người họ cùng cưỡi trâu tham gia sản xuất ở quê. Túc Bảo ồ một tiếng, tạm thời chưa hiểu tham gia sản xuất là cái gì nhưng có thể cưỡi trâu thì thật lợi hại. Túc Bảo lập tức thấy ngưỡng mộ ông cụ Trần. Cô bé lên tiếng hỏi, dì ơi, Túc Bảo có thể gặp ông cụ nhà mình không ạ? Người tiếp đãi Túc Bảo là Lô Thủ Văn vợ Trần Gia Khang. Thấy Túc Bảo ngoan ngoãn, cô ấy rất yêu thích. Rất nhiều bé tới nhà người lạ thường nhìn chỗ này chỗ kia, thậm chí còn phá hoại đồ đạc, nhưng Túc Bảo chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay còn đặt ngay ngắn trên đầu gối, ai nhìn mà không yêu thích cho được. Được nha con, Lô Thủ Văn nói. Có điều ban nãy gì giúp việc mới đẩy xe lăn cho ông cụ tới vườn hoa thư giãn, chúng ta đi tới đó nhé. Túc Bảo gật đầu đáp, dạ. Lô Thủ Văn nghe giọng nói non nớt của Túc Bảo mà trái tim như tan chảy, nỗi mệt mỏi chất chứa bao ngày qua đều hoàn toàn tan biến. Trong vườn hoa, y tá biết nhà họ Trần có khách tới chơi, nghe nói là Tô Tổng của nhà họ Tô. Trần Gia Khang kêu chị ta đưa ông cụ Trần ra vườn thư giãn, chắc muốn dành thời gian nói chuyện với Tô Tổng đây mà. Y tá chắc mẫm tạm thời sẽ không có người tới tìm mình. Y tá cắn hạt dưa rồi tự tin vứt vỏ vào túi áo của mình, tay chị ta liên tục vuốt tin trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý tới ông cụ Trần. Ông cụ Trần ngơ ngẩn như một đứa trẻ, hình như ông cụ cũng muốn ăn hạt dưa, duỗi tay hô loạn xạ và nói gì đó không rõ ràng. Dưa, dưa. Y tá trừng mắt, cụ thế này rồi còn muốn ăn hạt dưa gì hả, đi mà uống thuốc đi. Chị ta đùa dai, bốc vỏ hạt dưa trong túi rồi quăng lên đầu ông cụ Trần. Ông cụ sợ hãi vội nhắm mắt lại. Y tá cười híp mắt, vừa chơi điện thoại vừa cắn hạt dưa rồi nhổ vỏ ra. Nào, cụ già rồi răng không còn khỏe nữa, để tôi cắn vỡ giúp cụ nha. Chị ta nhổ một ngụm lớn nhân hạt dưa lên dép lê, thậm chí còn rắc ít cát lên. Đó, còn thêm ít muối cho cụ đó, ăn đi. Hiện giờ ông cụ Trần mắc bệnh suy giảm trí nhớ nên nào biết cái gì sạch cái gì bẩn. Thấy y tá cho hạt dưa, ông cụ run rẩy nhận, còn vui mừng hớn hở như trẻ con. Y tá cười nhạo rồi lấy di động ra chụp, mọi người nhìn ông già này đi, già rồi mất trí rồi nên chẳng hiểu gì cả, còn muốn ăn hạt dưa tôi nhổ ra đây này. Ông già này quả nhiên vừa bẩn vừa buồn nôn mà. Ôi, tôi vẫn còn quá tốt bụng, đáng lẽ nên tè ra đống hạt dưa này mới phải. Ha ha ha, đáy mắt y tá chất chứa ác ý, chị ta nhìn ông cụ Trần bốc nắm hạt dưa chuẩn bị cho vào miệng. Ngay khi nắm hạt dưa sắp bị nhét vào miệng ông cụ Trần thì một vật màu đen bỗng nhiên bay tới từ bên cạnh, bộp một tiếng đánh vào cổ tay ông cụ. Những hạt dưa bẩn thỉu trên tay ông cụ Trần lập tức rơi xuống, vương vãi khắp người. Ông cụ sợ hãi đến mức hét lên. Vật đen như mực rơi xuống thảm cỏ mềm trong luống hoa và lăn tròn hai vòng. Hóa ra là một con rùa. Hình như con rùa đã quen với những pha hành động, phóng, đi như này, nó lật người một cách điêu luyện rồi nằm bất động. Tô Cẩm Ngọc, mẹ kiếp, Túc Bảo 666.
Tiểu Ngũ ló đầu ra khỏi túi thú cưng bằng bông, cao giọng hét lên, ta cứ ngỡ Lữ Bố là kẻ vô địch thiên hạ, nhưng không ngờ người này còn dũng mãnh hơn Lữ Bố, đúng là chẳng thèm nói lý lẽ gì hết. Đại uy thiên long. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Lô Thủ Văn ngẩn người, hết nhìn Thúc Bảo và Tiểu Ngũ rồi lại nhìn con rùa đang nằm yên, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra chuyện gì. Khi ánh mắt dừng lại trên người ông cụ Trần, Lô Thủ Văn kinh hãi, vội chạy tới. Chỉ thấy khắp người ông cụ dính vỏ hạt dưa và thứ gì đó rất bẩn. Lô Thủ Văn cuống quýt phủi người giúp ông cụ Trần, nói, ba không sao chứ. Một tay ông cụ Trần nắm lấy cổ tay còn lại của mình, ông cụ ấm ức nhìn Lô Thủ Văn, miệng ú ớ nói gì đó. Y tá sợ đến ngây người, Lô Thủ Văn đến từ lúc nào thế này, sao chị ta không hề phát hiện ra. Chị ta không kịp tắt di động mà nhét luôn vào túi, hoảng loạn đi lên trước để phủi quần áo ông cụ Trần. Ôi, xin lỗi phu nhân, ban nãy tôi vội vào nhà vệ sinh quá, còn số hạt dưa này là do tôi lén cho ông cụ Trần vì thấy ông cụ muốn ăn từ lâu rồi. Tôi hoàn toàn không ngờ tới ông cụ Trần lại bị dính vỏ hạt dưa khắp người như này. Y tá Trương ra bản mặt áy náy. Ấn tượng ban đầu luôn giữ vai trò chủ đạo, ngay từ đầu nhà họ Trần đã cảm thấy y tá này tốt nên mới chọn chị ta. Hơn nữa chị ta còn ngầm ám chỉ việc mình thương ông cụ Trần nên mới lén đem quà vặt cho ông cụ, thông thường người thuê sẽ không bao giờ nghi ngờ điều gì. Ngàn vạn lần không ngờ tới, một giọng nói non nớt bỗng vang lên, dì ơi, dì đang nói dối. Y tá ngẩn người, nhìn Thúc Bảo đứng bên cạnh. Con nhóc này chui từ xó xỉnh nào ra thế, thích lo chuyện bao đồng nhỉ. Y tá bày ra bộ dạng mù mờ, đâu có, cô nhóc ơi, cháu đừng ăn nói tùy tiện nha. Hồi nãy y tá chọn ngồi ở một góc trong vườn hoa nơi mà chị ta yên tâm rằng Lô Thủ Văn sẽ không nhìn thấy. Dẫu chết cũng không chịu thừa nhận thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn lời của một con nhóc thì ai mà tin được cơ chứ? Sắc mặt Lô Thủ Văn rất khó coi, nghe Túc Bảo nói vậy, cô ấy lại thấy lời giải thích của y tá không ổn lắm. Lô Thủ Văn chỉ đành nói, tinh thần ông cụ không tỉnh táo, chẳng phải đã dặn cô khi nào muốn đi vệ sinh thì đẩy ông cụ về rồi hẵng đi sau. Mỗi lần cô vào nhà vệ sinh ít nhất cũng mất 10 phút, lỡ như ông cụ xảy ra vấn đề gì thì phải làm thế nào. Mặt y tá lộ vẻ xót xa ân hận, vâng vâng. Là sơ suất của tôi, xin lỗi phu nhân, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, không không, tuyệt đối không có lần sau nữa ạ. Túc Bảo nhìn y tá chằm chằm, nói rõ từng chữ, hồi nãy dì không hề vào nhà vệ sinh, dì đang cầm đồ gì đó đút cho ông cụ Trần ăn. Tuy cô bé không nhìn rõ. Nhưng mẹ bé và sư phụ đều nhìn thấy rõ mồn một nha. Mẹ và sư phụ của cô bé kêu bé lập tức ngăn động tác của ông cụ Trần nên bé mới quăng ngay cụ rùa ra. Hơn nữa, bé nhìn thấy rõ con quỷ trên đầu gì này. Sư phụ nói quỷ hồn này tên là quỷ ác tâm, nếu bị quỷ này bám thân thì, gì này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Vừa trông thấy Kỷ Trường, phản ứng đầu tiên của quỷ ác tâm là tháo chạy, nhưng nó đã bị Kỷ Trường ấn cố định trên đầu y tá. Y tá hối hận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mù mờ, ông cụ đang ăn hạt dưa mà, đâu phải ăn gì khác. Túc Bảo chỉ tay vào dép lê dưới chân ông cụ Trần, thứ nhất, một chiếc dép lê của dì đang ở dưới chân ông cụ Trần, lẽ nào dì chỉ đeo một chiếc dép vào nhà vệ sinh sao? Y tá, Túc Bảo lại chỉ tay vào đống vỏ dưa vương vãi khắp mặt đất, thứ hai, ông cụ Trần không biết cắn hạt dưa, nhưng đống vỏ hạt dưa này rất nhiều và cũng rất sạch. Y tá. Túc Bảo lại chỉ vào một đống hạt dưa nhão nhoét trên mặt đất, thứ ba, nếu ông cụ Trần tự ăn hạt dưa thì đáng lý ra không thể vừa cắn hết một lượt để tách vỏ hạt sạch sẽ vừa nhổ hết nhân hạt dưa ra rồi ăn lại đâu nhỉ, hơn nữa trong đống nhân hạt dưa này còn bị lẫn với cát nữa. Túc Bảo nói lại nguyên văn lời giải thích của Tô Cẩm Ngọc, đồng thời cũng thể hiện mình đã học được những kiến thức phân tích từ mẹ mình. Y tá bày ra bộ dạng bị đổ oan, lắp bắp nói như một người vô cùng thành thật, cái này, gì cũng không rõ sao lại thế. Chẳng phải ban nãy gì vội vào nhà vệ sinh quá nên một chiếc dép bị bay luôn về phía chân ông cụ Trần ư. Ban đầu gì tách vỏ hạt dưa giúp ông cụ Trần nên vỏ hạt dưa mới sạch sẽ như vậy, có thể lúc gì vào nhà vệ sinh, ông cụ nóng lòng muốn ăn nhân hạt dưa nên mới vớ cả nắm bỏ vào miệng chăng. Lô Thủ Văn chau mày, thế cô giải thích thế nào về việc nhân hạt dưa bị lẫn cát? Y tá mấp máy miệng, chắc nhân hạt dưa rơi xuống đất rồi ông cụ Trần lại nhặt lên. Túc Bảo lắc đầu. Nói nghiêm túc như người lớn, dì ơi dì nhìn đi, nói dối ắt sẽ lộ sơ hở, ông cụ Trần ngồi trên xe lăn thì làm sao nhặt được đồ rơi trên đất, người ngồi xe lăn không thể nào khom lưng nhặt đồ được.
Ngày trước bà ngoại của cô bé cũng vậy nha, hễ rơi đồ là không sao nhặt được, luôn cần người khác nhặt giúp. Cho nên lời giải thích ông cụ Trần làm rơi nhân hạt dưa xuống đất rồi bốc lên là không hợp lý. Túc Bảo nhìn Tô Cẩm Ngọc, đôi mắt của cô bé như biết nói, đúng không, mẹ? Tô Cẩm Ngọc giơ ngón tay cái, bảo bối của mẹ thông minh quá, học rất nhanh nha. Lô Thủ Văn chau mày nói, không sai, ông cụ tuyệt đối không thể khom lưng nhặt đồ được. Lần này y tá không tìm được lý do gì nữa. Chị ta lại trưng ra bản mặt, tôi có lý nhưng tôi không có cách nào giải thích rõ ràng, nóng ruột nói, ai ôi, cái này thì tôi thực sự không biết, cái này, rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ, hay là chúng ta kiểm tra camera. Y tá dám nói thế vì mấy ngày ở nhà họ Trần, chị ta đã biết rõ khu vực nào camera không thể ghi hình. Lô Thủ Văn cười lạnh, được thôi, đi kiểm tra camera. Trần Gia Khang và Tô Nhất Trần nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài vườn, lúc hai người ra xem thì Lô Thủ Văn đã quyết định xong xuôi chuyện kiểm tra camera. Trần Gia Khang chau mày, có hiểu nhầm gì chăng? Y tá này do anh ấy lựa chọn kỹ càng từ công ty lớn chuyên nghiệp, chị ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cũng là một trong ba y tá giỏi nhất được đóng dấu và chứng nhận trong ngành. Lô Thủ Văn nói, nếu là hiểu lầm, chỉ cần nhìn camera giám sát sẽ biết. Tô Nhất Trần kiên định đứng về phía Túc Bảo, nói, Túc Bảo nhà chúng tôi sẽ không nói dối. Trần Gia Khang nghe vậy thì không nói gì thêm. Kết quả kiểm tra là, camera không ghi được hình ảnh nơi y tá và ông cụ Trần ngồi ban nãy. Hốc mắt y tá đỏ hoe, chị ta ấm ức nói, bỏ đi, người làm công việc chăm sóc như chúng tôi đây vẫn thường bị chủ nhà hiểu nhầm, chúng tôi đã quen rồi. Chị ta nhìn Túc Bảo, bất đắc dĩ nói, chắc cô nhóc này nhìn nhầm rồi, nhưng không sao, sau vụ việc lần này tôi cũng phải tự kiểm điểm bản thân. Quả thực tôi đã quá bất cẩn, là lỗi của tôi. Túc Bảo. Tô Cẩm Ngọc bất bình, ta nhổ vào. Cũng tầm 40 đến 50 tuổi rồi nhỉ, còn ra cái vẻ bạch liên hoa này. Đúng là suối quẩy mà. Kỷ Trường híp mắt, nói, Túc Bảo, kiểm tra di động của y tá. Túc Bảo lập tức quay đầu nhìn Tô Nhất Trần, cậu cả, kiểm tra di động của gì ấy. Tim y tá hẫng mất một nhịp, chị ta lập tức hoang mang. Y tá vô thức giơ tay cầm lấy chiếc điện thoại di động trong túi quần, trong lúc hoảng loạn chị ta chợt nhớ ra mình đang quay video. Video này không hề bị ngắt, vẫn đang tiếp tục quay. Chị ta nhanh chóng xóa video đi. Tô Cẩm Ngọc cà khịa, ồ, còn muốn xóa video cơ à? Cô ấy đưa tay bắt lấy ngón tay của y tá. Trần Gia Khang cũng quả quyết, giơ tay nói, y tá Lý, cho chúng tôi kiểm tra điện thoại chắc không có vấn đề gì chứ. Ngón trỏ của y tá hơi run, càng căng thẳng thì tay càng trơn, không hiểu sao ngón tay bấm sắp chuột rút đến nơi rồi mà vẫn không mở được album ảnh ra. Cuối cùng trong mắt chị ta cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ, à, cái này có lẽ không tiện lắm, bình thường tôi thích chụp ảnh tự sướng. Túc Bảo kỳ quái hỏi, chỉ là chụp ảnh tự sướng thôi, có gì mà bất tiện chứ, chẳng lẽ lúc chụp ảnh tự sướng gì không mặc quần áo hả? Mọi người, ặc, trẻ con đúng là thẳng thắn, cái gì cũng dám nói. Không ngờ, y tá lại thuận theo lời Túc Bảo, tỏ vẻ xấu hổ, cái này. Quả đúng là như vậy. Mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo nghiêm nghị, trực tiếp vạch trần, không phải vậy đâu, dì chỉ muốn lén lút xóa video đi thôi, video này chắc chắn không thể để người khác thấy. Sắc mặt Lô Thủ Văn rất khó coi, dứt khoát giành lấy điện thoại di động của y tá, lạnh lùng nói, người khác không tiện, tôi nghĩ mình sẽ tiện. Chúng ta đều là phụ nữ cả. Tôi sốt ruột lo cho ba chồng, chắc là y tá Lý cũng hiểu mà phải không? Y tá Lý, không, chị ta không muốn hiểu. Chị ta định giật lại điện thoại nhưng lại bị người khác ngăn cản. Lô Thủ Văn bấm mở album ảnh, thứ đầu tiên cô ấy nhìn thấy là một đoạn video, cô trực tiếp bấm mở. Chỉ nghe giọng nói độc ác của y tá vang lên. Mọi người nhìn xem lão già ngu ngốc này, già rồi quẫn trí có biết cái gì đâu, đến hạt dưa tôi nhổ ra mà cũng muốn ăn. Lão già này đúng là vừa bẩn thỉu vừa buồn nôn. Ôi chao, tôi vẫn còn tốt bụng chán, lẽ ra tôi nên đi tiểu nhiều hơn chút nữa. Sau đó là tiếng cười ha ha của y tá Lý, đầy ác ý và sỉ nhục. Trên màn hình, y tá Lý nhổ hạt dưa đã nhai nát vào dép của mình, còn trộn thêm một nắm cát. Trong lời nói còn tỏ ý dép của mình bị bẩn rồi, lát nữa sẽ bắt ông già kia liếm sạch. Lô Thủ Văn giận run người, Trần Gia Khang thì đầu óc ong ong. Cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Ngoài video này ra, còn có rất nhiều video khác bên dưới. Khi ông cụ đang tắm,
y tá Lý còn trắng trợn quay video ông cụ, vừa quay vừa giễu cợt, bảo mọi người ra xem ông già này xấu xí đến mức nào. Khi cho ông cụ ăn, y tá Lý còn cố tình đổ cháo cháo vào mũi ông cụ, vừa cười ha hả vừa quay lại cảnh ông già bị sặc, ho rũ rượi. Ban đêm, ông cụ không được phép ngủ, cứ vừa nhắm mắt đã bị tát cho tỉnh lại, ông cụ bị tra tấn đến khi kiệt sức mới được tha cho. Lô Thủ Văn càng xem càng thấy không thể nào xem tiếp được nữa, người bình thường đều không xem nổi những video ngược đãi người lớn tuổi như vậy, nhưng chị ta lại lấy đó ra là niềm vui. Mọi người trong nhà họ Trần đều sửng sốt. Đặc biệt là những người giúp việc, bình thường họ ở chung với y tá Lý cả ngày, luôn cho rằng chị ta là người hiền lành tốt bụng, có khi còn chăm sóc ông cụ giúp chị ta, khuyên bảo chị ta đi nghỉ ngơi. Không ngờ rằng ma quỷ lại ở ngay bên cạnh họ. Chị được lắm y tá Lý. Lô Thủ Văn vô cùng tức giận. Chẳng trách lúc đầu khi nhìn thấy y tá Lý, ông cụ lại sợ hãi tới vậy, lẩm bẩm không muốn để y tá Lý chăm sóc mình. Họ cho rằng mọi người đều không hiểu ông cụ muốn gì nên ông cụ mới nổi giận, thế mà họ còn khuyên ông cụ nên nghe lời người y tá. Thậm chí vì không biết phải làm sao, họ còn đe dọa ông cụ, nói rằng nếu ông cụ còn gây sự nữa thì sẽ không để ý đến ông nữa. Lúc này Lô Thủ Văn vô cùng hối hận. Trần Gia Khang giận dữ tát vào mặt y tá, khiến chị ta văng ra ngoài. Báo cảnh sát đi, chú Trần, báo cảnh sát ngay cho tôi. Ngực anh phập phồng tức giận. Y tá Lý che mặt, hét lên, anh Trần, tôi không cố ý đâu, thực đấy, tôi không có ác ý gì cả, tôi. Túc Bảo khẽ giọng thở dài. Tại sao cả dì y tá này và dì y tá gọi là chị Quyên trước đây đều nói rằng họ không có ác ý gì vậy? Họ có hiểu sai nghĩa của từ ác ý không? Lô Thủ Văn tức giận đến mức hét lên, bằng chứng video rõ rành rành ra đấy, chị còn dám nói với tôi là mình không cố ý, không có ác ý hả? Trần Gia Khang cũng giận ngút trời, mẹ kiếp con mụ này đúng là trợn mắt nói điêu mà, chị cứ chờ ăn cơm tù đi. Trần Gia Khang giận đến nỗi không giữ được bình tĩnh nữa, chỉ mong mình có thể tự mình đánh cho y tá Lý một trận. Cuối cùng y tá Lý cũng biết sợ rồi. Trong điện thoại di động của chị ta không chỉ có video của mỗi ông già cụ thôi đâu. Còn nhiều người khác nữa. Nói trắng ra là, mấy đoạn video này của ông cụ cùng lắm cũng chỉ coi như là ngược đãi. Không gây ra tổn hại gì về thể chất, cùng lắm chị ta chỉ mất việc thôi, có tệ hơn nữa thì cũng chỉ bị giam 2-3 năm thôi. Nhưng những video khác thì không. Ngoài một số video trước kia chị ta quay, chị ta còn lưu lại một số video được gửi trong group chat của y tá. Những video này là thú vui tao nhã của bọn họ, nếu rơi vào tay cảnh sát, chị ta và bạn bè trong group sẽ bị bắn chết luôn. Y tá Lý hoảng hốt, không giả vờ nổi nữa, vội quỳ sụp xuống xin tha. Anh Trần ơi, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi chỉ bị người khác xúi giục thôi, vốn dĩ tôi không như thế, cầu xin anh tha cho tôi một mạng đi. Anh Trần, xin anh tha thứ cho tôi, nhà tôi còn có hai con nhỏ với ba mẹ già, chồng tôi không đi làm, cả nhà đều chờ tôi nuôi. Ông Trần, tôi, và tôi đáng lẽ phải chết. Nhưng cha mẹ của các con tôi đều vô tội. Xin hãy thương cho hai đứa bé nhà tôi. Trần Gia Khang tức giận cười nói. Thương cho hai đứa bé nhà chị hả, có một người mẹ như chị chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Nhà chị cũng có ba mẹ già, sao chị có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy? Y tá Lý tỏ vẻ hối hận, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cũng bị người ta xúi dại thôi, nói một đoạn video sẽ cho tôi 10.000 tệ, tôi là nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Trong cơn tuyệt vọng, chị ta vội bịa ra một cái cớ. Lô Thủ Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà họ Trần chúng tôi cho chị còn chưa đủ nhiều hả, người ta làm điều dưỡng viên tại gia giá cao nhất mới được 50.000 tệ một tháng thôi, một tháng nhà chúng tôi trả cho chị những 100.000. Y tá Lý làm vẻ cam chịu mặc người mắng chửi, ánh mắt đầy vẻ hối hận, khóc lóc thảm thiết, bà chủ ơi, mọi người đối xử với tôi rất tốt. Là do tôi không phải con người, tôi bị đồng tiền che mờ mắt, thấy tiền là nảy lòng tham, nhưng tôi thực sự không phải loại người biến thái như vậy, tất cả đều là do yêu cầu của người mua video thôi. Tuy nhiên, dù cô có khóc lóc hay kể khổ thế nào đi nữa, người nhà họ Trần cũng không hề có dấu hiệu mềm lòng, xem ra bọn họ đã quyết tâm phải giết chết chị ta rồi. Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên, cảnh sát đến rồi. Y tá Lý biết mình mà bị bắt thì chết chắc rồi, chó cùng dứt dậu, đột nhiên nhìn chằm chằm Túc Bảo, thoáng cái lao về phía Túc Bảo. Bất chấp đi, chị ta có chết cũng phải kéo thêm người khác làm đệm lưng, chị ta phải bắt được con nhóc chết tiệt này, lấy nó ra uy hiếp. Bắt bọn họ phải thả chị ta đi.
nhưng chị ta không nhìn thấy Kỷ Trường lơ lửng bên cạnh Tô Cẩm Ngọc đang nhìn chị ta với vẻ thương cảm. Trong mắt y tá Lý hiện lên ánh nhìn tàn nhẫn, nhóc con mềm mại đáng yêu như vậy, một tay là có thể bóp chết. Thế nhưng, khi tay chị ta vừa chạm vào Túc Bảo, liền nghe thấy một tiếng ha. Sau đó chị ta bỗng thấy trời đất đảo lộn, dầm một tiếng bay ra ngoài. Y tá Lý sửng sốt, không hiểu tại sao mình lại bay ra ngoài, chỉ cảm thấy lưng sắp gãy, đau đớn cuộn tròn thành một quả bóng. A, à, Lô Thủ Văn và Trần Gia Khang đều sợ ngây người. Miệng mọi người đều há hốc thành hình chữ O, thế này. Thế này. Tô Nhất Trần mím môi, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Khúc Hưởng chuẩn bị phí bịt miệng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù đưa phí bịt miệng, nếu người nhà và bạn bè của những người giúp việc này hỏi tại sao tự dưng bọn họ lắm tiền thế, rồi họ vẫn sẽ ngồi lê đôi mách chuyện Túc Bảo rất khỏe. Chi bằng chẳng biết thì hơn. Sau khi cậu cả suy nghĩ kỹ càng, chớp mắt đã tiết kiệm được mấy trăm triệu tệ. Trần Gia Khang phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, anh ấy nhìn Tô Nhất Trần với ánh mắt ngạc nhiên và thắc mắc. Tô Nhất Trần thản nhiên nói, sức mạnh của Túc Bảo cũng chỉ lớn hơn người thường có. Chút xíu, thôi mà, đợt này con bé còn tập võ với ba nó nữa, có thiên phú lắm. Khóe miệng Trần Gia Khang giật giật. Đây đâu phải chỉ là có chút xíu đâu. Nhưng nghĩ lại, Trần Gia Khang cũng có thể miễn cưỡng hiểu được, anh ấy biết ba Túc Bảo là ai. Nếu ba bé là vị chiến thần đó, Túc Bảo có thể quăng người ra ngoài cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hổ phụ vô khuyển tử, và lại hành động ném qua vai yêu cầu kỹ thuật hơn là sức mạnh, mà y tá Lý cũng tương đối gầy. Đang lúc suy nghĩ, anh ấy thấy Túc Bảo đang hét lên rồi lao tới, hai chân ngắn dẫm lên người y tá Lý. Bé đạp nè, đạp 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 nè. Biểu cảm trông đến là hung hăng mà lại đáng yêu. Khóe miệng Trần Gia Khang giật giật, được rồi, nhìn bé như vậy hình như cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường. Bên kia, đúng lúc Túc Bảo lao tới thì Tiểu Ngũ cũng bay ra ngoài, đứng trên lưng ông nội rùa ngâm nga hát, nhổ cải lên, ái chà chà, ái chà chà. Nhổ mãi, mà không được. Ông cụ, ông mau qua đây, qua nhổ cải lên đi. Ông cụ ngồi trên xe lăn, hò dô ta nào, nhổ. Mọi người, đây là cảnh tượng cảnh sát khi nhìn thấy khi đến nơi, không khỏi giật giật khóe miệng. Đây là khung cảnh gì vậy? Trần Gia Khang giải thích đầu đuôi câu chuyện, viên cảnh sát mở điện thoại di động ra kiểm tra, da đầu đột nhiên tê dần. Album ảnh trên điện thoại di động của y tá Lý không chỉ chứa đầy cảnh hành hạ người già, thậm chí còn có một số video ghi lại cảnh những người già do chị ta chăm sóc chết ngạt. Chị ta không hề tôn trọng mạng sống, mà ngược lại chị ta còn cười quỷ dị cho tất cả mọi người xem, hôm nay lại làm một pha nữa. Đã mấy ngày rồi lão già kia không được ngủ ngon, tôi còn không cho lão ăn uống đầy đủ nên lão yếu lắm rồi. Hai chết đi được, mấy hôm nay người nhà đều cảm thấy lão già này sắp đi đời nhà ma rồi, vậy tôi sẽ tiễn lão một đoạn. Mọi người nhìn xem, bây giờ ông ta có chết, người nhà cũng sẽ không nghi ngờ gì tôi, ha ha. Hình ảnh trong video được làm mờ, một đoạn được thêm vào là y tá Lý quay lén cảnh người nhà khóc lóc, chị ta cũng giả vờ khóc bên cạnh nhưng người xem video lại có cảm giác rằng chị ta giống như đang cười hơn. Đáng sợ quá đi mất, mấy người giúp việc của nhà họ Trần đều rời sự chú ý khỏi sức mạnh to lớn của Túc Bảo, ai nấy nghe đến đó đều dựng tóc gáy. Không chỉ có một video như vậy mà còn có rất nhiều video khác tương tự. Những thường thấy nhất là dùng gối đè làm ngạt thở hoặc ấn đầu các cụ già vào chậu nước dìm chết, vì theo y tá Lý, cách này không dễ bị phát hiện. Ngoài video của chính mình ra, y tá Lý còn lưu video của nhiều người khác, nội dung gồm ngược đãi giết từ mèo cho đến con người. Cái gì cũng có. Viên cảnh sát lần theo manh mối, dễ dàng tìm ra group chat mà y tá Lý tham gia, không quá lời khi nói rằng trong group có 100 người, thì ít nhất một nửa trong số họ là kẻ giết người. Bọn họ đã nhận nhiều vụ án nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được góc khuất và sự đáng sợ của bản chất con người. Chị còn gì để nói nữa không? Viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi. Đầu óc y tá Lý ong ong, chỉ có một suy nghĩ tiêu tùng rồi. Chị ta hối hận lắm, nhưng chị ta không hối hận vì đã giết nhiều người như vậy, chị ta chỉ hối hận vì sao lần này mình lại sơ suất như thế, để người ta bắt ngay tại trận. Y tá Lý khóc lóc xin tha, tha cho tôi đi anh cảnh sát ơi. Tôi thực sự không cố ý đâu, tôi không biết tại sao mình lại quay những video thế này, tôi, tinh thần của tôi không bình thường. Đúng rồi, chị ta có bệnh tâm thần. Bệnh nhân tâm thần sẽ không bị kết án. Y tá Lý lập tức cười tâu toét, giả điên giả dại, ha ha, ha ha ha,
đến bắt tôi đi, đến bắt tôi đi. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo. Ừ. Cảnh sát trực tiếp ấn đầu chị ta và đưa đi, chị có bị bệnh tâm thần hay không, không phải chị nói là được. Anh cảnh sát cười khẩy, và lại chị đã quay lại hành vi ác độc của mình từ đầu đến cuối. Từ video này có thể kết luận rằng chị không hề mất đi khả năng nhận biết và kiểm soát bản thân. Cho dù chị có bị tâm thần thật, chị có tin là kiểu gì chúng tôi cũng có thể kết án tử hình cho chị không? Y tá Lý. Không, chị ta không hiểu, sao tự dưng chị ta lại xui xẻo như vậy chứ? Ngay cả bằng chứng kết tội mình cũng do chính bản thân chị ta quay lại. Anh Trần ơi cứu tôi với. Tôi xin anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi còn hai đứa con nhỏ. Y tá Lý hoảng sợ, vội vàng cầu xin Trần Gia Khang tha cho mình. Chị ta lấy việc giết người ra để mua vui cho mình nhưng tới khi cái chết thực sự sắp đến với mình rồi, chị ta mới biết sợ. Mặt mày Trần Gia Khang lạnh tanh. Anh ấy sẽ theo vụ này đến cùng, cho đến khi những kẻ cặn bã này bị kết án tử hình mới thôi. Cảnh sát tịch thu điện thoại di động của y tá Lý, nhanh chóng vừa thu thập bằng chứng vừa báo cáo lên cấp trên. Đây là một vụ án cực lớn. Để ngăn chặn càng có thêm nhiều người bị đe dọa tính mạng hơn, bọn họ phải nhanh chóng hành động trong bí mật để hốt gọn cả mẻ nhóm người này. Giờ phút này, mọi người trong group chat của y tá Lý đâu có ngờ được chị ta lại tự tay đưa bọn họ lên máy chém. Mọi người nhìn y tá Lý bị bắt đi, trong lòng đầy suy nghĩ kinh hãi, phức tạp và ghê sợ, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Có vẻ Túc Bảo đang kéo một thứ gì đó rất khó khăn. Kỷ Trường nhận lấy lưới phược linh trong tay bé, nói, để ta làm cho. Hắn cử động ngón tay, lưới phược linh tự động bay lên, Kỷ Trường cười lạnh nói, bổn đại nhân đích thân ra tay đấy, ngươi có cảm động không? Con quỷ bụng dạ xấu xa đang giãy giụa kịch liệt. Không dám cử động nữa. Xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Trần không có lòng dạ nào để chiêu đãi Tô Nhất Trần và Túc Bảo nữa, Túc Bảo cũng bắt được con quỷ bụng dạ xấu xa rồi nên coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Túc Bảo bế cụ rùa trên bãi cỏ lên, vỗ nhẹ rồi lẩm bẩm, ông nội rùa ơi, lúc nãy con xin lỗi nhé. Túc Bảo vội quá, con thực sự không tìm được gì cả. Bé dừng một chút rồi lập tức bổ sung, nhưng con vừa nghĩ ra rồi. Nếu còn có lần sau nữa, Túc Bảo sẽ cởi giày, cũng sẽ không làm rơi ông nữa. Rùa đen. Nói thật không đấy. Nó nheo mắt, thở và ngậm cổ họng, như thể nó chẳng thèm quan tâm gì cả. Tiểu Ngũ thấy Túc Bảo nhặt con rùa đen lên, không hiểu ra làm sao lại huýt sáo. Ồ, ông nội, ông về rồi đấy à? Rùa đen. Nó lập tức rụt đầu vào trong. Sau khi Tô Nhất Trần và Trần Gia Khang nói thêm vài câu thì hai người tạm biệt ở cửa lớn. Trước khi rời đi, Túc Bảo nhoài người trên cửa kính ô tô, vẫy tay với ông cụ Trần, ông ơi, ông mau chóng khỏe lại nha. Hiện tại trí lực của ông cụ Trần không bằng một đứa trẻ, ông cụ chỉ biết ngu ngơ vẫy tay chào, miệng ú ớ nói gì đó. Tô Nhất Trần nói với Trần Gia Khang, tôi sẽ gửi các phương pháp đào tạo phục hồi chức năng có liên quan tới. Nhà họ Trần cảm kích không thôi, đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Tô Nhất Trần dần đi xa. Trong buồng xe, sau giây phút muộn màng, Tô Cẩm Ngọc mới sực nhớ ra, nói, ôi, anh cả quên khóa miệng đám người kia rồi. Ban nãy mấy người giúp việc của nhà họ Trần đều trông thấy cú đạp văng người của Túc Bảo. Kỷ Trường bình thản nói, không cần khóa miệng. Tô Cẩm Ngọc khó hiểu hỏi, tại sao? Túc Bảo không hiểu người lớn đang nói gì, bé vừa nghịch bàn chân nhỏ nhắn của mình vừa hỏi, tại sao ạ? Kỷ Trường đáp, cố ý khiến đám người kia ngậm miệng sẽ càng khiến người khác nghĩ rằng đây là chuyện quan trọng phải giấu. Trên đời này có hai cách để che đậy sự thật, một là khiến người khác hoàn toàn ngậm miệng, hai là biến sự thật thành tin đồn nhảm. Khi điều gì đó phóng đại đến mức người thường không thể tin được thì dù những người giúp việc đó ba hoa trích chòe tới đâu, người khác cũng sẽ không tin. Ngược lại, nếu chi tiền để dán miệng đám người giúp việc kia thì chúng ta đã vô duyên vô cớ lưu lại bằng chứng rồi. Còn Trần Gia Khang, dù anh ấy cảm thấy điểm bất thường cũng sẽ không nói năng tùy tiện. Tô Cẩm Ngọc bừng tỉnh ngộ. Nói vậy cũng đúng, không hổ là anh cả của tôi, đầu óc tốt hơn hẳn người thường. Tô Nhất Trần nhỏ giọng hỏi Túc Bảo đang nói gì thế con? Túc Bảo nghiêng đầu, đáp, mẹ con nói cậu không hổ là anh cả của mẹ, đầu óc tốt hơn hẳn người thường. Tô Nhất Trần lập tức hiểu ra, không khỏi cong môi. Chợt thấy Túc Bảo nhấc chân nhỏ lên, cười ha ha, cậu cả ơi, cho cậu ngửi chân thối nè. Tô Nhất Trần nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô bé, âu yếm véo mũi bé, nghịch ngợm. Sau khi bắt quỷ ác tâm về nhà,
việc còn lại chính là quá trình xét xử. Điều đáng ngạc nhiên là suốt chặng đường quỷ ác tâm luôn im lặng và tỏ ra vô cùng thành thật. Xe về đến trang viên nhà họ Tô, Túc Bảo kéo quỷ ác tâm vào nhà. Tô Cẩm Ngọc vội hỏi, bảo bối ngoan, có cần giúp một tay không? Túc Bảo khoát tay, không ạ, chuyện của mình thì tự mình làm. Tiểu Ngũ ngậm dây kéo túi thú cưng trong miệng, tự mình mở khóa, sau đó thò đầu ra ngoài, giang rộng đôi cánh vỗ nhẹ. Nhưng nó không bay, chỉ thích lắc đầu đi phía sau Túc Bảo. Đúng lúc này, sự cố đã xảy ra. Quỷ ác tâm đột nhiên hóa thành một luồng sát khí, dường như nó dồn hết tất cả sức lực rồi lao ra khỏi khe hở của lưới trói buộc linh hồn. Ánh mắt Kỳ Trường trở nên sắc bén, hắn biết ngay quỷ ác tâm này không hề thành thật mà. Nhưng, điều làm hắn ngạc nhiên là, quỷ ác tâm không hề lao về phía Túc Bảo mà lao về phía Tiểu Ngũ đang lắc đầu sau lưng bé. Đôi mắt của Tiểu Ngũ đột nhiên mở to, nó giật mình bay vù lên và hét to, đừng đến đây. Tại sao lại đuổi theo ta? Ta không có siro đâu nha. Suy tính của quỷ ác tâm rất đơn giản, nhập vào thân thể người khác khá mất sức, hơn nữa có Túc Bảo và Kỳ Trường ở đây thì làm vậy cũng tốn công vô ích. Chỉ bằng nhập vào thân thể con vẹt một cách bất ngờ, sau đó nhân lúc Túc Bảo và Kỳ Trường mất cảnh giác, nó lập tức cao chạy xa bay. Nhưng, quỷ ác tâm đã đánh giá thấp Tiểu Ngũ. Chẳng ngờ con vẹt chết tiệt có bộ lông xanh như phát sáng này lại kêu một tiếng rồi lao tới bên cạnh Kỳ Trường. Đợi chút, chẳng phải động vật bình thường không thể trông thấy ma quỷ ư, sao con vẹt này lại chọn bay tới cạnh Kỳ Trường. Quỷ ác tâm đuổi theo Tiểu Ngũ rồi cứ vậy mà tự chui đầu vào lòng Kỳ Trường. Kỳ Trường, quỷ ác tâm, Tô Cẩm Ngọc, Kỳ Trường cười lạnh, chạy. Mặt quỷ ác tâm xanh mét, nó vội nói, không chạy, không chạy. Nó nhìn về phía Túc Bảo, chỉ thấy cô bé đang mở lưới trói buộc linh hồn. Quỷ ác tâm ấm ức đi vào tấm lưới. Tâm trạng nó lúc này đau khổ như vừa ăn phải cứt. Buổi tối. Ăn cơm xong, Túc Bảo chuẩn bị về phòng. Tô Tử Du đã chờ từ lâu, cầm máy quay phim chạy tới. Túc Bảo, em lại bắt quỷ về nhà phải không? Hồi chiều, cậu thấy cô bé hì hục kéo gì đó, chắc chắn là quỷ rồi. Tô Tử Tích cũng, tình cờ, đi ngang qua rồi chậm gì gì đi theo phía sau Túc Bảo và Tô Tử Du. Túc Bảo hỏi Tô Tử Du, anh ơi anh không sợ nữa à? Tô Tử Du cười giễu, anh từng sợ lúc nào à? Túc Bảo không khỏi bụng miệng cười trộm, anh Tử Du nói câu này thật mắc cười, quỷ cũng không thèm tin đâu. Tô Tử Tích cũng cười nhạo, bản thân anh có tin được lời mình vừa nói không thế? Ba đứa bé trụm đầu ghé tai nói chuyện rồi vào phòng Túc Bảo. Hân Hân ngoảnh đầu, đáng thương nhìn Tô Tử Lâm, ba ơi, con cũng muốn vào phòng Túc Bảo chơi. Mặt Tô Tử Lâm không chút cảm xúc, anh nói. Làm xong bài tập thì có thể đi thoải mái. Hân Hân lập tức bật khóc, thế tại sao anh con lại được đi chơi? Tô Tử Lâm, anh con không chơi game nữa, còn tự biết đọc sách, con thì sao? Hân Hân, cô bé rất giận, cảm thấy anh trai ruột không đáng tin cậy, không đứng cùng một chiến tuyến với bé. Bây giờ cô bé chỉ đành chịu cảnh khổ cực lầm than một mình. Trong phòng Túc Bảo, quỷ ác tâm bị xích vào chân giường giống như quỷ đào hoa trước đó. Tô Tử Du đặt máy quay. Tô Tử Tích kéo hai chiếc ghế nhỏ lại. Trong màn hình máy quay phim, một bóng đen đang bò lổm ngổm đột nhiên xuất hiện ở chân giường, người đó liếc về phía camera với đôi mắt âm u đến quỷ dị. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Tô Tử Du vẫn run lên vì sợ hãi, nghĩ đến Tô Tử Tích đang ở bên cạnh, cậu mới kiềm chế không thét lên. Chỉ thấy Tô Tử Tích bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình camera. Tô Tử Du hoài nghi cuộc đời, Tô Tử Tích không sợ ư. Chẳng biết Túc Bảo tìm được ở đâu một túi bánh su kem, bé ngồi trên ghế nhỏ, xé gói bánh ra, sau đó nói, được rồi, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Quỷ ác tâm. Này này, sao trông giống như đang nghe chuyện cổ tích vậy? Túc Bảo nhét một cái bánh vào miệng, nói cho con biết. Chú tên gì, quê quán ở đâu, ngày sinh và bát tự là gì, chết như thế nào? Cô bé con thật sự vô lo vô nghĩ, vừa đơn thuần lại vui vẻ. Cô bé chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể xét xử ra kết quả gì hay không, dù sao cũng có sư phụ bên cạnh, bé chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sư phụ là được. Quỷ ác tâm nhìn Kỳ Trường đang đứng bên cạnh, tự biết mình gặp đen đủi, nó chỉ đành khai ra rõ ràng. Ta là Tôn Trường Sinh, người huyện X, ta sống thời dân quốc, ngày sinh và bát tự là, ta bị ngũ mã phanh thây, cơ thể bị lăng chỉ đến róc xương lóc thịt rồi quả tim mới bị lôi ra ngoài. Mãi đến lúc này, Tô Tử Tích mới bừng tỉnh ngộ.
Mẹ nó chứ, cái con đen đen bị trói ở đầu giường như chó kia chính là một con quỷ. Đáng sợ quá. Hóa ra, Tôn Trường sinh sống và làm kinh doanh ở thời dân quốc. Một ngày nọ, nó đi ngang qua một cửa hàng gạo và, chấm, luôn vị hôn thê của ông chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng gạo là một thanh niên có đầu óc kinh doanh. Chưa đầy 3 tháng, cửa hàng của anh ta đã nổi tiếng nhất vùng, vì quá bận nên vị hôn thê chủ động đến giúp đỡ anh ta. Anh ta và vị hôn thê kia là Thanh Mai Trúc Mã, không cần phải tránh thị hiềm điều tiếng gì nên cô gái kia đã đến giúp đỡ. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, ta đã bị thu hút. Cô gái nhỏ quá xinh đẹp, khí chất trong sáng và vô cùng thuần khiết. Tôn Trường Sinh lập tức nảy sinh ý đồ với cô gái đó. Nó vốn là người làm kinh doanh nên không thiếu thủ đoạn dơ bẩn. Tối hôm đó, Tôn Trường Sinh tìm bọn côn đồ trèo vào quán gạo và trộn thuốc diệt chuột vào mỗi bao gạo. Tô Tử Du kinh hãi hỏi, cho thuốc chuột vào gạo ư? Đúng là rồ dại đến mất trí mà. Xét theo lịch sử mà cậu được biết, thời dân quốc có rất nhiều người nghèo phải làm việc vất vả cả tháng trời để đổi lấy nửa bao gạo, cả gia đình đều dựa vào bao gạo này để sống lay lắt. Chẳng ngờ Tôn Trường Sinh lại trộn thuốc chuột vào gạo. Phải biết rằng mỗi ngày cửa hàng gạo bán ra rất nhiều gạo, hơn nữa Tôn Trường Sinh còn nói cửa hàng gạo mà nó hãm hại kinh doanh rất tấp nập, trộn thuốc chuột như vậy chẳng phải giết người hay sao? Hai đầu chân mày của Túc Bảo nhíu chặt, cô bé hỏi, chú làm vậy là hại chết vô số người, lẽ nào chú không biết ư? Tôn Trường Sinh đáp, ta biết, nhưng thế thì đã sao, thời đó sống vất vả biết chừng nào, bao người muốn tự vẫn đấy thôi, ta làm vậy chẳng tính là gì to tát hết. Túc Bảo và mọi người. Tôn Trường Sinh thật sự chẳng bận tâm, đối với nó, sinh mệnh của người khác chỉ giống như sinh mệnh con kiến hôi mà thôi. Ngày hôm sau, quả nhiên đã có gia đình từ già tới trẻ phải bỏ mạng vì ăn trúng gạo trộn thuốc chuột. Không chỉ một hai gia đình, nhiều gia đình bị hại chết, nôn mửa hoặc bị thương. Người của đồn cảnh sát đã lần theo manh mối để tìm ra chủ quán gạo và bắt giữ ông chủ trẻ. Vì không tìm được bằng chứng nên ông chủ cửa hàng gạo tạm thời được thả về. Nhưng, người nhà những gia đình ăn gạo bị ngộ độc chết đều đến tận cửa tìm anh ta. Chủ quán gạo sứt đầu mẻ trán. Anh ta đang cần tiền gấp, nhưng không có người nào dám mua gạo của anh ta nữa. Lúc này ta nghĩ ra một kế khác. Tôn Trường Sinh nói, ta thuê hai người giả làm thương nhân đi mua gạo, sau đó kéo ông chủ quán gạo đi ăn tối và bàn chuyện làm ăn. Trong bữa tối, hai người nọ chuốc rượu cho ông chủ quán gạo say đến bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo Tôn Trường Sinh lấy bản hợp đồng đã viết sẵn và nắm lấy ngón tay của ông chủ cửa hàng gạo để ấn lấy vân tay. Tô Tử Du chau mày hỏi, hợp đồng viết gì thế? Tôn Trường Sinh đáp, trong hợp đồng viết anh ta tự nguyện chuyển nhượng cửa hàng gạo cho ta, đồng thời bán luôn A Hoa cho ta để trả nợ. A Hoa là vợ sắp cưới của ông chủ cửa hàng gạo. Dù sao ông chủ cửa hàng gạo cũng đang thiếu tiền, phải bồi thường tiền cho những người đã chết sau khi ăn gạo trộn thuốc chuột khiến anh ta lo lắng tới độ miệng cũng phồng rộp lên. Vì vậy, việc anh ta bán cửa hàng và vị hôn thê để trả nợ cũng là điều hợp lý. Mãi đến khi Tôn Trường Sinh kéo người tìm đến cửa, ông chủ cửa hàng gạo mới biết chuyện gì đã xảy ra. Túc Bảo càng nghe càng tức giận, bóp nát chiếc bánh su kem trong tay, nói, sau đó thì sao? Tôn Trường Sinh, ta đã cầu được ước thấy. Cửa hàng gạo đổi chủ, A Hoa cũng được đưa vào phòng của Tôn Trường Sinh. Ông chủ kia còn muốn liều mạng đánh nhau với Tôn Trường Sinh nhưng bị người của nó lén bắt, đánh gần chết rồi ném xuống sông. Sau khi biết chuyện, A Hoa đau khổ treo cổ tự tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.